chương một có anh em có cả thế giới trạm vận tải hành khách giang trung một người đàn ông cao giáo thân thể cường tráng trong chiếc áo khoác sẫm màu đeo kính dâm bước ra ngoài anh vừa đi vừa nghe điện cha rõ rồi chứ chỉ huy long đã cha rõ rồi ạ à. cô gái cứu ngài ra khỏi biển lửa 10 năm trước tên là đường sở sở tuy may mắn sống sót nhưng cả mặt bị hủy mất 95%. một nghe vậy Điện thoại di động trong tay người đàn ông siết chặt lại, sắc mặt trầm xuống. Dù đang là mùa hè nóng nực nhưng nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột, có cơn ớn lạnh ập đến, một. Những người đi ngang qua người đàn ông không khỏi dùng mình. Anh tên Giang Thần, là người nhà họ Giang. Mười năm trước có âm mưu nhằm vào nhà họ Giang, một ngòi lửa lớn thiêu dụi nhà họ Giang. Audio điện tử võ tấn bền. Có một cô gái đã liều lĩnh xông vào biển lửa cứu anh ra ngoài. Sau một đêm, toàn bộ 38 miệng ăn nhà họ Giang đều chôn thây trong biển lửa, gia tộc đứng đầu Giang chung nhà họ Giang cũng trở thành lịch sử, một. Còn Giang thần sau khi được cứu ra ngoài đã nhảy xuống sông vì khát vọng sống tiếp, lúc này mới may mắn sống sót. Anh ở lại Nam Hoang, trở thành một người lính. Mười năm sau, anh ấy từ một người lính nhỏ bé khờ khạo trở thành một chỉ huy quân đội. Anh từng một mình đấu với 30.000 quân tinh nhuệ của kẻ thù, cũng từng một mình xâm nhập vào trong quân địch bắt sống tướng chỉ huy quân địch, một. Anh chính là chỉ huy Long nổi khắp Nam Hoang. Anh là Hắc Long kẻ thù chỉ nghe tên đã sợ mất mật, một. Anh cũng là tướng chỉ huy quân đội trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi được thăng làm tướng chỉ huy, anh chọn xuất ngũ, trở lại Giang Trung, anh về để báo ơn cũng về để báo thù. Báo ơn cứu mạng của Đường Sở Sở, báo thù diệt tộc của nhà họ Giang. Tôi muốn toàn bộ tài liệu của Đường Sở Sở. Chỉ Huy Long, tôi đã gửi email cho ngài, ngài để ý kiểm tra đi ạ. Giang Thần cúc máy, mở email nhận lấy mail gửi đến. Đường Sở Sở, nữ, 27 tuổi, người nhà họ Đường. Nhà học Đường ở Giang Trung cũng chỉ có thể xem là gia tộc hạng 2. 10 năm trước, Đường Sở Sở mới lên cấp 3, 1. Hôm đó là chủ nhật, cô ra ngoại thành dã ngoại cùng mấy người bạn học. Lúc trạng vạng tối, thấy căn biệt thự chìm trong lửa lại nghe có tiếng kêu cứu đã bất chấp tất cả xông vào biển lửa cứu một thiếu niên ra ngoài. Thiếu niên này là Giang Thần. Tai nạn này đã thay đổi cuộc đời đường sở sở. Cô bị bỏng toàn thân may mắn sống sót, nhưng diện tích biến dạng lên đến 95%, cả người chi chít sẹo. Kể từ đó, cô trở thành trò cười trong mắt các bạn cùng lớp, trở thành đối tượng bàn tán sau bữa ăn. Một. Đường sở sở, ơn cứu mạng năm đó của em, Giang thần anh sẽ dùng nửa đời còn lại để báo đáp. Nhà họ Tiêu, nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Châu, Giang thần tôi trở về rồi, những gì năm xưa bị các người cướp đi, tôi sẽ trả lại cho từng người từng người một, 38 vong hồn của nhà họ Giang sẽ dùng máu của các người để tế. Giang thần nắm chặt nắm tay, bước từng bước lên một chiếc xe MPV không biển số. Lái xe là một người đàn ông mặc vest đen, đội mũ lưỡi chai màu đen. Người đàn ông đó nói, chỉ huy Long, ba ngày nữa là ngày nhà họ đường kén rể cho đường sở sở, gia chủ nhà họ đường đường thiên Long lên tiếng, chỉ cần rể nhà họ đường, cưới đường sở sở, chính là người của nhà họ đường, sẽ tìm được nhà họ đường che chở. Một, Giang thần nhíu mày, kén rể, chuyện gì vậy? Chỉ huy Long, nhà họ đường nói sao cũng là một gia tộc lớn, nhưng đường sở sở lại trở thành đứa con gái xấu nhất Giang Trung, không ai dám cưới, còn trở thành trò cười của nhà họ đường cụ ông nhà họ đường cũng sốt ruột nên mới nghĩ ra cách này, cho dù cả người đường sở sở đã bị hủy do bỏng, nhưng có gia nghiệp nhà họ đường còn đó vẫn có người bằng lòng cưới đường sở sở, ở rể nhà họ đường. Biệt thự nhà họ đường Hôm nay những người quan trọng của nhà họ đường đều có mặt ở đây. Bởi vì hôm nay là ngày đường thiên long tuyển con rể cho cháu gái đường sở sở, chọn đi chọn lại, cuối cùng cũng có 10 người lọt vào danh sách. Sảnh lớn của biệt thự có 10 người đàn ông đang đứng, già dạ có, trẻ có, đẹp trai có mà xấu xí cũng có, một. Mười người này đều là những người không có bối cảnh gì cả. Giang thần cũng ở trong đó. Không có đường sở sở, anh đã chết trong biển lửa 10 năm trước từ lâu rồi. Không có đường sở sở, thì không có giang thần hôm nay, cũng không có hắc long vang danh nam hoang. Trên ghế sofa ở sảnh lớn của biệt thự, còn có một cô gái ngồi chết lặng một chỗ, trên mặt che khăn màu trắng, nhìn không rõ từng nét cụ thể. Một ông già mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, chống ba tong đứng dậy, nhìn người người trước mặt rồi lớn tiếng nói, "Bây giờ, tôi tuyên bố, người trở thành con rể nhà họ Đường là Giang Thần." Cô gái quấn băng quanh mặt nghe được lời này thân thể không khỏi run rẩy. Vận mệnh nửa đời sau của cô cuối cùng đã được quyết định rồi. Cô biết, từ lúc cứu người 10 năm trước, cô đã mất đi tất cả rồi. Những người khác không được chọn thất vọng rời đi. Giang Thần đứng trong sảnh lớn nhà họ Đường, anh đứng thẳng tắp tựa như cây liếu. Ngay lúc này, một người đàn ông đứng dậy, đi tới chỗ giang thần, vỗ vai anh, chế nhạo, em rể, sau này đối xử với em họ tôi tốt một chút, tuy rằng nó bị hủy dung, có hơi xấu một chút, nhưng vẫn là con gái vẫn có thể thỏa mãn cậu. Người nói là cháu trai trưởng của nhà họ đường, đường lỗi, một. Giang thần không đếm xỉa đường lỗi, trong mắt của anh chỉ có đường sở sở. Mắt anh dừng lại trên cô gái đang ngồi trên ghế sofa, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy. Nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy băng trắng trên mặt cô vì nước mắt mà ướt đẫm. "Sở Sở, con tự mình về đi, mẹ đi đánh bài." Một người phụ nữ trung niên xoay mông bỏ đi cũng không ngoái đầu lại. Bà ta là Hà Diễm Ma, là mẹ của Đường Sở Sở một. Đối với đứa con gái này, bà ta thất vọng vô cùng những cô con gái của nhà họ đường để được gả vào nhà tử tế con gái của bà ta lại suy bại đến độ phải vớ đại một người trên đường về ở rể bố con đến công ty trước bố của đường sở sở là đường bác đánh tiếng với đường thiên long sau đó vội vàng rời đi không để ý gì đến đứa con gái đường sở sở ánh mắt của những người nhà họ đường khác ở trên người giang thần trên mặt mang theo sự diễu cợt người đàn ông này cao lớn có chân có tay vậy mà lại ở rể nhà họ đường cưới trò hề cả Giang Trung là đường sở sở. Còn Giang thân đi đến trước mặt đường sở sở, nhìn cô đưa tay ra. Đường sở sở còn đang ngồi trên sofa thầm khóc, nhìn chằm chằm bàn tay to đang đưa ra mà sửng sốt. Từ nay trở đi, anh sẽ bảo vệ em, có anh ở đây em có cả thế giới, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Một âm thanh len keng mạnh mẽ vang lên tựa như tiếng chém đinh chặt sắt vang vọng vào tai đường sở sở. Giờ phút này, cô quên mất gương mặt cười nhạo của cả nhà quên đi ánh mắt lạnh lùng mỉa mai của mọi người trong mắt chỉ còn người đàn ông con lớn uy mãnh trên mặt lại đầy trìu mến kia giang thần nắm tay cô kéo cô lên khỏi sofa dịu dàng nói đi giang thần kéo đường sở sở rời khỏi biệt thự nhà họ đường ngoài biệt thự có một chiếc mpv không biển đang đậu có hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước đầu xe Giang thần kéo đường sơ sơ còn đang ngẩn người đến. Hai người đàn ông lập tức mở miệng, long. Giang thần thoáng khoát tay, cắt đứt lời của hai người, nói, đưa tôi đến đế vương cư, tôi phải chữa thương cho vợ tôi. Giang thần không chỉ là chỉ huy long vang danh nam hoang mà còn là một thần y. Anh có thể cứu người chết đi sống lại, tái ra tạo thịt, muốn trị sẹo trên người đường sở sở quả thực quá đơn giản. Một. Chương 2, lấy chồng. Đế vương cư, đây là biệt thự sang trọng nhất bên sông, có diện tích 20 000 m vuông. Vườn hoa, hồ bơi, sân gôn, cái gì nên có đều có. Sảnh lớn biệt thự, ngồi trên ghế sofa êm ái, đường sở sở nhìn biệt thự giống như cung điện, cô hơi sững sờ. Ông nội tìm chồng cho cô, cô biết chỉ cần là người có khí phách một chút đều sẽ không lấy cô, không ở rể nhà họ đường. Cô không biết thân phận chồng mình, nhưng đại khái cô có thể đoán được đây là một người hư danh, không có lòng cầu tiến, muốn lấy tiền bằng cách vào nhà họ đường ở rể. Cô không ngờ rằng ông chồng của mình lại đưa cô đến một nơi đẹp như mơ thế này. Giang thần ngồi xổm xuống gỡ khăn che mặt của đường sở sở xuống. Đừng! Đường sở sở hoảng sợ nhanh chóng né tránh, dáng vẻ của cô quá đáng sợ, mặt đầy vết sẹo. Cô sợ người đàn ông trước mặt chưa từng gặp nhưng đã là chồng cô sẽ sợ hãi khi nhìn thấy tình hình của cô. Một. Nhưng, Giang thần vẫn tháo che mặt của cô xuống đường sở sở rất căng thẳng trái tim đập thình thịch liên hồi cô cảm thấy xấu hổ không thôi chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào giang thần nhẹ nhàng nâng mặt cô lên trên gương mặt chi chít những vết sẹo khiến người ta giật mình giang thần sờ lên vết thương sờ lên từng vết sẹo trái tim anh giống như bị đau cắt đau đớn từng đợt tất cả những thứ này đều là anh tặng cho cô nếu như không cứu anh đường sở sở cũng không thành ra thế này Khuôn mặt gương nghỉ của anh lộ rõ vẻ đau khổ, mũi nghẹn đến mức suýt khóc, "Sở Sở, em chịu khổ rồi." Đường Sở Sở không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Thần, hai tay vặn vào vạt áo. Giang Thần dịu dàng nói, "Tin anh, anh sẽ chữa khỏi cho em." Đường Sở Sở hoảng sợ không dám nhìn vào Giang Thần. "Lấy thuốc." Giang Thần đứng dậy, hét lên, "Một." Ngay lập tức, cửa biệt thự được bật mở, mấy người đàn ông mặc vest đen cầm theo vài chiếc hộp đi vào. Mở hộp ra, toàn là những thảo dược vô cùng quý hiếm, mỗi thứ đều là vô giá. Giang Thần bắt đầu phối thuốc. Phối thuốc xong, anh đến bên người Đường Sở Sở, ngồi xổm xuống nhìn Đường Sở Sở đang cúi đầu vặn vặn góc áo, cầm lấy đôi tay đầy sẹo của cô, Đường Sở Sở run rẩy không kìm được thu lại tay đầy sẹo, giấu nó sau lưng, cúi đầu nhỏ giọng nói anh, anh làm gì vậy? Sở Sở, đừng sợ, cởi đồ ra. Đường Sở Sở bật khóc, nhanh chóng cởi bỏ quần áo nhìn Giang thần đứng ở trước mặt mình, vừa khóc vừa nói phải, tôi xấu, cả người tôi đều là thương thích, bây giờ anh vừa lòng rồi chứ. Trong mắt đường sở sở, ông nội tìm chồng có cô chính là muốn biến cô thành trò cười, muốn sỉ nhục cô, một. Những năm này, cô cũng đã quen rồi. Từ sau khi gặp chuyện không may, cô ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, ngày nào cũng vì gặp ác mộng mà sợ hãi tỉnh giấc. Cô nhìn Giang thần, cắn chặt môi không ngừng nước nở, nước mắt từ khóe mắt lan dài. Dáng vẻ như vậy khiến Giang Thần nhìn thấy lại càng thêm đau lòng. Trái tim lạnh lùng vô tình của anh rung động mất rồi. Anh ôm lấy Đường Sở Sở cả người đầy sẹo, nghiêm túc thề, anh sẽ không ghét bỏ em, dù em thế nào đi chăng nữa thì cũng là vợ của anh, bây giờ là như vậy, sau này cũng như thế. Đường Sở Sở thoáng ngây người. Người này không phải là muốn biến cô thành trò đùa sao? Đầu óc cô hoang mang lo sợ, không cách nào phản ứng lại được. Giang thần buông cô ra, cầm thuốc đã được bào chế xong, cẩn trọng bôi lên khắp người cô. Sau đó, anh lấy bông gạc băng lên người cô, chẳng mấy chốc sở đường đường đã được băng lại như xác ướp. Giang thần đỡ đường sở sở ngồi xuống. Sở sở à, anh sẽ không lừa dối em, chỉ cần 10 ngày, 10 ngày sau anh đảm bảo em sẽ thay đổi rất lớn. Thật, thật sao, đường sở sở kịp phản ứng, có phần không tin. Đương nhiên, anh sẽ không lừa em. Mặc dù bây giờ cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của Giang Thần, nhưng cô có thể nghe thấy giọng nói của anh, rất cuốn hút rất dịu dàng, khiến trái tim cô ấm áp. Mười ngày trôi qua trong nháy mắt. Mười ngày này là mười ngày hạnh phúc nhất mà đường sở sở có được trong mười năm qua. Cô không biết danh tính của ông chồng này, nhưng ông chồng ở rể nhà họ đường lại chăm sóc cô vô cùng chu đáo, ở bên cô suốt 24 tiếng đồng hồ. Kể chuyện cho cô nghe, chọc cho cô cười, dỗ cô vào giấc ngủ mỗi đêm chỉ cần cô vừa thức dậy thì nhất định phải sẽ có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Mười năm qua, cô không biết cái gì gọi là được săn sóc, càng không biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Bây giờ, cô cảm nhận được tình yêu của mình rồi. Trước gương trong biệt thự, cả người đường sở sở đều quấn băng gạc trắng, ngay cả trên mặt cũng có. Lúc này, cô không khỏi lo lắng. Mười ngày nay, ngày nào cháu cũng bôi thuốc, cô cảm nhận được sự bỏng rát trên da. Còn Giang Thần lại nói với cô rằng, chỉ cần cô kiên trì dùng thuốc, chỉ cần vài ngày nữa thôi cô sẽ khôi phục được nhan sắc. "Thật, thật có thể sao?" Cô nắm chặt một đôi tay mạnh mẽ kia. "Có thể." Giang Thần chậm rãi gỡ băng gạc trên mặt trên người cô. Đường Sở Sở cảm nhận được ánh sáng, nhưng cô không dám mở mắt. "Mở mắt ra nhìn thử đi." Lúc này Đường Sở Sở mới mở mắt ra, trên người cô không một mảnh vải che thân. Trong gương có một cô gái người đầy bột thuốc, tuy có bột thuốc nhưng có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo, mịn màng. Nhìn thấy khuôn mặt gần như hoàn hảo trong gương, Đường Sở Sở kinh ngạc đến há hốc mồm, một. Sau khi ngây ngốc mất vài giây, cô nhanh chóng lau sạch lớp thuốc bột trên mặt rồi đưa tay sờ lên mặt với vẻ mặt khó mà tin được. Đây, cô khiếp sợ, như chết lặng, cô không thể tin được người phụ nữ có làn da trắng mịn đứng trong gương này lại là mình. 10 năm trước, cô bị bỏng toàn thân bị biến dạng. Cho dù ý học hiện tại có tiên tiến đến mấy cũng không thể khôi phục được. Bây giờ, cô khỏi rồi. Trong 10 năm nay cô không dám nhìn vào gương trong, đêm nào đêm nấy cũng đều giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo trong gương, cô mừng rỡ đến phát khóc, nước mắt rơi lã trã. Cô bổ nhào vào vòng tay của Giang thần bên cạnh, khóc thành tiếng. Tuổi nhục 10 năm qua, vào giờ khắc này đều tan thành mây khói, một giang thần ôm đường sở sở thật chặt nghiêm túc hứa sau này anh bảo vệ em không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đường sở sở từ phấn khích vui mừng đến khi kịp phản ứng lại thì phát giác bản thân mình không mặc gì hết không khỏi đỏ mặt xấu hổ cô thoát khỏi vòng tay của giang thần cúi đầu mặt mày không biết phải làm sao cho phải giang thần chỉ vào phòng tắm bên cạnh nói nước nóng đã pha sẵn cho em rồi quần áo cũng đã mua đầy đủ nhưng mà anh không biết em là cúp nào nên anh mua đồ lót mỗi cỡ mấy cái, em xem vừa cái nào thì mặc cái đó. Đường sở sở ngượng ngùng cúi đầu chạy vào phòng tắm. Giang thần đi ra sảnh lớn, ngồi xuống sofa, cầm một điếu thuốc trên bàn châm lửa. Chỉ huy long, một người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, tuổi tác tầm khoảng 40, mặc bộ vest đen, trên tay cầm một tập tài liệu dày cộp, cúi đầu đưa, tài liệu của bốn gia tộc lớn đều ở đây cả, Nguyên nhân hậu quả nhà họ Giang bị diệt sạch 10 năm trước cũng có trong tài liệu, mời Chỉ Huy Long xem qua. Giang Thần chỉ lên bàn để đấy. Chỉ Huy Long, mấy gia tộc nhỏ nhoi còn chẳng là thá gì, chỉ cần anh hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức dẫn người diệt trong phút chốc. Giang Thần khẽ phất tay. Người đàn ông lập tức ngừng nói. Giang Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu đứng trước mặt mình, tôi đã không còn là Chỉ Huy Long nữa rồi, từ nay về sau, thế giới này không có Chỉ Huy Long. Điều tra bốn gia tộc lớn cũng là lần cuối cùng tôi sử dụng đặc quyền. Anh không phải theo tôi nữa, dẫn các anh em về đi, mọi người còn phải canh giữ biên cương. Người đàn ông lập tức quỳ xuống đất, nói như đinh chém sát, một ngày là chỉ huy, cả đời làm chỉ huy, bây giờ phía biên cương Nam Hoang đã ổn định, quân địch không dám đến xâm phạm, chỉ huy Long, đừng đuổi chúng tôi đi, để chúng tôi ở lại giúp anh. Một, Giang thần đứng dậy, đỡ người đàn ông đang quỳ dưới mặt đất, nói tiểu hắc, đây là chuyện riêng của tôi phải do tôi giải quyết sau khi giải quyết chuyện này tôi muốn bình yên một thời gian sống những ngày không đao kiếm không máu tanh tôi muốn ở bên sở sở cho cô ấy tình yêu đẹp nhất thiên hạ chỉ huy long lui xuống dẫn anh em về đi về nam hoang giang thần quát lên tiểu hắc lại quỳ xuống đất cũng lớn tiếng đáp chỉ huy long chú ý giữ gìn sức khỏe trăm vạn quân hắc long chúng tôi đợi anh trở về một đi đi giang thần ngồi xuống khẽ phất tay. Tiểu Hắc đứng dậy quay người rời đi. Chẳng bao lâu, Đường Sở Sở đã tắm rửa xong đi ra. Cô mặc một chiếc váy dây trắng, để lộ phần cổ và cánh tay trắng ngần. Trước đây cô không dám mặc loại quần áo này. Tâm trạng cô rất tốt, ngâm nga một chút giai điệu, chạm vào làn da mịn màng, khóe miệng nhếch lên. Nhìn thấy Giang Thần ngồi trên sofa hút điếu thuốc, cô lập tức ngừng ngâm nga. Cô bước tới ngồi xuống, hai má ửng hồng. Không biết là do ngại ngùng hay là do vừa tắm xong nữa. Cái đó cô mở miệng lại không biết phải nói gì. Tuy rằng cô ngày đêm ở bên Giang Thần 10 ngày qua nhưng đó là dưới tình huống cô bịt mắt, bây giờ đối mặt với Giang Thần, cô có phần rụt rè, mặt đỏ bừng, không biết nên nói gì cho phải. Đang nghĩ thì Giang Thần phản ứng, nhìn Đường Sở Sở đã lành sẹo, ánh mắt bất giác sáng lên, "Vợ ơi, bao giờ mình đi nhận giấy kết hôn?" "Một." "Hả?" Đường Sở Sở sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Giang thần cười nói, anh đã ở rể nhà họ đường rồi, là chồng của em đó, đây là ông nội em hạ lệnh, lẽ nào em hối hận không muốn lấy anh nữa rồi. Lấy. Đến lúc đường sở sở phản ứng lại không nói nhiều lời chỉ một chữ mà thôi. Trong 10 ngày qua, Giang thần đã chăm sóc cô vô cùng tỉ mỉ, cho cô biết ấm lòng là như thế nào. Người đàn ông như vậy sao không lấy được cơ chứ? Cô lén lút liếc nhìn Giang Thần, dáng người cao giáo, nét mặt cương nghị, vừa nhìn là hai má cô đã ửng đỏ, tim đập càng lúc càng nhanh. Một giờ sau, một nam một nữ nắm tay nhau rời khỏi cục dân chính. Một đường sở sở nhìn tờ giấy chứng nhận màu đỏ trong tay, cô ngẩn ra, cứ cứ vậy là nhận giấy đăng ký kết hôn rồi. Cô từng tưởng tượng tương lai của mình, tưởng tượng tương lai của bản thân sẽ có một tình yêu rầm rầm rộ rộ. Nhưng mà tất cả mọi thứ không giống với tưởng tượng của cô, ông nội cô đã sắp xếp sẵn số phận nửa đời sau cho cô rồi, cô bị Giang Thần đến ở rể nhà họ Đường đưa đi, dẫn đến một nơi tựa như cung điện ở trong 10 ngày. 10 ngày sau, cô đã bình phục vết thương, khôi phục lại ngoại hình, trở thành một cô gái đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Tuy rằng không biết thân phận của chồng mình, nhưng trong lòng lại yêu thích không thôi, không khỏi nắm chặt lấy tay Giang Thần. Chương 3, lật lọng đường sở sở ra khỏi nhà 10 ngày, người nhà họ đường cũng không có tìm kiếm. Trong mắt của bọn họ, đường sở sở chính là nỗi sỉ nhục của nhà họ đường, là trò cười của Giang Trung. Không có đường sở sở, sự nghiệp của nhà họ đường nhất định nâng cao một bước. Sau khi đường sở sở phục hồi lại mặt mũi đã đăng ký kết hôn với Giang Thần, sau đó quay trở về nhà. Đường Thiên Long có ba người con. Con trai cả là đường Hải, con trai thứ hai là đường Kiệt, và đường bác là con trai thứ ba. Bởi vì có đường sở sở, cho nên đường bác không được nhà họ đường coi trọng. Cho dù ông ta đã miệt mài làm việc, tận tụy vì nhà họ đường mà tạo ra biết bao chiến công hiển hách. Nhưng mà, địa vị của ông ta trong nhà họ đường lại cực thấp, không có tiếng nói nào. Mặc dù đường bác là quản lý của tập đoàn nhà họ đường, nhưng lại không có bất cứ cổ phần gì. Mỗi tháng chỉ lấy tiền lương, không được chia chút hoa hồng nào cả, chuyện này khiến gia đình nhỏ của ông ta rất mực khổ sở. Cho dù đã mua nhà, nhưng mỗi tháng đều phải trả tiền thuê nhà. Thần, đây chính là nhà em. Đường sở sở dắt Giang Thần về nhà, chỉ tay vào căn phòng đang đóng chặt cửa, nói không so sánh được với cung điện của anh. Giang Thần nắm tay cô, cười nói, nơi nào có em thì nơi đó đều chính là nhà. Một, đường sở sở cảm thấy trong lòng rất đội ấm áp, đi tới cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái cửa được mở ra nhanh chóng đứng trước cửa là mẹ của đường sở sở hà diễm mai bà ta nhìn thấy trước cửa là hai người nam nữ xa lạ không khỏi sửng sốt bèn hỏi hai cô cậu tìm ai mẹ đường sở sở mở miệng kêu lên một tiếng mẹ này khiến hà diễm mai bối rối ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp mỹ miều ở trước mặt trong vài phút ngắn ngủi vốn không kịp phản ứng gì được mẹ con là sở sở đường sở sở đây hả hà diễm mai khiếp sợ nhìn cô gái đẹp như tiên bước ra từ tranh vẽ này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cô cô là sở sở đúng vậy mẹ con khỏi rồi vết sẹo trên mặt con đã khỏi rồi mẹ giang thần cũng gọi một tiếng cậu hà diễm mai lại ngẩn người đường sở sở kéo tay giang thần qua nói mẹ đây là người mà ông nội gọi là cháu rể hà diễm mai lúc này mới phản ứng lại kịp bà ta kéo tay đường sở sở qua Lạnh lùng nói, từ trước giờ mẹ chưa từng chấp nhận một đứa con rể như này. Bà ta nói xong lại vuốt khuôn mặt trắng nõn của Đường Sở Sở, "Sở Sở, thật sự là con sao? Rốt cuộc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với vết sẹo trên mặt con vậy?" "Mẹ, 10 ngày qua con đi trị liệu khuôn mặt, bây giờ đã khỏi hẳn rồi, sẽ không khiến mẹ phải mất mặt nữa." Đường Sở Sở nghẹn ngào nói, "Từ sau khi cô gặp chuyện không may, mặt mũi cô trong nhà họ Đường đều mất sạch." khiến nhà họ Đường trở thành trò cười ở gian chung, khiến bố mẹ không thể nào ngóc đầu lên được ở trước mặt người ngoài. "Con gái," Hà Diễm Mai ôm lấy Đường Sở Sở, đau lòng mà khóc, "con gái, là mẹ không tốt, trước đây mẹ đã hời hợt với con khiến con phải chịu dày vò, chịu uất ức. Mau, vào nhà ngồi." Bà ta kéo Đường Sở Sở vào trong nhà. Con gái khôi phục lại được khuôn mặt, chuyện này khiến Hà Diễm Mai có thêm một suy nghĩ khác. Dựa vào nhan sắc tuyệt đẹp của con gái, bà ta hiện tại Cô hoàn toàn có thể lấy một người chồng giàu sang, gả vào một gia đình giàu có quyền thế, chứ không phải là lấy một tên khố rách áo ôm, vì tiền mà có thể nhu nhược bám víu vào ở rể gia đình bên vợ. Bà tay nghĩ tới đây lại nhìn sang Giang Thần, chỉ ra phía ngoài cửa, đi ra ngoài. "Mẹ, mẹ làm gì vậy? Đây là chồng con, là cháu rể mà ông nội đích thân lựa chọn. Đi, quay về biệt thự của gia tộc bảo với ông cụ đích thân hủy bỏ cuộc hôn nhân này." Một Hà Diễm Mai nói tới đây lại kéo tay đường sở sở đi. Thần, đường sở sở quay người, vẻ mặt rất khó xử. Giang thần nhún vai một cái, vẻ mặt vẫn rất điềm nhiên, sau đó đi phía sau hai người kia. Ở sảnh chính của biệt thự nhà họ đường, người trong nhà nhìn thấy người con gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh Hà Diễm Mai lại bày ra vẻ mặt không tưởng. Đây, đây chính là đường sở sở. Đây là đường sở sở đã bị hủy dung 10 năm đó sao? xảy ra chuyện gì vậy, làm sao lại chỉ trong 10 ngày thôi lại thay đổi như thế? một Sở sở, là con sao? Sở sở, thật sự là sở sở sao? Con qua Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ sao? Bây giờ công nghệ phẫu thuật toàn diện gương mặt lại vượt trội như thế rồi à? Người nhà họ đường đều không thể tin nổi. Bọn họ không tin cô gái xinh đẹp ở trước mặt mình lại là đường sở sở mặt toàn là sẹo. Này là ăn chúng tiên đan sao? Hà Diễm Mai trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Bố, con không đồng ý cuộc hôn nhân này. Dựa vào nhan sắc hiện tại của Sở Sở nhà chúng ta thì hoàn toàn có thể gả cho gia đình quyền quý giàu có, làm sao lại có thể gả cho một tên rác rưởi ăn bám bên vợ được chứ?" Đường Thiên Long ngồi trên ghế sofa đang hút tẩu thuốc lại nhìn chầm chầm Đường Sở Sở. Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi mà Đường Sở Sở vốn bị hủy dung lại hoàn toàn lành lặn? Nhưng mà Đường Sở Sở hiện tại đúng là một người đẹp xuất chúng, nghe xong lời Hà Diễm Mai nói, ông ta lại gật gù, "Ừm, nói có lý." Bây giờ mấy gia tộc khác ở Giang Trung có rất nhiều chỗ còn chưa cưới vợ. Dựa vào mối quan hệ của bố có thể liên lạc với họ để tìm cho Sở Sở một gia đình khá giả. "Một, con không đồng ý." Đường Sở Sở đứng lên, rừng rừng nước mắt nói, "Ông nội, là chính ông quyết định gả cháu cho Giang Thần, bây giờ Giang Thần đã chữa khỏi mặt cho cháu thì mọi người lại đổi ý?" Mọi người coi con là gì vậy? Cái con nhỏ này, nói cái gì thế hả? Hà Diễm Mai nói xong lại vung tay tát đường sở sở một cái đánh bốp, lại quát đi theo cái thằng khố rách áo ôm đó thì có gì tốt. Đường sở sở lấy tay che mặt, lại chợt cầm con dao gọt hoa quả ở trên bàn kê lên mặt của mình, mọi người còn ép con nữa thì con sẽ tự hủy dung của mình. Một, may, Hà Diễm Mai giận run cả người. Được rồi, đường thiên long quát một tiếng, còn ra thể thống gì nữa? đường sở sở ông chỉ là muốn tốt cho cháu thôi với nhan sắc bây giờ của cháu hoàn toàn có thể dễ dàng gả vào một gia đình giàu có hưởng thụ cuộc sống giàu sang không phải tốt sao cần gì phải đi theo một thằng nhóc nghèo túng chứ vào lúc này giang thần từ nãy giờ vẫn luôn im lặng lại chợt đứng lên anh nhìn một lượt hết người nhà họ đường khiêm tốn nói giang thần tôi đây cũng không phải nhất định phải ở rể nhà họ đường nhưng đây là chuyện của tôi và sở sở chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn, nếu như cô ấy đồng ý ly dị thì tôi sẽ không có bất cứ phản đối nào, nhưng nếu như cô ấy không đồng ý, ai cũng không thể ép buộc cô ấy. Quát con, chỗ này đến khi nào thì mới đến lượt mày lên tiếng. Đường lỗi, cháu đích tôn của nhà họ đường đứng lên chỉ thẳng vào mặt giang thần mà mắng, mày chỉ là thứ rác rưởi ở rể nhà họ đường mà thôi, ở nơi này mày không có tư cách lên tiếng, nhà họ đường muốn mày cút thì mày phải cút. Một giang thần duỗi tay bẻ cong ngón tay đang chỉ vào mũi mình của đường lỗi lạnh lùng nói từ trước tới giờ chưa từng có ai dám hô tay múa chân với tôi một á à, đau quá đường lỗi lập tức kêu đau cả người nghiêng sang một bên vô cùng đau đớn lập tức cầu xin tôi tôi sai rồi buông buông tay ra trước đã giang thần buông tay anh ta ra đường lỗi thở hổn hển liên tục nhìn vẻ mặt lạnh lùng của giang thần lại càng khiến anh ta tức giận nhanh chóng cầm lấy cái gạc tàn thuốc trên bàn muốn ném về phía Giang Thần. Làm gì thế, đường thiên long quát lên, có còn phép tắc gì nữa hay không, bỏ xuống. Đường lỗi xoay người nhìn đường thiên long, vẻ mặt uất ức nói, ông nội, thằng quát này thật sự quá đáng, ông phải làm chủ cho con. Được rồi, đường thiên long chợt ngừng hút tàu thuốc, nhìn về phía giang thần mà nói, cho cậu 50 vạn để ly dị với sở sở, sau này sẽ không có bất cứ liên quan gì tới sở sở nữa, Cháu không chịu, Đường Sở Sở giống lên, một. Phản à, Đường Thiên Long vỗ tay lên bàn một phát, quát lên, tôi đây còn chưa có chết, vẫn là chủ của nhà họ Đường này, mọi chuyện của nhà họ Đường đều do tôi định đoạt. Giang Thần cũng không muốn nhìn thấy Đường Sở Sở căng thẳng với nhà họ Đường. Lần này anh về đây, một là để trả ơn, hai là để báo thù. Anh không muốn vì sự trả ơn của mình mà khiến Đường Sở Sở khó xử, để cô phải đoạn tuyệt với người nhà của mình. Ông nội, xin cho cháu một cơ hội để chứng minh rằng Giang thần này không thua kém bất cứ ai. Cơ hội? Đường Lỗi lập tức lạnh nhạt bật cười, "Giang thần, trong tài liệu có ghi rõ cậu chính là một cô nhi lớn lên trong cô nhi viện. Làm quân đội có mấy năm thì làm sao có thể xứng với Sở Sở bây giờ?" Cho cậu cơ hội cũng được, có biết tập đoàn Thiên Quân không? Nhà họ Đường chúng tôi vẫn luôn muốn hợp tác cùng với tập đoàn Thiên Quân, chỉ là mãi không có cơ hội nếu như cậu có thể khiến cho nhà họ đường hợp tác được với tập đoàn thiên quân thì sẽ thừa nhận cậu chính là con rể của nhà họ đường, sao hả? Đường lỗi đã sớm không ưa gì giang thần rồi, một tên lính mới vừa xuất ngũ trở về, thứ nhất là không có tiền, thứ hai là không có quyền, có gì mà ra vẻ ta đây chứ? Cho nên anh ta lại nghĩ ra cách để gây khó dễ cho giang thần, để anh phải thấy khó mà lui, một. Trong lòng của anh ta đã nhận định được em rể từ lâu rồi, đó chính là tiêu thần của nhà họ Tiêu, gia đình đứng đầu của bốn gia đình quyền thế. Ông nội, cứ để Giang thần mang hợp đồng của tập đoàn Thiên Quân về đây, nếu như có thể lấy được hợp đồng đặt hàng với tập đoàn Thiên Quân thì cứ thừa nhận cậu ta. Còn không lấy được thì lập tức cho cút. Đường Thiên Long hút tẩu thuốc, nói, "Ừm, cũng được." Nhà họ Đường chủ yếu kinh doanh về gia công dược liệu, tập đoàn Thiên Quân gần đây lại đang mở rộng thị trường sản xuất cho ra rất nhiều yêu cầu có vô số doanh nghiệp kinh doanh gia công dược liệu đều tranh nhau lấy được hợp đồng đặt hàng với thiên quân. Chỉ cần cậu có thể lấy được hợp đồng 30 triệu đơn đặt hàng của thiên quân, vậy tôi sẽ thừa nhận cậu là con rể của nhà họ đường, tôi cho cậu 10 ngày. Không cần 10 ngày, ngày mai cháu sẽ mang hợp đồng đặt hàng về cho ông. Một, nói xong, Giang thần nắm tay đường sở sở rời đi. Thằng quát con này thật là mạnh miệng, thiên quân là tập đoàn dược phẩm đứng hàng đầu, giá trị trên thị trường vốn gần trăm tỷ. Muốn lấy được hợp đồng đặt hàng từ tay tập đoàn Thiên Quân quả thật là nói chuyện viển vông." Đường Lỗi Miệt thị ra mặt mà nói. Hà Diễm Mai cấp thiết nói, "Bố, bố cũng không thể mềm lòng được đâu. 30 triệu đơn đặt hàng thì có xá là gì, dựa vào nhan sắc bây giờ của Sở Sở hoàn toàn có thể gả vào mộ trong bốn nhà quyền thế lớn." Đường Thiên Long khẽ ngừng động tác lại, nói, "Không thể ép nhanh quá được, hợp đồng đặt hàng của Thiên Quân đều được san sẻ với bốn nhà quyền thế, không phải nói có là có được." cứ để cho thằng nhóc đó biết khó mà lui, tới lúc đó lại nghĩ cách để gả sở sở vào gia đình giàu có cũng không muộn. Chỉ cần có thể làm thông ra với một trong bốn nhà quyền thế thì nhà họ đường chúng ta có thể nhanh chóng vươn lên ở cái đất giang chung này rồi. 1. chương 4. Chuẩn bị một cái quan tài. Sau khi rời khỏi nhà họ đường, đường sở sở lại uất ức, khóc thúc thiết thần, em xin lỗi, là em vô dụng, ngay cả hôn nhân của chính mình mà em cũng không thể làm chủ. Giang thần kéo tay cô lại, Nói, không phải ông nội có nói rồi sao, chỉ cần anh có thể lấy được hợp đồng đặt hàng của tập đoàn Thiên Quân thì sẽ thừa nhận em là vợ anh. Nhưng mà đó chính là tập đoàn Thiên Quân, Đường Sở Sở lo lắng nói. Thân là người ở Giang Trung, cô làm sao lại không biết tập đoàn Thiên Quân chứ? Đó là một trong những doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế, tuy chỉ mới vào Giang Trung vài năm gần đây nhưng những hợp đồng đặt hàng của tập đoàn Thiên Quân đều rơi vào tay của bốn nhà quyền thế nhất ở đây. Giang thần cười nói, không thử một chút thì làm sao biết là không thể. Đường sở sở lại như bỗng nhớ tới gì đó, nói, đúng rồi, em nhớ ra rồi. Em có một người bạn cấp 3 hiện đang đi làm ở tập đoàn Thiên Quân, còn là tổng quản chi nhánh nữa. Em đi tìm cô ấy dò hỏi thử, có lẽ sẽ có thể gặp được lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Quân. Ừm, hai người nắm tay, cùng đi về nhà. Nhà của đường sở sở ở cùng khu dân cư với biệt thự nhà họ đường, chỉ có điều nhìn chung thì nhà họ Đường ở là biệt thự, còn nhà của Đường Sở Sở chỉ là ở căn hộ ở trên tầng cao của khu chung cư mà thôi. Cả hai chậm rãi bước đi, về đến nhà thì đã thấy Hà Diễm Mai về trước rồi, nhưng bà ta lại không cho Giang Thần vào nhà. Vì thế, Giang Thần cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà nói, "Sở Sở, vậy anh về trước." Đường Sở Sở cũng hết cách, không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là có được hợp đồng đặt hàng với Thiên Quân để nhà họ đường thừa nhận thân phận của giang thần sau khi vào nhà đường sở sở đã bắt đầu tìm cách liên lạc với bạn bè đã nhiều năm không liên lạc còn giang thần lại về đế vương cư khu biệt thự sang trọng nhất ở giang trung anh ngồi trên ghế sofa hút thuốc chợt lấy điện thoại ra gọi một cuộc bảo chủ tịch tập đoàn thiên quân tới đế vương cư anh vốn dĩ không muốn dùng tới đặc quyền chỉ huy long nhưng mà muốn có được hợp đồng đặt hàng của thiên quân thì không thể không dùng tới được rất nhanh sau đó đắp thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đế vương cư. Người đàn ông này tầm 50 tuổi, mặc âu phục, dáng vẻ hơi mập, đầu lại hói. Chỉ, chỉ huy long. Sau khi vào đế vương cư, người đàn ông đó lại thoáng quỳ trên đất. Ông là người phụ trách của tập đoàn thiên quân ở khu vực Giang Trung, người đứng đầu nhà họ Diệp, tên là Diệp Hùng. Trước khi tới đây, ông ta đã biết thân phận của người muốn gặp mình rồi đây chính là chỉ huy long vang danh khắp đất nam hoang nổi tiếng là một hắc long vô cùng tàn độc với kẻ thù khiến lòng người khiếp sợ đứng trước mặt một nhân vật tầm cỡ như vậy ông ta không dám thất lễ dù chỉ một chút sau khi quỳ trên đất xong lại đổ mồ lạnh cả sống lưng diệp hùng giang thần buông sắp tài liệu trên tay xuống nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trên đất kia động tác của anh thoáng ngừng từ tốn nói đứng lên nói vâng lúc này diệp hùng mới đứng lên Đầu toát đầy mồ hôi nhưng cũng không dám lấy tay lau. Bây giờ ông ta đang rất run sợ, không biết đã đắc tội với người tàn bạo này ở chỗ nào, cũng không biết tại sao người tàn bạo này lại muốn tìm ông ta. Ngày mai vợ của tôi là Đường Sở Sở sẽ tới tập đoàn Thiên Quân, muốn ký hợp đồng đặt 30 triệu đơn hàng với ông. Ông phải đích thân tới tiếp, không được thất lễ dù chỉ một chút. Nghe xong, Diệp Hùng mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, "Chỉ Huy Long, không, không thành vấn đề." Đừng nói là 30 triệu, cho dù là 100 triệu đơn hàng thì chỉ cần chỉ Huy Long cần, tôi đều sẽ dâng hai tay. Nhớ kỹ, vợ tôi tên Đường Sở Sở, là Đường Sở Sở của nhà họ Đường. Đã nhớ kỹ rồi. Không còn chuyện của ông nữa, đi đi. Vâng. Diệp Hùng như nhặt được phước lớn đã lập tức phóng nhanh đi. Ông ta rời khỏi đế vương cư, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Ông ta là người đứng đầu nhà họ Diệp, là người lèo lái thiên quân ở giang trung này cho dù là người của bốn nhà quyền thế ở Giang Trung cũng đều phải nơm nớp lo sợ mỗi khi nhìn thấy ông ta. Nhưng mà đối diện với Giang Thần, ông ta lại rè rặt như một con tép nhỏ. Diệp Hùng đi xong, Giang Thần đứng lên tự lẩm bẩm, mười mấy ngày mới quay lại, vẫn còn chưa đi cúng bái. Anh rời khỏi đế vương cư, định đón xe đi tới đống đổ nát nhà họ Giang ở vùng ngoại ô thành phố. Nhưng mà, phía trước cửa ra vào của đế vương cư có một chiếc xe thương vụ không có biển số dừng ở đó, Phía trước xe là một người đàn ông da ngăm đen mặc áo ba lỗ. Giang thần đi tới, nhìn tiểu hắc một cái lại nói, không phải bảo anh dắt các anh em trở về rồi sao? Hê hê, chỉ huy long, mấy anh em đều đã về Nam Hoang rồi, tôi thì ở lại. Chỉ huy long, để tôi ở lại đây đi. Kêu tôi là anh Giang đi, ở Giang Trung này không có chỉ huy long. Được, tới nghĩa trang nhà họ Giang. Anh Giang, lên xe đi. Rất nhanh sau đó. Giang thần đã tới chỗ biệt thự cũ của nhà họ Giang lúc trước. Một nơi đã từng là biệt thự nhà họ Giang bị thiêu rụi, hiện tại chỉ còn xuất hiện những phần mộ nằm đó. Một gia tộc đã từng đứng đầu đất Giang Trung này, bây giờ lại trở thành một bãi tha ma. Giữa bầu trời đen âm u dày đặc, rào rào rào, mưa rơi rất nặng. Đứng trước lăng mộ nhà họ Giang, một người thanh niên mặc áo gió màu nâu, phía sau lưng còn có một người đàn ông khác đang che dù cho anh. Giang thần thoáng quỳ xuống đất. Mười năm trước, nhà họ Giang là gia tộc lớn nhất của Giang Trung. Năm đó anh 18 tuổi. Năm đó bố anh lấy thêm một người vợ kế. Mẹ kế của anh tên là Tiêu Nhược Nhiên, bây giờ đang là người đứng đầu nhà họ Tiêu, một trong bốn nhà quyền thế của Giang Trung. Tiêu Nhược Nhiên bày trò ngủ với ông nội của anh, vu khống ông nội anh bỏ thuốc bà ta, hại ông nội của anh thân bại danh liệt, trở thành trò cười ở đất Giang Trung này. Cùng năm đó, Tiêu nhược nhiên tố cao bố của anh phạm tội tham nhũng, bức bố anh phát bệnh tim nhưng bà ta lại không có cứu giúp lại còn đẩy ông té từ lầu ba xuống, sau đó nói với người ngoài rằng bố của anh là Giang Nam sợ tội nên tự sát. Bố anh mất, tiêu nhược nhiên lại dựa vào danh tiếng là một trong bốn nhà quyền thế của nhà họ tiêu mà đoạt lấy nhà họ Giang, hại chết ông nội của anh. Bốn nhà quyền thế kia đã cho hết cả nhà họ Giang trên dưới hơn 30 người, chèn ép muốn chiếm đoạt bảo vật lưu truyền mấy ngàn năm của nhà họ Giang là bức hoa nguyệt sơn cư, sau khi lấy được bức hoa nguyệt sơn cư, bốn nhà quyền thế đó đã chia chắt tài sản của nhà họ Giang. Bố, bố có tội, bố là tội đồ của nhà họ Giang. Bố không nên cưới tiêu nhược nhiên, bố không nên mang một người phụ nữ lòng lang giả thú đó về nhà. Giang thần quỳ trước mộ phần, lớn tiếng khóc. Ai nói đàn ông thì không được rơi lệ, chỉ là chưa đạt tới đỉnh điểm của sự đau đớn mà thôi. Anh hận bố mình, vì bố yêu người phụ nữ không nên yêu, cho nên nhà họ Giang mới diệt vong như vậy. Anh căm hận Tiêu Nhược Nhiên, càng hận bốn nhà quyền thế là nhà họ Tiêu, nhà họ Vương, nhà họ Triệu, nhà họ Chu. Chính là bốn nhà đó đã khiến người nhà họ Giang chỉ còn là những vong hồn. Ông nội, ông chết oan quá, cháu xin thề, chắc chắn sẽ khiến những người đứng đầu của bốn nhà quyền thế đó phải làm vật tế cho vong hồn của nhà họ Giang. Một, Chỉ Huy Long, xin hãy bớt đau buồn, tiểu Hắc Che dù phía sau nhỏ giọng an ủi anh ta chưa từng nhìn thấy giang thần đau đớn khổ sở như vậy, chưa từng nhìn thấy một hắc long lẫy lừng khắp trốn lại có dáng vẻ như vậy. Cho dù có đứng trước quân địch hùng mạnh thì anh cũng chưa từng rè dặt, nhưng mà bây giờ lại biến thành một người mau nước mắt. Chỉ huy Long, tối nay là lễ chúc mừng tập đoàn Long Đằng của nhà họ tiêu ký kết hợp đồng vĩnh viễn với tập đoàn Thiên Quân. Sau này những hợp đồng đặt hàng của Thiên Quân đều sẽ ưu tiên cho Long Đằng, sau đó mới xem xét tới tập đoàn khác hôm nay cũng là ngày lễ chúc mừng đại thọ 80 tuổi của người đứng đầu nhà họ tiêu, lễ chúc mừng và đại thọ sẽ diễn ra cùng một chỗ. một Long Đằng Giang thần siết chặt hai tay thành nắm đấm. Long Đằng là sản nghiệp của nhà họ Giang. Bây giờ lại trở thành tài sản riêng của nhà họ tiêu. Anh chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc thoáng hẳn lên một tia chết chóc. Chuẩn bị một cái quan tài tới nhà họ tiêu, thu hồi lãi. một Chương 5, nợ máu trả bằng máu. Nhà họ Tiêu đứng đầu trong bốn nhà quyền thế ở Giang Trung. Hôm nay là một ngày đáng chúc mừng của nhà họ Tiêu, đầu tiên là tập đoàn Long Đằng của nhà họ Tiêu đã ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Quân, trở thành bạn hợp tác thân thiết nhất, điều này chứng tỏ thế lực của nhà họ Tiêu đã bước lên tầng cao mới. Việc thứ hai chính là mừng thọ 80 tuổi của cụ ông Tiêu biệt hạc nhà họ Tiêu. Bên ngoài biệt thự nhà họ Tiêu, xe sang tụ tập ngổn ngang những nhân vật nổi tiếng ở Giang Trung ồ ạt xuất hiện đến chúc thọ 80 tuổi của cụ ông nhà họ Tiêu, chúc mừng nhà họ Tiêu trở thành bạn hợp tác lâu dài với tập đoàn Thiên Quân. Nhà họ Vương tặng Ngọc Như Ý ngàn năm, trị giá 800 vạn, chúc cụ Tiêu phúc lộc dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Nhà họ Châu tặng một con cóc vàng, trị giá 1.200 vạn, chúc nhà họ Tiêu tiền vào như nước. Nhà họ triệu tặng bút tích của đường Bá Hổ, trị giá 880 vạn. Trước cổng nhà họ Tiêu, cô dẫn chương trình cầm micro liên tục thông báo quà tặng khách khứa mang đến. Trong sảnh biệt thự, tiêu biệt hạc mặc bộ đồ màu xanh, tuy đã 80 nhưng lại trông rất có sức sống, nghe thấy khách đến tặng nhiều quà như vậy, ông ta cười đến nổi không khép miệng lại được. Buổi tiệc tập trung nhiều người đến từ các gia tộc lớn ở Giang Trung. Ngay cả người bình thường như nhà họ đường cũng đến đây để nịnh bợ nhà họ tiêu, đường Thiên Long cũng phải nhọc lòng một phen, tốn nhiều tiền mua một pho tượng Phật bằng ngọc tặng cho tiêu biệt hạc người của các gia tộc lớn đều nhân cơ hội này kết bạn, mở rộng mối quan hệ của mình. Bên ngoài biệt thự của nhà họ Tiêu, một người đàn ông mặc áo khoác nâu đeo mặt nạ, đang vác một cái quan tài bước đến. Cái quan tài này ít nhất cũng nặng khoảng 100 kg, nhưng người đàn ông này lại nhấc bằng một tay, trông có vẻ không cần tốn chút sức lực nào. Đó là Giang Thần. Giang Thần chỉ huy Long Uy trấn Nam Hoang. Lần này anh trở về, thứ nhất là để trả ơn, thứ hai là để trả thù bây giờ ở rể nhà họ Đường anh là chồng của Đường Sở Sở anh không muốn mang phiền phức đến cho Đường Sở Sở vì vậy anh đã đeo mặt nạ đen lên hóa thân thành Diêm Vương mặt quỷ âm um, đến trước cửa nhà họ Tiêu anh dùng hết sức ném quan tài đang nâng trên tay đập vỡ cửa nhà họ Tiêu quan tài rơi ở trong sảnh lớn của biệt thự nhà họ Tiêu chuyện xảy ra bất ngờ như vậy dọa tất cả mọi người trong buổi tiệc đều giật mình buổi tiệc ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh Chuyện gì vậy? Hôm nay là thỏ 80 tuổi của Tiêu Biệt Hạc, ai cả gan như vậy, dám tặng quan tài đến đây. Tiêu Biệt Hạc đang trò chuyện cùng vài người nắm quyền gia tộc, nhìn thấy quan tài bay vào trong, vẻ mặt ông ta chờ tối sầm lại, quát chuyện gì vậy, bảo vệ đâu, làm ăn kiểu gì đấy, ai mang cái này vào đây vậy, mau khiêng ra ngoài cho tôi. Tiêu Biệt Hạc, cái quan tài này là quà của ông đó, hôm nay là thỏ 80 của ông, ngày này năm sau cũng là ngày rỗ của ông một tiếng quát từ ngoài cửa vọng vào, ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo khoác nâu, đeo mặt nạ quỷ bước vào. Mày, mày là ai? Tiêu Biệt Hạc nhìn chầm chầm vào Giang Thần, đây là nhà họ Tiêu, ông ta là người nắm quyền của nhà họ Tiêu, là nhân vật có tiếng tăm ở Giang Trung, ai dám làm càn ở đây? Người muốn lấy mạng ông? Một, giọng nói lạnh lùng vang khắp sảnh lớn, Giang Thần đeo mặt nạ quỷ đen từ từ bước đến. Anh không được làm càn, một người đàn ông chạc 20 tuổi bước đến, giơ tay chỉ vào Giang Thần, mắng: "Cho dù anh là ai, nhưng đã đến nhà họ Tiêu thì phải biết ngoan ngoãn vâng lời cho tôi." Một, anh ta là Tiêu Bân của nhà họ Tiêu, Tiêu Bân chỉ vào mặt Giang Thần mắng, muốn tháo mặt nạ quỷ đen trên mặt anh xuống, lạnh lùng nói: "Đeo mặt nạ giả thần giả quỷ, tôi lại muốn xem thử rốt cuộc anh là ai." Một, Giang Thần chợt ra tay, nắm lấy tay Tiêu Bân, khẽ dùng sức túm lấy Tiêu Bân sau đó bỗng nhiên ra sức xoay tròn sắc sượt một cách tay của tiêu bân bị vặn đứt máu tươi vung vẩy khắp nơi một á tiêu bân phát ra tiếng kêu đau đớn thấu xương những nhân vật có tiếng ở gian chung đến tham gia buổi tiệc đều bị dọa sợ bọn họ sống trong thời bình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy mọi người đều nhao nhao lùi lại sợ bị vạ lây giang thần giống như một sát thần tiện tay vứt cánh tay bị đứt trong tay xuống đất Khí thế trên người anh rất mãnh liệt, thêm việc anh ra tay rất mạnh, người nhà họ Tiêu có mặt ở đó đều bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh run lên bần bật, không ngừng lùi về sau. Tiêu Biệt Hạc cũng khẽ lùi lại, ông ta đưa tay sờ phía sau lưng, chuẩn bị lấy vũ khí ra tấn công người khách không mời mà đến này. Giang Thần chậm chậm bước về phía Tiêu Biệt Hạc. Trong sảnh biệt thự có mấy chục người, nhưng chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Bân. Sau khi kêu lên vài tiếng, anh ta đau đớn ngất đi trong sảnh lớn bỗng chốc trở nên yên ắng chỉ còn mỗi tiếng bước chân mang hơi thở chết chóc quỳ xuống tiếng quát của giang thần vang vọng khắp sảnh khí thế trên người giang thần vô cùng mạnh mẽ đây là sát khí được hình thành từ kinh nghiệm chém giết vô số kẻ địch trên chiến trường dưới sức ép của sát khí những nhân vật có tiếng trong giang trung và mấy người nhà họ tiêu đều bị dọa sợ cộng thêm một cánh tay bị bẻ gãy của tiêu bân bây giờ không ai dám đứng ra nói lời nào một tiếng quát quỳ xuống giống như một đòn cảnh tỉnh tiêu biệt hạc ở phía trước run rẩy trong lòng hoang mang lo sợ vô cùng lúc này ông ta quên mất phản kháng cơ thể mất kiểm soát quỳ dạp xuống đất phịch nhìn thấy cảnh này các nhân vật có tiếng gần xa giang trung cũng há hốc mồm đây chính là tiêu biệt hạc là người nắm quyền nhà họ tiêu đứng đầu bốn nhà quyền thế ở giang trung bây giờ lại quỳ trên mặt đất giống như một con chó vậy trong tay giang thần xuất hiện một sợi dây thép sợi dây thép này rất kỳ lạ từng đốt từng đốt một, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, đây là sợi dây thép được tạo thành từ vô số cây kim bệnh lại với nhau. Tiêu Biệt Hạc, ông biết tội chưa? Vào lúc này, Tiêu Biệt Hạc mới kịp phản ứng lại, ông ta chợt toát mồ hôi lạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao mình lại quỳ xuống? Ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại thấy hai chân không có sức lực, không thể nào đứng dậy được. Danh con, mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Không đứng dậy được, nhưng ông ta lại tỏ ra rất có khí thế, đưa tay mò mẫm sau lưng, chuẩn bị sẵn sàng bắn chết người khách không mời mà đến trước mắt này. Những người khác của nhà họ tiêu đối mặt với tình huống này đều không dám đứng dậy, sợ sẽ chịu vạ lây. Để cho ông chết được rõ ràng vậy, 10 năm trước, ven hồ Hoa Cư, một trận lửa lớn trong một ngày một đêm đã thiêu chết 38 mạng người, bây giờ cần phải lấy máu của ông làm lễ tế. Giọng nói lạnh lùng thờ ơ vang vọng khắp sảnh biệt thự giang thần chợt lách người lập tức xuất hiện phía sau tiêu biệt hạc cầm lấy dây thép được làm bằng kim châm quấn lên cổ ông ta từ từ dùng sức máu tươi bắn tung tóe đầu người rơi xuống đất á à, những nhân vật có tiếng ở giang trung bị dọa sợ thét chói tai tất cả đều bò dạp trên mặt đất cả người run lên bần bật người nhà họ tiêu thấy tiêu biệt hạc chết thảm cũng sợ mất mật giang thần lấy một cái túi đen ra đựng cái đầu ở dưới đất vào rồi quay người rời đi anh đã rời đi nhưng biệt thự nhà họ tiêu lại yên lặng như tờ mọi người đều ngồi xổm dưới đất hai tay ôm đầu còn cái xác không đầu của tiêu biệt hạc thì nằm yên trên sảnh một nghĩa trang nhà họ giang trước phần mộ của giang thiên giang thần đặt cái túi màu đen trong tay xuống để dựa vào trước bia mộ anh lấy một vò rượu ra uống một ngụm sau đó đổ rượu xuống trước phần mộ ông ơi ông yên nghỉ nhé cháu trai chắc chắn sẽ làm cho vong hồn nhà họ giang được yên nghỉ còn bức tranh hoa nguyệt sơn cư đó cháu cũng sẽ tìm cách lấy về suốt lời anh đứng dậy quay người rời đi sau khi về đến đế vương cư thì anh đi tắm ở biệt thự nhà họ tiêu những nhân vật có tiếng ở gian trung đến chúc mừng đã rời đi hết trong sảnh lớn biệt thự có một cái quan tài thi thể của tiêu biệt hạc lại nằm yên trên mặt đất còn tiêu bân bị vặn đứt cánh tay cũng đã được đưa đến bệnh viện người nhà họ tiêu đều đang quỳ trước thi thể của tiêu biệt hạc Đứng đầu là một người phụ nữ mặc váy xinh đẹp gợi cảm, cô ta là con gái út của Tiêu Biệt Hạc, Tiêu Nhược Nhiên. Đó là Tiêu Nhược Nhiên chỉ dựa vào sức của mình, làm cho nhà họ Giang long trời lở đất, hủy hoại cả nhà họ Giang. Gương mặt xinh đẹp của cô ta tối sầm lại. "Gọi điện thoại cho anh Tư chưa?" Tiếng quát giận dữ của Tiêu Nhược Nhiên vang vọng khắp sảnh lớn yên tĩnh. "Gọi, gọi rồi. Tất cả người có mặt tại hiện trường đừng đi lung tung, đợi anh Tư về." đêm khuya thanh vắng, khu quân sự Giang Trung, vài chiếc trực thăng hạ cánh, trên trực thăng còn khắc hai chữ Tây Cảnh. Một người đàn ông trung niên mặc chiến bào, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống trực thăng. Bên ngoài, lính vũ trang đang đứng xếp thành một hàng, những người này đứng nghiêm, sau đó lập tức cúi chào. Ngay sau đó, từng chiếc xe jeep chạy đến, người đàn ông trung niên lên xe, sau đó xe chạy thẳng về biệt thự nhà họ tiêu. Người đàn ông trung niên về đến nhà, Nhìn thấy tình hình trong biệt thự nhà họ Tiêu, thấy Tiêu Biệt Hạc mất đầu đang nằm trên sảnh lớn, ông ta lập tức tháo mũ xuống, quỳ phịch xuống đất. "Bố, con trai về muộn rồi, con xin thề, cho dù là ai, con chắc chắn sẽ không tha cho nó đâu." Tiếng gào thét đầy căm phẫn vang vọng khắp nơi. "Anh Tư," Tiêu Nhược Nhiên bước đến. Người trước mặt không ai khác chính là con trai thứ tư của Tiêu Biệt Hạc, Tiêu Chiến, một. Vẻ mặt Tiêu Chiến không chút cảm xúc sắc mặt u ám nói, anh cần xem video giám sát của buổi tiệc. Vâng, em đi lấy ngay. Tiêu nhược nhiên gật đầu, lập tức bảo người đi lấy video giám sát. Tiêu chiến chợt đứng dậy, kiểm tra vết thương của tiêu biệt hạc, sau đó xem video, ông ta thấy toàn bộ quá trình giang thần giết tiêu biệt hạc. Vẻ mặt ông ta lạnh lùng, hỏi, người này trước khi giết bố đã nói những gì? Tiêu nhược nhiên đáp, 10 năm trước, ven hồ hoa cư, một trận lửa lớn trong một ngày một đêm đã thiêu chết 38 mạng người, bây giờ cần phải lấy máu của ông làm lễ tế. Nghe xong, tiêu chiến nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm nói, tàn dư của nhà họ Giang. Có lẽ là vậy. Tiêu chiến ôm mặt, khẽ xua tay với tiêu nhược nhiên, nói, để bố yên nghỉ xuống mồ, giản lược mọi việc trong tang sự, anh đi xuyên đêm đến Kinh Đô, hỏi thăm nhân vật có tiếng tăm đó một chút, xem thử nhà họ Giang còn tàn dư nào đó sống sót không. Audio điện tử võ tấn bền chương 6, đến khách sạn bàn chuyện Sáng sớm ngày hôm sau, Giang thần nhận được điện thoại của đường sở sở Chồng à, em liên lạc với bạn học cấp 3 của em được rồi Cô ấy đồng ý giúp em, còn hẹn chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân cho em Anh đang ở đâu đó, bây giờ chúng ta đến tập đoàn Thiên Quân Sau khi lấy được đơn hàng, đến lúc đó ông nội sẽ chấp nhận anh Giọng nói phân khích của đường sở sở vang lên trong điện thoại em ở nhà đợi nhé, anh sẽ đến đón em ngay. Sau khi Giang Thần cúp máy, anh lập tức bật dậy khỏi giường, trải chút một chút rồi ra khỏi nhà. Anh Giang, anh đi đâu đó? Tiểu Hắc đã đứng đợi ở trước xe. Đến nhà sở sở. Anh Giang, lên xe. Giang Thần lên một chiếc xe MPV không có giấy phép, Tiểu Hắc phóng xe thật nhanh đến nhà của đường sở sở. Anh đợi ở bên ngoài khu nhà của đường sở sở. Rất nhanh, đường sở sở đã bước ra hôm nay phải đi gặp chủ tịch của thiên quân, cô cũng trang điểm kỹ càng, ăn mặc xinh đẹp, tôn lên dáng người cô, mái tóc đen dài xóa ngang vai, trông cực kỳ năng động và tinh tế. Chồng ơi! Từ phía xa cô đã nhìn thấy Giang Thần đứng trước chiếc xe đa dụng màu đen, cô vội vàng chạy đến, vẻ mặt hớn hở nói, bạn học em rất nể mặt em, cô ấy đã hẹn giúp em xong rồi, chúng ta cứ đến thẳng tập đoàn thiên quân là được. Giang Thần bật cười thản nhiên. Bạn học gì chứ, không có anh báo cho Diệp Hùng, sao Diệp Hùng có thể tiếp đón Đường Sở Sở chứ? Nhưng, thấy vẻ mặt Đường Sở Sở phấn khích như vậy, anh cũng không nỡ đả kích Đường Sở Sở, anh còn khen cô, nói anh biết ngay mà, vợ của anh rất giỏi, vợ à, lần này anh phải nhờ vào em rồi, nếu không lấy được đơn hàng, anh sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Đường Sở Sở khẽ nhếch khóe môi, bày ra một nụ cười xinh đẹp nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ không để anh bị đuổi ra khỏi nhà đâu. Cô không biết thân phận của Giang Thần, nhưng cô đã từng đến biệt thự của Giang Thần. Đó là đế vương cư xa hoa nhất Giang Trung, giá rất đắt đỏ, người có thể ở biệt thự như thế, sao có thể là người bình thường được. Cô cảm thấy do đời trước cô tích đức nên mới gặp được người đàn ông tốt như vậy. Trước mặt Giang Thần, cô phải thể hiện tốt một chút. Cô muốn để cho Giang Thần biết, cô không còn là đường sở sở trước đây nữa, tuy đường sở sở cô những năm nay bị người ta xem thường nhưng cô không hề sao nhãng việc học, cô đã biết nhiều thứ hơn rồi. Chồng à, lên xe. Đường sở sở lên xe. Sau khi lên xe, Giang thần dặn dò nói, tiểu hắc, đến tập đoàn thiên quân. Đường sở sở ngả vào lòng Giang thần, cô nhớ lại chuyện tối qua, không nhịn được bèn hỏi, chồng à, anh biết không, tối qua xảy ra chuyện lớn, cụ ông tiêu biệt hạc của nhà họ tiêu đứng đầu trong bốn gia tộc lớn bị giết rồi. Một. Nhà họ Tiêu đứng đầu trong bốn nhà quyền thế ở Giang Trung. Tiêu Biệt Hạc là người nắm quyền nhà họ Tiêu, là nhân vật có tiếng tăm ở Giang Trung. Buổi tiệc tối qua ở nhà họ Tiêu, một là chúc mừng tập đoàn Long Đằng của nhà họ Tiêu ký hợp đồng lâu dài với tập đoàn Thiên Quân, đơn hàng sau này của tập đoàn Thiên Quân sẽ ưu tiên cho Long Đằng, điều này có nghĩa là thế lực nhà họ Tiêu sẽ bước lên tầng cao mới. Hôm qua cũng là ngày thọ 80 tuổi của Tiêu Biệt Hạc. Nhưng một người thần bí xông đến, tặng một cái quan tài sau đó giết tiêu biệt hạc lấy đầu của ông ta trong vòng một đêm chuyện này đã lan truyền khắp giang trung chuyện này cũng đã dấy lên một trận sóng gió lớn bây giờ những bộ phận có liên quan đều đã tham gia điều tra nhưng lại không có tiến triển gì đường sở sở hỏi đến chuyện này giang thần giả vờ kinh ngạc đáp tối qua anh về rồi ngủ mất không biết đã xảy ra chuyện gì nhà họ tiêu là một trong bốn nhà quyền thế ở giang trung sao một đúng vậy Đường sở sở mở lời đáp, nhà họ tiêu là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở Giang Trung, sản nghiệp của gia tộc này nhiều vô kể, chỉ mình tập đoàn Long Đằng đã mạnh hơn gấp mấy lần tất cả công ty của nhà họ đường gộp lại, nhà họ tiêu cũng còn rất nhiều sản nghiệp khác. Đường sở sở ngưỡng mộ nói, tất cả phụ nữ ở Giang Trung, tranh nhau vỡ đầu sứt chán cũng muốn gả vào nhà họ tiêu, trở thành mợ chủ nhà quyền thế. Giang thần nhếch miệng cười, hôm qua không phải em có một cơ hội sao, ly hôn với anh, sau đó em sẽ có cơ hội gả vào nhà quyền thế. Cát, đường sở sở khinh thường nói, nhà quyền thế có gì hay ho chứ, 10 năm nay em đã gặp quá nhiều ánh mắt chê cười rồi, trong mắt họ em chỉ là một trò hề, ai tốt với em, trong lòng em biết rõ, em không thèm gả vào nhà quyền thế đâu, hơn nữa, chồng em cũng là nhà quyền thế mà. Nói xong, cô nhếch môi bật cười, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Giang thần chợt nắm chặt tay đường sở sở. Người phụ nữ này cũng rất lý trí. Tiểu Hắc chỉ im lặng lái xe không nói lời nào, rất nhanh đã đến cao ốc tập đoàn Thiên Quân. Tập đoàn Thiên Quân là sản nghiệp của nhà họ Diệp ở Kinh Đô, là một tập đoàn xuyên quốc gia. Trụ sở chính của tập đoàn Thiên Quân rất hoành tráng, là một tòa cao ốc 8 tầng. Giang thần và đường sở sở xuống xe. Đường sở sở ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc 8 tầng trước mắt, vẻ mặt ngẩn ngơ. Mười năm nay, cô rất ít khi ra ngoài. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng khao khát thế giới bên ngoài, cô ở nhà học tập không ngừng, chính là muốn có một ngày chim bay khỏi lồng, được bay cao trên bầu trời xanh thẳm. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn cấp ba của mình. Khoảng 20 phút sau, một cô gái trang điểm đậm, mặc đồ công sở bước ra, cô ta nhìn thấy Đường Sở Sở đứng trước cổng, vẻ mặt cô ta chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hôm qua Đường Sở Sở nói cô đã lấy lại được vẻ đẹp của mình rồi, còn gửi cho cô ta một bức ảnh cô ta còn không tin bây giờ nhìn thử quả nhiên là thật nhìn thấy gương mặt xinh đẹp như hoa của đường sở sở vẻ mặt cô ta cũng hiện lên sự ngưỡng mộ cô ta bước đến hỏi thử là sở sở phải không đường sở sở phấn khích bước đến nắm lấy tay cô gái hơi xúc động nói dai dai là tôi thật không ngờ cậu lại xuất sắc như vậy đã làm trưởng phòng ở tập đoàn thiên quân rồi lòng hư vinh của ngô dai dai cảm thấy vô cùng hài lòng cười đáp chỉ là kiếm cơm qua ngày thôi sở sở, muốn gặp chủ tịch còn phải được sự cho phép của tổng giám đốc nữa, đi thôi. Hả? Đường sở sở sửng sốt. Hôm qua lúc nói chuyện trong WeChat, Ngô Giai Giai nói đã hẹn chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân xong rồi. Sở sở, cậu phải biết, đơn hàng của Thiên Quân không dễ lấy như vậy đâu, muốn lấy được đơn hàng phải bỏ ra, cô ta lại gần đường sở sở, nói nhỏ bên tai cô. Nghe xong, đường sở sở dứt khoát từ chối, không được. Ngô Dài Dài cũng trở mặt, mất kiên nhẫn nói, "Sở Sở, không bỏ ra chút gì đó, làm sao có thể có được thứ mình muốn chứ? Tôi đã gửi ảnh của cậu cho giám đốc rồi, giám đốc nói được, chỉ cần ở với ông ta một đêm, không cần gặp chủ tịch, giám đốc có thể quyết định được." "Dài Dài, tôi coi cậu là bạn, cậu coi tôi là gì vậy?" Đường Sở Sở khinh thường nói, "Không bỏ ra gì cả mà muốn có được đơn hàng. Tôi nói cho cô biết, chuyện này không thể nào, tôi đã nói hết rồi." nghĩ cho kỹ rồi nói với tôi. Một, dứt lời, cô ta quay người lắc mông rời đi. Giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra tiếng lộp cộp chói tai. Đường sở sở lo đến phát khóc, cô quay người nhìn thấy Giang thần ở đằng sau vẫn không nói lời nào, ngân ngấn nước mắt nói có, có phải em vô dụng lắm không? Giang thần an ủi đáp, sao có thể chứ, vợ anh sao lại vô dụng được, em cứ việc đi tìm Diệp Hùng, chắc chắn ông ta sẽ gặp em, đi đi, anh đợi em trên xe giam thần đẩy đường sở sở bước về phía cao ốc thiên quân. Thế nhưng, ngay lúc này, ngô dài dài đã rời đi lại đi vòng lại, đi theo cô ta còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc đồ vest, đeo cà vạt, ăn mặc ra dáng người thành công. Ngô dài dài thân mật khoác tay ông ta, đến trước mặt đường sở sở cười đáp, sở sở, đây là giám đốc của tập đoàn thiên quân, chuyên phụ trách giao thiệp với các công ty khác, hợp đồng đơn hàng của công ty gì đó, đều theo ý của giám đốc Trần hết. Ngô dài dài có thể trèo cao nhanh như vậy, đều nhờ vào giám đốc Trần. Cô ta làm bổ nhí của giám đốc Trần mới trèo lên trước trưởng phòng được. Tối hôm qua, cô ta gửi ảnh của đường sở sở cho Trần Lâm xem. Trần Lâm lập tức xung động, hơn nữa còn hứa chỉ cần ngô dài dài có thể đưa đường sở sở lên giường ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ta. Lần sau khi đề cử chức phó giám đốc bộ phận, ông ta sẽ bỏ một phiếu cho ngô dài dài, một. Trần Lâm nhìn thấy đường sở sở lại càng dạo rực hơn. Đường sở sở ở ngoài còn xinh đẹp, hấp dẫn hơn trong ảnh nhiều. Kể từ giây phút này ông ta thề rằng, nhất định phải có được người đẹp hảo hạng này. Ông ta bước đến, ưỡn ngực nhìn đường sở sở, nói, là đường sở sở đúng không? Chuyện của cô dai dai đã nói với tôi rồi, trời nóng như vậy, chúng ta đến thuê một phòng ở khách sạn để bàn bạc bà kỹ hơn nhé. Cô yên tâm, có tôi ở đây, đừng nói là đơn hàng 3.000 vạn, cho dù là đơn hàng 5 ngàn vạn tôi cũng cho cô được. chương 7, bàn chuyện quá dễ dàng. Trần Lâm bày ra vẻ ăn chắc đường sở sở. Ông ta là giám đốc phụ trách khoản này, bởi vì chức vụ này, không biết ông ta đã chơi đùa biết bao nhiêu cô gái. Lúc vừa bắt đầu, những cô gái đó vẫn từ chối. Nhưng qua một khoảng thời gian, những cô gái tìm ông ta để lấy đơn hàng đều chủ động dâng tận cửa. Ngô dài dài cũng muốn thúc đẩy chuyện này, một khi xong việc, Trần Lâm thấy hài lòng thì cô ta cũng có được rất nhiều lợi ích. Cô ta bước đến, kéo đường sở sở đến bên cạnh mình, thuyết phục cô, sở sở, tôi biết, mấy năm nay cô chịu khổ rồi, nhưng bây giờ cô lấy lại được vẻ đẹp rồi, đã xinh đẹp lên rồi, cô phải biết tận dụng ưu thế của mình chứ, tuổi xuân của người con gái chỉ có vài năm, qua rồi sẽ không còn gì nữa. Tôi có chồng rồi, không được, đường sở sở dứt khoát từ chối. Trần Lâm lập tức trở mặt, đường sở sở, đừng không biết thức thời như vậy, giám đốc Trần xem trọng cô, đó là vinh hạnh của cô, cô đắc tội giám đốc Trần, sau này nhà họ đường cô đừng hòng hợp tác với thiên quân. Một, thần, đường sở sở đứng trước mặt Giang thần. Giang thần không thèm quan tâm hai người kia, anh chỉ vào cửa chính của cao ốc thiên quân nói, đi đi, em đi gặp chủ tịch, chứ không phải giám đốc gì đó, chỉ là giám đốc thôi, không cần để ý. Quát con, mày là ai? Trần Lâm lạnh lùng nhìn Giang thần. Cút, Giang thần chỉ nói một chữ. Anh chính là chỉ huy long của Nam Vực, người như Trần Lâm còn không xứng sách dạy cho anh. Trên tầng cao nhất của cao ốc thiên quân, phòng làm việc của chủ tịch. Diệp Hùng sáng sớm đã đợi sẵn ở đây, đợi đường sở sở đến. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy đường sở sở đâu. Lòng ông ta nóng như lửa đốt, tự mình xuống tầng một chỗ tiếp khách hỏi thử, nhưng lại không thấy ai tên đường sở sở đến tìm ông ta. Ông ta vô cùng sốt ruột, đó là vợ của chỉ huy long nếu sơ suất một chút đừng nói là ông ta ngay cả nhà họ diệp ở kinh đô cũng sẽ tiêu đời diệp hùng ra ngoài ông ta định đợi ở trước cổng vừa ra đến cổng đã thấy giám đốc đang nói chuyện với ai đó ông ta bèn nhìn sang lúc nhìn thấy giang thần ông ta chợt run rẩy suýt chút đã nằm bệt dưới đất ông ta lau mồ hôi trên mặt vội vàng bước đến chỉ huy còn chưa mở miệng nói giang thần đã trừng mắt với ông ta Diệp Hùng lập tức hiểu ý. Giang thần nói với đường sở sở, sở sở, đó là chủ tịch của thiên quân đúng không, còn ngây ra đó làm gì, không mau đi đi, anh có thể ở lại nhà họ đường hay không đều nhờ vào em đó. Đường sở sở nhìn theo, cũng nhìn thấy người đàn ông đầu chọc bước đến, đôi mắt cô chợt bừng sáng, đúng vậy, đây là Diệp Hùng, chủ tịch của tập đoàn thiên quân. Ha ha, ngô dai dai lại cười to nói, đùa gì chứ, bây giờ chủ tịch đang ở trong phòng làm việc đó. Trần Lâm cũng nghiêm túc nói, đường sở sở, tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu không đến khách sạn bàn chuyện, cả đời này của cô cũng đừng hỏng có được đơn hàng của thiên quân. Một, Trần Lâm đã nắm chắc đường sở sở rồi. Ông ta là người phụ trách giao thiệp với giám đốc bộ phận của các tập đoàn khác. Trừ những đối tác quan trọng ra, đơn hàng của thiên quân xuất ra bao nhiêu, giao cho những tập đoàn nào, đều cần ông ta đi chỉnh hồ sơ, chỉ cần ông ta chặn nhà họ đường lại, đường sở sở sẽ không thể có được đơn hàng của thiên quân. Diệp Hùng bước đến, nghiêm mặt quát, làm gì đó, không đi làm sao. Nghe thấy tiếng quát, Ngô Giai Giai và Trần Lâm đều quay người lại. Nhìn thấy Diệp Hùng sau lưng, hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Chủ, Chủ tịch, Trần Lâm lập tức toát mồ hôi lạnh, nếu để Chủ tịch biết những chuyện ông ta làm, ông ta chắc chắn sẽ bị sa thải. Bây giờ ông ta chỉ đành cầu nguyện, cầu cho Chủ tịch không nghe thấy những lời ông ta vừa nói. Diệp Hùng chắp hai tay sau lưng, nói chuyện gì vậy? Giang Thần đẩy Đường Sở Sở đang thừa người ra. Đường Sở Sở lập tức phản ứng trở lại, "Đáp chủ, chủ tịch Diệp, chào ông, tôi là Đường Sở Sở của công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc, hôm nay tôi đến thay mặt cho công ty Vĩnh Nhạc, muốn hợp tác với Thiên Quân để có được một số đơn hàng." Đối mặt với người có tiếng tăm như Diệp Hùng, Đường Sở Sở cũng thấy hơi lo lắng. Giang Trung được gọi là Dược Đô. Ở Dược Đô công ty chế biến dược liệu có hơn chục ngàn công ty, mà những công ty chế biến dược liệu này đều dựa vào các tập đoàn dược liệu lớn để kiếm sống. Quy mô của đường thị Vĩnh Nhạc không lớn, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với tập đoàn như Thiên Quân. Tôi hỏi tại sao hai người lại ở đây? Diệp Hùng nghiêm mặt, nhìn ngô dai dai và Trần Lâm. Giang thần vẫn im lặng không nói gì cho thản nhiên cười nói, vợ tôi đến Thiên Quân bàn chuyện làm ăn, Thiên Quân là tập đoàn lớn, trong chuyện này cũng cần phải làm việc công bằng, Ừm. Diệp Hùng gật đầu, đáp người anh em này nói có lý, xem ra bên trong Thiên Quân quả thật đang mục nát, anh là Trần Lâm đúng không, đến phòng tài chính quyết toán tiền lương rồi cút đi. Hả? Trần Lâm lập tức há hốc mồm. Cứ như vậy bị sa thải rồi sao? Chủ, chủ tịch, anh đừng nghe tên danh này nói bậy, nhà họ Đường chỉ là một công ty nhỏ, hoàn toàn không có tư cách hợp tác với Thiên Quân, đơn hàng của Thiên Quân chỉ giao cho những công ty có thực lực, do bọn họ bám lấy tôi tôi mới mượn cớ để bọn họ biết tự lượng sức, chủ tịch, tôi làm việc tận tụy, tôi cũng vì công ty mà. Thế nào, cần tôi nói lại lần hai không, còn cả cô, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Diệp Hùng cũng chỉ vào ngô dai dai nói, một. Sau đó, ông ta nhìn Giang Thần và đường sở sở, vui vẻ nói, cô đường sở sở của công ty đường thị vĩnh nhạc phải không, đi, đến phòng làm việc của tôi, tôi tự bàn chuyện đơn hàng với cô. Diệp Hùng làm động tác mời. Đường Sở Sở thấy hơi bỡ ngỡ. Từ lúc nào mà chủ tịch của Thiên Quân lại dễ nói chuyện đến vậy? Giang Thần đẩy cô, nói còn ngây ra làm gì nữa, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một đó, anh có thể ở lại nhà họ Đường hay không đều trông chờ vào biểu hiện của em đó. Đường Sở Sở lúc này mới phản ứng trở lại, vội vàng gật đầu đáp vâng, vâng, chủ tịch Diệp, không thành vấn đề. Đường Sở Sở thấy hơi căng thẳng. 10 năm nay cô không đi đâu cả tuy đã đọc rất nhiều sách chuyên ngành, học rất nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng tự mình bàn chuyện làm ăn, đây vẫn là lần đầu cô làm. Hơn nữa đối tượng đàm phán lại là chủ tịch tập đoàn Thiên Quân. Cô lo lắng, quay người nhìn Giang Thần, vẻ mặt do dự nói, chồng à, em, em sợ không được. Chủ tịch Diệp cũng đã mời rồi, em còn sợ gì chứ? Giang Thần đẩy đường sở sở, nói, đi đi, anh đợi em trong xe. Cô đường, mời, Diệp hùng hơi không người, làm động tác mời với cô. Cảnh tượng này làm Ngô Gai Gai và Trần Lâm đều há hốc mồm. Mà nơi này ở ngoài tập đoàn Thiên Quân, tập đoàn Thiên Quân là công ty lớn, phóng viên truyền thông hàng ngày ngồi xồm ở đây cũng rất nhiều. Cảnh tượng này bị không ít phóng viên chụp lại. Đấy chắc chắn là tin tức lớn nhất. Diệp Hùng là ai? Đó là chủ tịch của Thiên Quân. Bốn gia tộc lớn đã ghê gớm lắm rồi, nhưng cũng phải nể mặt Thiên Quân bây giờ chủ tịch diệp hùng của thiên quân lại tự mình đi mời một cô gái cô gái này là ai đây là người của gia tộc nào sao trước đây chưa từng thấy có được lời mời của diệp hùng đường sở sở bước vào cao ốc thiên quân còn giang thần thì bước lên xe của tiểu hắc bên đường ngồi ở ghế phụ châm một điếu thuốc anh tiện tay vứt cho tiểu hắc một điếu tiểu hắc nhận lấy châm lửa rít một hơi thật sâu hỏi chỉ huy long có cần phải vậy không anh chỉ cần nói một câu, nhà họ Diệp sẽ tặng cả thiên quân cho anh luôn, cần gì phải thế. Giang thần phun ra một ngụm khói, đáp tôi lấy làm gì chứ, tặng cho sở sở sao, sở sở chưa chắc sẽ thích, tôi đứng sau cô ấy là được, cô ấy làm chuyện mình thích, chỉ cần cô ấy thích, tôi sẽ ủng hộ hết mình, còn nữa, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Giang Trung không có chỉ huy long, chỉ có Giang thần. Vâng, anh Giang, gọi quen rồi, khó sửa. Trên tầng cao nhất của cao ốc thiên quân diệp hùng tự mình đưa đường sở sở đến phòng làm việc còn tự tay pha trà cho cô như thế lại dọa đường sở sở không ít cô vội nói chủ tịch tôi tôi tự làm là được cô đường cô ngồi đi đừng đi đâu tôi đi pha trà cho cô đến thiên quân cô cứ coi như nhà mình đi đường sở sở được quan tâm mà đâm ra lo sợ nói chủ tịch tôi đến bản chuyện làm ăn tôi biết uống tách trà trước đã tôi sắp xếp người làm hợp đồng ngay Hợp đồng 100 triệu đủ không? Nếu không đủ tôi lại tăng thêm. Hả? Đường Sở Sở sửng sốt. Cô còn chưa nói gì, Diệp Hùng đã trực tiếp giao hợp đồng 100 triệu cho cô, từ lúc nào đơn hàng của Thiên Quân lại dễ lấy như vậy? Diệp Hùng thấy vẻ mặt Đường Sở Sở không được bình thường, còn tưởng mình đưa ít quá, lập tức nói, không đủ sao? Vậy tăng thêm đi, 500 triệu thì sao? Đủ, đủ rồi, 100 triệu là đủ rồi. Đường Sở Sở vội đáp, 500 triệu. Chuyện gì vậy chứ? Đơn hàng 500 triệu, trong này có 20% lợi nhuận, nếu hoàn thành thì nhà họ Đường có thể kiếm được 100 triệu. Với năng lực hiện tại của nhà họ Đường, vẫn chưa thể hoàn thành đơn hàng lớn như vậy. Đơn hàng 100 triệu là đủ giúp công ty Đường Thị Vĩnh Nhạc sống sót rồi. Hiệu suất làm việc của Diệp Hùng rất cao, rất nhanh thư ký đã mang hợp đồng vào, Đường sở sở ký hợp đồng trong mơ hồ lúc sắp rời đi, Diệp Hùng còn đưa danh thiếp của mình cho cô, nói cô đường, đây là danh thiếp của tôi, sau này nhớ liên lạc nhiều hơn nhé. Từ đầu đến cuối Diệp Hùng đều không nhắc đến Giang Thần. Bởi vì ông ta biết thân phận của Giang Thần, còn đường sở sở dường như không biết, ông ta có thể làm chủ tịch của thiên quân, đương nhiên cũng có khả năng nhìn mặt đoàn ý, ông ta biết Giang Thần không muốn để lộ thân phận của mình. Đường sở sở cầm lấy hợp đồng đơn đặt hàng của thiên quân, sau khi bước ra khỏi cao ốc thiên quân, cô còn cảm thấy giống như đang mơ. Chuyện làm ăn này cũng dễ đàm phán quá. Cô còn chưa kịp nói gì thiên quân đã dâng đơn hàng lên rồi. Cô bước lên xe. Trông à, hình như Diệp Hùng đang lấy lòng em đó, em còn chưa nói gì ông ta đã đưa đơn hàng 100 triệu cho em, lại còn muốn đưa cho em đơn hàng 500 triệu. Giang thần cười đáp, chắc trước đây em đã từng gặp chủ tịch thiên quân. Không có đâu, 10 năm nay hầu như em không có qua lại với bạn bè gì cả. Đường sở sở trừng mắt, sau đó nhìn sang Giang Thần, đôi mắt chợt bừng sáng, chồng à, Diệp Hùng lấy lòng em, có phải vì anh không? Một, chương 8, quỳ xuống van xin. Giang Thần nhún vai, nói, gì mà vì anh chứ, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể biết một nhân vật lớn như Diệp Hùng được? Xì, anh ít giả bộ thôi, đế vương cư của anh lại là chuyện gì đây? Giang thần giải thích, sao anh có thể ở nổi đế vương cư chứ? Đế vương cư là của một người bạn lớn lên cùng anh ở trại trẻ mồ côi, biết anh không có chỗ nào để ở, nên kêu anh vào ở đế vương cư, giúp cậu ấy trong nhà. Thật hay giả đấy, trên mặt đường sở sở lộ vẻ nghi ngờ. Tất nhiên là thật, sao, chẳng lẽ đế vương cư không phải của anh, nên muốn ly hôn với anh à? Thì ra em là người hám lợi thế à? Không đời nào, đường sở sở chề miệng, nói anh đã chữa khỏi cho em để em sống lại lần nữa. Em đã gả cho anh rồi thì em chính là vợ anh. Nghèo cũng không sao, sau này chị đây nuôi anh. Sở sở, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Ngay lúc này, có một người phụ nữ xông đến, nhào lên trước cửa xe. Đầu tóc cô ta rối bù, khuôn mặt còn bị sưng đỏ, chắc là đã bị người ta đánh. Cô ta là Ngô Giai Giai. Ngô Giai Giai vừa đến, Trần Lâm đã đi qua túm lấy đầu tóc cô ta, đập mạnh vào xe, đập mạnh đến mức khiến cô ta đầu váng mắt hoa. Con đĩ thối tha, đều là tại mày, tao mới bị mất việc. Ông đây giết chết mày. Anh Giang, tiểu hắc ngồi ở ghế lái lên tiếng. Giang thần khẽ xua tay, nói chuyện nhỏ, không cần để ý, đi thôi. Trông à, này, đường sở sở nhìn thấy ngô dai dai bị đánh đến thương tích đầy mình, đầu bị đập đến chảy máu, trên mặt lộ vẻ lo lắng, hỏi chồng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Giang thần cười, mâu thuẫn giữa cặp tình nhân người ta, chúng ta đừng xen vào. Sở sở, tôi sai rồi, nể tình chúng ta là bạn học, cô hãy cầu xin chủ tịch hội đồng quản trị đừng đuổi việc tôi được không, hu hu. Ngoài xe, truyền đến tiếng khóc của ngô dai dai. Đường sở sở nhớ lại yêu cầu của ngô dai dai trước đó, trong lòng cô lập tức tức giận. Ngô dai dai này thế mà bảo cô lên giường với người đàn ông khác. Nghĩ đến đây, cô bấm cửa kính xe lên. Sở sở, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi có mắt như mù, không biết cô quen với chủ tịch hội đồng quản trị. Xin cô cho tôi một cơ hội, tôi cầu xin cô. Sau khi Trần Lâm đánh cô ta một trận, cũng đi đến trước ghế lái, lấy ra một gói thuốc 100 tệ một gói, lấy ra một điếu đưa qua, người anh em, à không, đại ca, hạ cửa xe xuống, cho tôi nói với cô đường vài câu được không? Trang gì mà hay hay thế, TR Yên VN. Tiểu Hắc quay người nhìn Giang Thần ở ghế sau một cái. Giang Thần khẽ gật đầu. Lúc này Tiểu Hắc mới hạ cửa kính ở ghế sau xuống. Trần Lâm đi đến ghế sau, lấy ra điếu thuốc đưa cho Giang Thần. Nhưng Giang Thần lại không nhận. Trần Lâm xấu hổ, cười nói, cô Đường, kẻ hèn này có mắt như mù, cô hãy xem tôi như dám thả rồi thôi đi. Cô hãy nói với chủ tịch hội đồng quản trị đừng đuổi việc tôi có được không? Một, nói xong anh ta lấy ra một phong bì đã được chuẩn bị sẵn, đưa qua, một vạn tệ, một chút lòng thành. Đường sở sở quay người nhìn Giang thần bên cạnh. Giang thần ôm cô, cười nói, vợ à, đi thôi, mau mang hợp đồng về, sau khi mang về, anh sẽ có thể được ông nội thừa nhận rồi. Đến lúc đó, em sẽ là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Đường sở sở lập tức hiểu ý Giang thần, gật đầu. Hơn nữa, cô cũng không biết Diệp Hùng, cũng không thể giúp hai người này và lại Trần Lâm và Ngô Gai Gai hoàn toàn là tự làm tự chịu. Tiểu Hắc, về thôi. Ok. Tiểu Hắc lập tức khởi động xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Sở Sở, Ngô Gai Gai quỳ trên đất, kêu to đến xé lòng. Đường Sở Sở lại không hề để ý, cô ngồi trên xe, lè lưỡi với Giang Thần, cười nói một cách tinh nghịch, "Chồng à, hai người bọn họ vì em nên mới bị mất việc sao?" Giang Thần nói cũng không phải hoàn toàn là vậy. Thiên Quân là một doanh nghiệp lớn, không cho phép có loại sâu mọt như vậy. Trần Lâm lạm dụng chức quyền, bị đuổi là việc sớm muộn. Sự xuất hiện của em chỉ là kíp nổ mà thôi. Nghe vậy, Đường Sở Sở mới yên tâm. Rất nhanh, hai người đã về đến nhà họ Đường. Chuyện Đường Sở Sở khôi phục vẻ ngoài đã khiến cho người nhà họ Đường nổi lên đủ loại tâm tư. Đường Lỗi, cháu đích tôn của nhà họ Đường đã mời bạn đến nhà, muốn giới thiệu Đường Sở Sở với bạn bạn của anh ta là người của nhà họ Tiêu, tên là Tiêu Thần, là con nhà giàu áo gấm lụa là. Tối hôm qua nhà họ Tiêu xảy ra chuyện lớn, nhưng người chết là Tiêu Biệt Hạc. Điều này đối với con nhà giàu áo gấm lụa là như Tiêu Thần mà nói, chết thì chết thôi. Những năm qua, ông nội của anh ta nắm giữ nhà họ Tiêu, tiền tiêu vặt của anh ta ngày càng ít. Bây giờ chết rồi, vị trí tộc trưởng của gia tộc khẳng định sẽ vào tay bố anh ta. Một khi bố anh ta, Tiêu Kỳ kế thừa nhà họ Tiêu, Địa vị của anh ta trong nhà họ Tiêu sẽ tăng thẳng một đường. Hơn nữa, tang sự của Tiêu Biệt Hạc được làm đơn giản, người nhà họ Tiêu cũng không để tang. Anh ta nghe Đường Lỗi nói, Đường Sở Sở đã khôi phục khuôn mặt xinh đẹp, là một người đẹp bậc nhất, nên anh ta mới đến nhà họ Đường, muốn xem thử đồ xấu xí ngày xưa rốt cuộc đã trở nên xinh đẹp đến nhường nào. Biệt thự nhà họ Đường, người nhà họ Đường đều đang vây quanh Tiêu Thần, như thể cúng bái chúa trời. Đường Lỗi cảm thấy mình có thể diện gấp bội, ngồi bắt chéo chân trên sofa, nói: "Ông nội, Tiêu Thần là anh em tốt của cháu. Cháu đã nói với anh ấy rằng em họ Sở Sở là một người đẹp, anh ấy mới đến nhà chúng ta. Sở Sở nhất định phải ly hôn với thằng rác rưởi Giang Thần kia, làm bạn gái của anh Tiêu Thần." Đường Thiên Long ngồi một bên, vừa cười vừa nói: "Đó là điều tất nhiên. Chỉ có cậu chủ nhà họ Tiêu mới xứng với Sở Sở." Được người nhà họ Đường nịnh nọt, khiến cho lòng hư vinh của tiêu thần được thỏa mãn vô cùng đây chính là địa vị của bốn gia tộc lớn tại giang trung bất kể con cháu của bốn gia tộc lớn đi đến đâu đều là đối tượng được mọi người nịnh bợ ông nội lúc này đường sở sở và giang thần cùng nhau đi vào cô vừa bước vào nhà đã lấy hợp đồng ra trên mặt là sự vui sướng ông nội con đã mang hợp đồng về rồi là hợp đồng đơn hàng của tập đoàn thiên quân Ông sẽ không bảo Giang Thần rời khỏi nhà họ Đường nữa chứ." Đường Lỗi lập tức đứng dậy, chỉ vào Tiêu Thần đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, giới thiệu, "Sở Sở, giới thiệu với em, đây là Tiêu Thần của nhà họ Tiêu." Nhà họ Tiêu biết chứ, đứng đầu trong bốn nhà quyền thế của Giang Trung, "Mau đến châm điếu thuốc cho cậu Tiêu." Tiêu Thần nhìn thấy Đường Sở Sở, lập tức nhìn không rời mắt. Anh ta biết Đường Sở Sở trước kia đã bị hủy dung, không ngờ sau khi hồi phục lại là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành lần này đến đúng là không uổng phí đường sở sở của hiện tại còn đẹp hơn những người phụ nữ mà anh ta đã từng chơi qua rất nhiều anh ta thầm lập lời thề nhất định phải đưa đường sở sở lên giường đường sở sở liếc tiêu thần một cái ánh mắt của tiêu thần khiến cô thấy rất khó chịu anh ta là ai chứ bảo em châm thuốc cho anh ta không có cửa đâu sắc sược đường thiên long quát lớn lạnh lùng nói nói chuyện với cậu tiêu kiểu gì đấy mau xin lỗi đi tiêu thần tỏ vẻ rất rộng lượng khẽ xua tay đường thiên long ông đừng trách mắng sở sở tôi thích người có tính cách mạnh mẽ đúng rồi vừa rồi sở sở nói cái gì mà lấy được đơn hàng của thiên quân đây là chuyện gì đường lỗi lập tức nói rõ chuyện một lượt lúc này tiêu thần mới chú ý đến giang thần đang đứng sau lưng đường sở sở anh ta còn tưởng giang thần là tài xế chứ không ngờ là đứa cháu dễ mà đường thiên long nhắc đến sắc mặt anh ta trầm xuống nói đường thiên long sở sở tôi muốn chắc rồi lập tức hủy bỏ hôn nhân bằng không tôi gọi một cú điện thoại đi cho dù là sở sở đã lấy được đơn hàng của thiên quân thiên quân cũng sẽ lập tức hủy hợp đồng đừng quên nhà họ tiêu tôi mới là đối tác thân thiết của tập đoàn thiên quân thiên quân đã làm hài lòng nhà họ tiêu tôi mới có thể đưa đơn hàng dư cho doanh nghiệp khác Giang Thần nhìn Tiêu Thần ngông nghênh tự đại một cái, nói: "Nghe nói Tiêu Biệt Hạc chết rồi, anh là người nhà họ Tiêu, không ở nhà để tang, chạy đến nhà họ Đường làm gì?" "Thằng kia, mày muốn chết?" Tiêu Thần lập tức đứng dậy, túm lấy cổ áo Giang Thần, giơ tay muốn tát một cái. Giang Thần khẽ nhấc tay, chặn cái tát này lại, anh khẽ dùng sức, đẩy anh ta ra. Mặc dù dùng sức rất nhẹ, Tiêu Thần vẫn lảo đảo một cái, ngã xuống sofa lửa giận trong lòng anh ta nháy mắt dâng trào. Anh ta là người nhà họ tiêu, là người của bốn nhà quyền thế. Bất kể là đi đến đâu, đều là đối tượng được mọi người nịnh bợ. Thế mà bây giờ lại bị một thằng ở rể đẩy ngã. Càng đáng giận hơn là, thằng giác rưởi giang thần này lại dám nhắc đến ông nội đã qua đời của anh ta. Mọi người đều biết về cái chết của tiêu biệt hạc, nhưng không có ai dám nhắc đến. Thằng giang thần này lại dám nhắc đến. Anh ta lấy ra một con dao bấm từ thắt lưng, vứt xuống đất lạnh lùng quát từ cắt một cái tay cậu đây sẽ tha cho mày một mạng bằng không sẽ vứt mày xuống sông cho cá ăn đường lối lập tức đứng dậy cười nịnh nọt nói anh tiêu thần ngồi xuống hút điếu thuốc bớt giận chúng ta giết chết thằng con rể rác rưởi này quá đơn giản anh không cần phải nể mặt nhà họ đường bọn em cho dù có giết chết bọn em cũng không hề để ý sau khi giết cậu ta rồi sở sở chính là người phụ nữ của anh đường sở sở nghe thấy những lời khó nghe này khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ phẫn nộ khớp hàm cắn chặt tiêu thần ngồi xuống nhìn chằm chằm giang thần lạnh lùng nói thằng kia chỉ dựa vào một câu mày nói lúc nãy mày chết chắc rồi ai cũng không cứu mày nổi một giang thần cười nhàn nhạt không quá để ý nếu như đây không phải là nhà họ đường tiêu thần đã chết rồi đường sở sở mang vẻ mặt uất ức đưa hợp đồng qua nói ông nội đây chính là lời ông đã nói chỉ cần có thể lấy được đơn hàng của thiên quân, sẽ thừa nhận Giang Thần là chồng của cháu. Đây không phải là đơn hàng 3.000 vạn, mà là đơn hàng 100 triệu. Mời ông xem qua. Cái gì? 100 triệu, đường thiên long kích động, một Ông nội, có tin lớn rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn thiên quân tự mình mời sở sở đến tòa cao ốc thiên quân. Lúc này, có một cô gái hoang mang kinh hãi chạy vào. chương 9, tiêu thần tự cao tự đại. Cô ta là em gái của Đường Lỗi, tên là Đường Mộng Oánh, là con gái của Đường Hải, con trai cả của Đường Thiên Long. Cô ta vừa vào nhà đã nhìn thấy Đường Sở Sở và Giang Thần, không khỏi nhìn hai người thêm một cái. Sau đó cô ta đi đến trước người Đường Thiên Long, lấy điện thoại ra, lướt đến một tin tức đưa cho Đường Thiên Long xem. Sau khi Đường Thiên Long thấy Diệp Hùng khom người, mời Đường Sở Sở vào tòa cao ốc Thiên Quân thì nhất thời ngây ngốc. Đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Hùng của tập đoàn Thiên Quân đó. Ở Giang Trung, ngay cả bốn gia tộc lớn cũng phải nhìn sắc mặt Diệp Hùng. Ông ta nhanh chóng cầm hợp đồng đơn hàng trên bàn lên. Sau khi thấy thật sự là hợp đồng đơn hàng 100 triệu, ông ta vui sướng cười lớn, ha ha, sở sở, làm tốt lắm, không hổ là người nhà họ Đường ta. Lấy được đơn hàng 100 triệu của Thiên Quân, Đường Thị Vĩnh Nhạc ta cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt tại Giang Trung rồi. Một ông nội, vậy còn giang thần. Cái gì, cậu chủ nhà họ tiêu đến rồi, ngoài nhà, lại lần nữa có một người phụ nữ trung niên đi tới. Đây là mẹ của đường sở sở, Hà Diễm Mai. Bà ta vừa vào nhà, đã nhìn thấy tiêu thần, lập tức đi qua, cười nịnh nọt, cậu tiêu thần, nghe danh đã lâu. Thấy sao, con gái sở sở của tôi thế nào? Chỉ cần cậu gật đầu, hôm nay sở sở chính là vợ của cậu. Mẹ, đường sở sở gấp đến dậm chân. Cô nhìn qua Đường Thiên Long, tuổi thân đến sắp khóc, "Ông nội, lời là do ông nói, bây giờ hợp đồng đơn hàng cũng đã lấy về được rồi, ông cũng không thể thất hứa." "Hừ." Tiêu Thần đang ngồi không khỏi hừ lạnh, nói, "Lấy được hợp đồng về thì có thể bình chân như vậy sao? Chỉ cần một cú điện thoại của Tiêu Thần tôi, thì có thể khiến cho Thiên Quân Hủy bỏ hợp đồng." "Anh, Đường Sở Sở giơ tay chỉ Tiêu Thần đang vênh váo, lại nhìn qua Đường Thiên Long, kêu, "Ông nội, Đường Thiên Long đặt hợp đồng xuống. Ông ta không biết vì sao Diệp Hùng lại tự mình tiếp đón đường sở sở. Nhưng Thiên Quân và nhà họ tiêu quả thật là đối tác thân thiết. Đắc tội tiêu thần, hợp đồng vừa tới tay sẽ mất, và lại hợp đồng này là do đường sở sở lấy về, không phải giang thần. Ông ta hút thuốc tẩu, nói, sở sở, hợp đồng này là do cháu lấy về, không hề có liên quan gì đến giang thần. Ông nội vẫn là câu nói đó, ly hôn với cậu ta, sau đó ở bên tiêu thần, gả vào nhà họ Tiêu, gả vào nhà quyền quý. Như vậy mới đúng chứ? Tiêu Thần bày ra vẻ mặt nắm chắc đường Thiên Long, đợi có được đường sở sở trong tay, sẽ giết chết Giang Thần. Anh ta không tin, Đường Thiên Long sẽ vì một thằng ở rể được tuyển vào mà đắc tội anh ta. Đắc tội anh ta, nhà họ Đường sẽ rất khó để tiếp tục lăn lộn ở Giang Trung. Anh ta bày ra vẻ mặt đắc ý nói, Đường Thiên Long, sự lựa chọn của ông rất sáng suốt bố tôi sắp trở thành chủ nhân nhà họ tiêu, chỉ cần nịnh nọt tôi cho tốt, ngày sau sẽ có nhiều đơn hàng hơn. Chồng, đường sở sở uất ức nhìn Giang thần đang đứng một bên. Giang thần nhìn cô, hỏi, sở sở, em nghĩ sao? Đường sở sở nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột, em đã nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh rồi, em là vợ của anh. Trừ khi em chết, bằng không sẽ không đời nào ly hôn. Một, Giang thần gật đầu, Nói, vậy thì em gọi điện thoại cho Diệp Hùng, nói rõ tình huống, xem thử tiêu thần có thể khiến thiên quân hủy hợp đồng đã ký với nhà họ đường bằng một cú điện thoại hay không. Nếu như tiêu thần thật sự có bản lĩnh lớn đến vậy, anh nghĩ là, em ở cùng anh ta sẽ hạnh phúc hơn là ở cùng một thằng nghèo như anh. Người nhà họ đường lộ vẻ khen ngợi. Đường thiên long cười nói, Giang thần, cậu cũng coi như biết điều. Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ lời đã nói lúc trước, sau khi ly hôn, sẽ cho cậu 50 vạn tiền bồi thường đường sở sở không biết giang thần có ý gì cô vẫn cho là giang thần bị ép phải từ bỏ cô cô nắm chặt tay giang thần nói chồng à anh yên tâm em tuyệt đối sẽ không để anh ở lại nhà họ đường nếu như bọn họ đuổi anh ra ngoài em sẽ đi chết gọi điện thoại trước đi được đường sở sở lấy điện thoại cùng tấm danh thiếp mà diệp hùng cho đang định gọi đi hà diễm mai lại giật điện thoại của cô khiển trách gọi cái gì mà gọi thằng vô dụng này cũng đã đồng ý ly hôn rồi sao con còn u mê không chịu tỉnh ngộ theo thằng vô dụng này thì có gì tốt cậu ta có chỗ nào so được với cậu tiêu tiêu thần khẽ xua tay không hề để ý nói di a à, để cho cô ấy gọi để cho cô ấy chết tâm đi sở sở lúc cô gọi điện thoại hãy hỏi thiên quân muốn hợp tác với nhà họ tiêu hay là hợp tác với nhà họ đường một nghe vậy hà diễm mai mới trả điện thoại lại cho đường sở sở tiêu thần lại bày ra vẻ mặt nắm chắc đường sở sở. Nhà họ đường chỉ là một gia tộc hạng hai ở Giang Trung. Thiên quân không thể nào vứt bỏ hợp tác với nhà họ tiêu mà hợp tác với nhà họ đường được. Đường sở sở đã gọi được Diệp Hùng. Chủ tịch Diệp, là tôi, tôi là đường sở sở, là đường sở sở mới ký hợp đồng với ông trước đó. Đúng, chính là tôi, tiêu thần của nhà họ tiêu nói, sẽ hủy bỏ hợp đồng tôi đã ký với ông. Phòng làm việc của Diệp Hùng diệp hùng nhận được cuộc gọi của đường sở sở lập tức tức giận quát lớn tiêu thần tiêu thần nào hợp đồng do tôi ký ai có thể hủy bỏ chính là nhà họ tiêu của long đằng tiêu thần còn hỏi thiên quân muốn hợp tác với nhà họ tiêu hay là hợp tác với nhà họ đường giọng điệu nói chuyện của đường sở sở rất thiếu tự tin bởi vì nhà họ tiêu chính là một trong bốn gia tộc lớn của giang trung còn nhà họ đường của cô chỉ là một gia tộc hạng hai sở sở cô đừng lo lắng đợi tôi kiểm tra thử, rồi lập tức gọi lại cho cô. Vâng, đường sở sở cúp máy. Tiêu thần lộ vẻ đắc ý, hỏi thế nào? Đường sở sở nói, chủ tịch Diệp nói đợi một lát sẽ gọi lại cho tôi. Sau khi cúp máy, Diệp Hùng nhanh chóng đi tra. Thiên quân hợp tác với công ty nào, cơ bản là ông ta không hề hỏi đến, toàn là do phó tổng giám đốc của công ty làm. Ông ta lập tức gọi cho phó tổng giám đốc hỏi tình hình lúc này mới biết thiên quân và nhà họ tiêu là đối tác thân thiết vừa ký thỏa thuận sau này đơn hàng của thiên quân sẽ ưu tiên cho long đằng phó tổng giám đốc vương anh đã bị sa thải thu dọn đồ đạc rồi cút đi diệp hùng lập tức truyền đạt mệnh lệnh đồng thời thông báo với các bộ phận nghiệp vụ hủy bỏ hợp tác với long đằng từ nay về sau đơn hàng của thiên quân không bao giờ cho long đằng sau khi làm xong những việc này ông ta mới gọi điện thoại cho đường sở 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 à, tôi đã làm rõ sự việc rồi. Long đằng gì đấy, thiên quân đã không còn hợp tác với bên đó nữa. Từ nay về sau, đơn hàng của thiên quân, đường thị vĩnh nhạc sẽ được chọn trước. Cô xem, tôi làm như vậy, cô có vừa lòng không? Điện thoại đường sở sở mở loa ngoài. Người nhà họ đường có mặt tại đây đều nghe được giọng nói từ trong điện thoại truyền ra. Một lời nói kinh thiên động địa, một. Còn tiêu thần thì thức thời bật cười, đường sở sở, cô đang gọi cho ai đấy? ai mà to mồm đến vậy, còn hủy bỏ hợp tác với Long Đằng, hợp tác với Đường Thị Vĩnh Nhạc. Miễn không phải là đồ ngốc, đều sẽ không lựa chọn như vậy đi. Không phải cô tìm đại người nào giả danh là chủ tịch hội đồng quản trị của Thiên Quân đấy chứ? Giọng nói của anh ta khá lớn, hơn nữa đường sở sở còn mở loa ngoài, Diệp Hùng nghe rất rõ ràng. Ông ta lập tức nóng nảy, quát Tiêu Thần đúng không? Tôi rất có lòng mà nói cho cậu biết, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Tiêu cậu xong đời rồi. Một, nói xong, ông ta hạ giọng nói, sở sở, cô cứ yên tâm về đơn hàng, không ai có thể hủy bỏ. Nhà họ tiêu gây rối cho nhà họ đường đúng không? Cô đợi đó, tôi sẽ lập tức xử lý, trong vòng nửa tiếng tôi sẽ khiến cho nhà họ tiêu phá sản. Nói xong, Diệp Hùng lập tức cúp máy. Sau đó, ông ta tức khắc phân phó, dùng tất cả mọi thủ đoạn, chèn ép nhà họ tiêu cho tôi, khiến nhà họ tiêu hoàn toàn phá sản trong vòng nửa tiếng. Diệp Hùng, người cầm lái thiên quân cho dù là ở nhà họ diệp tại kinh đô ông ta cũng có tiếng nói nhất định ông ta khiến cho nhà họ tiêu phá sản nhà họ tiêu chắc chắn phá sản biệt thự nhà họ đường giang thần nghe thấy những lời này trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, nhạt anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đường sở sở cười nói sở sở xem ra chủ tịch diệp rất xem trọng em em có phải con gái nuôi của ông ấy không vậy mà tiêu thần thì lại lộ vẻ khinh thường trong vòng 30 phút khiến nhà họ tiêu phá sản. Đây là trò đùa quốc tế gì đấy? Xong, ngay tại lúc này, anh ta nhận được cuộc gọi của bố anh ta, trong điện thoại truyền ra tiếng chửi, thằng con trời đánh, rốt cuộc mày đã đắc tội ai? Thiên quân đã hủy bỏ hợp tác với Long Đằng rồi. Một, nghe thế, tiêu thần sửng sốt, chương 10, giám đốc điều hành. Tiêu thần nháy mắt tê liệt ngay tại chỗ. Thiên quân đã hủy bỏ hợp tác với Long Đằng. Điều này sao có thể? chẳng lẽ người mà đường sở sở gọi, thật sự là chủ tịch hội đồng quản trị của thiên quân. Thấy dáng vẻ của tiêu thần, Giang thần biết, anh ta khẳng định đã nhận được tin thiên quân huy bỏ hợp tác với Long Đằng. Tập đoàn Long Đằng, phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Tiêu kỳ đang chửi lấy chửi để chửi tiêu thần xối xả. Bởi vì bên phía thiên quân truyền lời đến, chủ tịch hội đồng quản trị tự mình truyền đạt mệnh lệnh, nói là tiêu thần đã đắc tội người không nên đắc tội. Tổng Giám đốc, không xong rồi thiên quân nói thuốc do chúng ta sản xuất có vấn đề về chất lượng, khởi kiện long đằng, đòi chúng ta bồi thường 3 tỷ. Tổng giám đốc, không xong rồi, bên phía ngân hàng truyền tin đến, bảo chúng ta lập tức trả nợ. Tổng giám đốc, xảy ra chuyện lớn rồi, nhà máy thuộc tập đoàn chúng ta vì có vấn đề về chất lượng, nên đã bị bộ ngành có liên quan niêm phong rồi. Tổng giám đốc, xảy ra chuyện động trời rồi. Các cổ động của tập đoàn chúng ta ảo ảo bán tháo cổ phần, hiện tại cổ phần của tập đoàn chúng ta giảm mạnh, nháy mắt đã tổn thất chục tỷ. Tổng giám đốc, lòng đằng chúng ta phá sản rồi. Các ngành nghề khác thuộc nhà họ tiêu cũng gặp phải đủ loại liên lụy, rất nhiều sản nghiệp đã bị niêm phong. Tiêu kỳ đang gọi điện thoại chửi tiêu thần, nghe thấy những lời này, ông ta lập tức tức xỉu. Còn tiêu thần cũng nghe được đủ giọng nói truyền từ trong điện thoại. Giờ phút này, anh ta biết người mà đường sở sở gọi điện đến thật sự là Diệp Hùng. Mà lời Diệp Hùng đã nói, sẽ khiến nhà họ tiêu phá sản cũng là thật anh ta đổ mồ hôi lạnh đầy mình quỳ phịch xuống đất sở sở tôi sai rồi mau gọi điện cho chủ tịch diệp nói ông ấy đừng động đến nhà họ tiêu nữa tôi cầu xin cô cầu xin cô đấy một cảnh này khiến cho nhà họ đường sửng sốt đường sở sở cũng có chút sửng sốt diệp hùng nói sẽ khiến cho nhà họ tiêu phá sản mới chưa được bao lâu nhà họ tiêu đã thật sự phá sản rồi tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi nhà họ tiêu đứng đầu trong bốn nhà quyền thế của giang trung đấy thế mà chớp mắt đã bị làm cho phá sản bản lĩnh của chủ tịch hội đồng quản trị của thiên quân này cũng lớn quá rồi đi đường thiên long biết nhà họ tiêu đã xong đời rồi ông ta cũng biết nhà họ đường sắp vùng dậy rồi ông ta ra lệnh bảo vệ ném tiêu thần ra ngoài hai bảo vệ đi đến nhấc tiêu thần đang quỳ trên đất đi sở sở tôi sai rồi tôi thật sự sai rồi hãy cho tôi một cơ hội, cho nhà họ tiêu một cơ hội. Ngoài cửa truyền đến tiếng van xin của tiêu thần. Đường Thiên Long đứng dậy, đỡ đường sở sở ngồi xuống, sở sở, nào, ngồi đi, đừng đứng nữa. Bây giờ đường sở sở chính là người có công của nhà họ đường. Quen biết với một nhân vật lớn như Diệp Hùng, nhà họ đường không phất lên cũng khó. Đường Thiên Long lập tức truyền đạt mệnh lệnh, từ nay trở đi, sở sở chính là giám đốc điều hành của đường Thị Vĩnh Nhạc, lương tháng 30 vạn, Đường Sở Sở phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng, "Ông nội, thật sao? Thật sự để cháu làm giám đốc điều hành, lương tháng 30 vạn sao?" "Tất nhiên rồi." "Vậy, Giang Thần thì sao? Nếu cháu đã thích, vậy thì tạm thời để cậu ta ở lại nhà họ Đường đi." Đường Sở Sở vui mừng, đứng dậy, nắm tay Giang Thần, vui vẻ như một cô học sinh nhỏ, "Chồng ơi, anh không cần đi nữa rồi." Giang Thần cười nhàn nhạt, có thể thấy Đường Sở Sở vui vẻ như vậy, anh cũng rất thỏa mãn. Anh đã thề sẽ làm cho nửa đời sau của Đường Sở Sở trải qua trong niềm vui, không để cho Đường Sở Sở chịu uất ức. Mà hôm nay cũng tuyệt đối là một ngày chấn động của Giang Trung. Tối hôm qua, cuộc tiêu biệt hạc của nhà họ Tiêu qua đời. Hôm nay nhà họ Tiêu đã phá sản, nhà họ Tiêu đứng đầu bốn gia tộc lớn đã trở thành lịch sử, từ một gia tộc quyền thế bậc nhất trở thành một gia tộc nợ nần chồng chất. Nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến trở về từ kinh đô lại nhận được tin nhà họ tiêu phá sản, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhà họ tiêu đã triệt để phá sản. Phòng khách, tiêu thần quỳ trên đất. Chú Tư, đều là đường sở sở, đường sở sở gọi điện thoại cho Diệp Hùng. Diệp Hùng lập tức hủy bỏ mối hợp tác giữa tập đoàn Long Đằng của nhà họ tiêu và tập đoàn Thiên Quân, còn khiến nhà họ tiêu phá sản, tiêu thần khóc lóc, thêm mắm thêm muối kể lại một lần sự việc. Giác, ly nước trong tay tiêu chiến nháy mắt dạn nứt, sắc mặt ông ta tối sầm, Diệp Hùng, dám đối đầu với nhà họ Tiêu tôi, cho dù là nhà họ Diệp cũng không bảo vệ được ông. Đường Sở Sở, tôi đảm bảo sẽ khiến cho nhà họ Đường chết một cách thật khó coi. Một, Tiêu Nhược Nhiên ở bên cạnh bình tĩnh hỏi, anh Tư, bây giờ làm sao đây? Tiêu Chiến đứng dậy, nói yên tâm, anh tự có tính toán, đợi thêm một thời gian nữa. Bầu không khí trong nhà họ Tiêu trầm lặng, nhà họ Đường lại là một khoảng vui mừng. Đường Thiên Long tuyên bố đường sở sở đảm nhiệm chức giám đốc điều hành của đường Thị Vĩnh Nhạc. Hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài, từ nay trở đi, đường Thị Vĩnh Nhạc đã trở thành đối tác quan trọng nhất của thiên quân. Thêm vào đó, tin tức Diệp Hùng tự mình đón tiếp đường sở sở vào thiên quân bị lộ, nhất thời, nhà họ đường nở mày nở mặt, trở thành đối tượng nịnh bợ của không ít gia tộc nhỏ ở Giang Trung. Còn Giang Thần, cuối cùng cũng được nhà họ đường chấp nhận, vào sống trong nhà đường sở sở sau khi đường sở sở làm giám đốc điều hành thì bắt đầu bận rộn mỗi ngày đi sớm về trễ bận việc công ty còn giang thần thì sống trong nhà đường sở sở anh cũng không đi làm mỗi ngày chỉ ở nhà quét dọn nấu ăn đến giờ tan làm thì lái chiếc xe điện nhỏ đến công ty vĩnh nhạc đón đường sở sở cuộc sống như thế này cũng là cuộc sống trong mong ước của giang thần trong thoáng chốc anh vào ở rể nhà họ đường đã được hơn nửa tháng vào một buổi chiều Giang Thần quét nhà xong thì xách túi rác ra cửa vứt rác, sau đó lái xe điện nhỏ đến công ty Vĩnh Nhạc đón đường sở sở tan làm. Ở ven đường ngoài công ty Vĩnh Nhạc, Giang Thần ngồi xổm trên đất hút thuốc. Tiểu Hắc cũng ngồi một bên. "Anh Giang, anh mỗi ngày chỉ ở nhà quét nhà, nấu cơm, sau đó là đón chị dâu, cuộc sống như vậy anh có thấy chán không chứ? Tôi thấy rảnh rỗi muốn chết rồi, hay là chúng ta đưa chị dâu đến Nam Hoang đi." "Anh thì hiểu cái gì?" đây mới là đời người, là cuộc sống. Giang thần hút một hơi thuốc lá, phun ra một vòng khói, sau đó vứt đầu mẩu thuốc xuống đất, vẻ mặt thờ ơ, nói, những ngày tháng đánh đấm, chém giết tôi đã trải qua đủ rồi. Vì sợ sợ nên tôi mới theo quân đội 10 năm, cuộc đời còn lại, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Đúng rồi, Tiểu Hắc nhớ ra gì đó, nói, nhà họ Tiêu không phải đã bị làm cho phá sản rồi sao, nhưng mà Yếu Châu còn hơn khỏe bò, nhà họ Tiêu vẫn có một ít quan hệ ở Giang Trung, đặc biệt là Tiêu Nhược Nhiên của nhà họ Tiêu, quan hệ rất rộng. Tôi đã dò la kỹ rồi, tối hôm nay Tiêu Nhược Nhiên sẽ tổ chức một cuộc đấu giá, lấy ra không ít đồ tốt để bán đấu giá, muốn vong vốn, dự định vực dậy như ngày xưa. Hơn nữa những thứ này, đa số đều là chiếm đoạt từ nhà họ Giang vào 10 năm trước. Trong đó còn có bức Hoa Nguyệt Sơn cư mà anh Giang nhớ mãi không quên. Nghe thế, sắc mặt giang thần lập tức sầm xuống. Tiểu hắc bên cạnh cảm ứng được một luồng sát khí vô hình, cảm thấy nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ xuống. Audio điện tử võ tấn bền chương 11, phí chia tay Bức tranh hoa nguyệt sơn cư, giang thần nhỏ giọng thì thầm. Đây là đồ quý gia truyền của nhà họ Giang. Trước khi mất, ông nội từng nói với anh, nhà họ Giang có thể bị hủy diệt, nhưng không thể làm mất bức tranh này. Mười năm nay, giang thần vẫn luôn nhớ mãi không quên câu nói này tiểu hắc chuẩn bị một chút tối nay hành động vâng tiểu hắc gật đầu được rồi cậu đi trước đi vợ tôi sắp tan ca rồi cô ấy không muốn tôi tiếp xúc với những người không đứng đắn trong khi nhìn cậu một cái đã thấy không giống người tốt rồi nếu để vợ tôi nhìn thấy cô ấy sẽ lại trách móc tôi một vẻ mặt của tiểu hắc cứng đờ cậu ta không phải chỉ là hơi đen thôi sao sao lại không đứng đắn sao lại không phải là người tốt chứ? Còn ngây ra đó làm gì, mau cút đi, Giang thần đá cậu ta một cái. Tiểu Hắc quay người đi. Giang thần nhìn thời gian, cũng đến thời gian tan làm rồi, có lẽ đường sở sở đã ra rồi. Anh đẩy chiếc xe điện nhỏ ở bên cạnh, đi đến bên ngoài tập đoàn đường Thị Vĩnh Nhạc, còn chưa đi tới thì đã nhìn thấy một cô gái đi ra từ một tòa nhà to lớn. Cô gái cao 1m8, mặc trang phục công sở, áo trắng, váy dài qua mông màu đen, giày cao gót màu đỏ. Tóc uốn xoăn gợn sóng màu hạt rẻ, trong tay cô cầm cặp đựng giấy tờ, đi đứng rất ra dáng, vô cùng có khí chất. Sở sở, một chàng trai đột nhiên đi đến, trong tay anh ta cầm một bó hoa tươi, đưa qua cho cô, sở sở, tặng em, tối nay có thời gian không? Anh đã đặt một phòng riêng VIP ở quán túy tiên, muốn mời em cùng ăn bữa tối. Người tặng hoa là vương bân của nhà họ vương, một trong bốn gia tộc lớn của Giang Trung. Từ khi đường sở sở lấy được đơn đặt của thiên quân, từ sau khi quan hệ của đường sở sở và Diệp Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị của thiên quân lộ ra, tên tuổi của người nhà họ đường ngày càng nổi tiếng, mà đường sở sở đã khôi phục vẻ ngoài cũng trở thành người đẹp nhất sang chung. Sau khi cô trở thành giám đốc điều hành của Vĩnh Lạc, năng lực nghiệp vụ rất giỏi, chỉ trong thời gian nửa tháng, cô đã quản lý công ty một cách gọn gàng ngăn nắp. Danh tiếng của cô cũng ngày càng nổi tiếng, được mọi người gọi là tổng giám đốc xinh đẹp nhất sang chung. Mặc dù cô đã có chồng, nhưng danh tiếng của Giang Thần ở Giang Trung thật sự không tốt, những cậu ấm kia vốn dĩ không hề để Giang Thần vào mắt, ai muốn theo đuổi vẫn tiếp tục theo đuổi, muốn ôm được người đẹp về nhà. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn thấy Giang Thần đang đẩy xe điện nhỏ đi đến, mặt cô nở nụ cười xinh đẹp, không nhìn Vương Bân mà đi qua đó, hôn một cái ở trước mặt mọi người, sau đó thân mật khoác cánh tay của Giang Thần. "Ông xã, người này muốn mời em đến phòng riêng VIP của quán Túy Tiên ăn cơm." em vẫn chưa đi quán túy tiên lần nào đấy. Mời em đi thì em cứ đi, nếu có thể thì thuận tiện đưa anh theo, anh cũng chưa đi qua bao giờ. Vương Bân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đen lại, đi qua, lạnh giọng nói, Giang thần, tôi là Vương Bân của nhà họ Vương, tôi cho anh 50 vạn, mau rời khỏi sở sở. Vương Bân nói xong, đưa một tấm thẻ qua. Bà xã, anh có nên nhận không? Một, tùy anh thôi, mặt đường sở sở mang theo nụ cười vui vẻ, nói, em thấy vẫn là nhận đi, chắc 50 vạn có thể ăn một bữa ở phòng riêng VIP của quán ví tiên đấy. Vậy thì tôi nhận nhé. Giang thần cười, cất chiếc thẻ mà Vương Bân đưa qua, cười hỏi, đúng rồi, mật mã là bao nhiêu? Vương Bân ngẩng cao đầu, nói, mật mã là 6 số 0, cầm lấy tiền rồi mau cút đi, từ nay về sau, anh và sở sở không còn quan hệ nữa. Ừm, chúng tôi về rồi ly hôn. Giang thần gật đầu, nói, bà xã, lên xe một đường sở sở ngồi lên yên sau của xe điện nhỏ đưa tay ôm lấy eo giang thần rời đi dưới ánh mắt hỗn loạn của vương bân một vương bân hơi ngây ra mãi một lúc sau anh ta mới phản ứng ra là mình bị lừa rồi anh ta tức tối ném bó hoa trong tay xuống đất nhìn giang thần đã đi xa độc ác mắng thằng nhóc đáng ghét mày không xong với ông đây đâu một giang thần lái chiếc xe điện nhỏ chở đường sở sở về nhà về đến nhà cô ngồi trên sofa đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, cười mỉm nhìn Giang Thần. "Làm gì vậy?" Giang Thần sống chết ôm chặt đầu, nói, "Đây là phí chia tay Vương Bân cho anh, đây là tiền riêng của anh." "Chia tay em gái anh, đưa cho tôi." Đường Sở sở sụ mặt, nói, "Anh ăn của tôi, uống của tôi, dùng của tôi, mặc của tôi, anh cần tiền để làm gì?" "Đưa 50 vạn cho tôi, tôi sẽ giữ trước, sau này sinh con, nuôi con không cần tiền sao?" Lúc này Giang Thần mới không nỡ mà đưa thẻ của Vương Bân ra, không tình nguyện nói, vợ, đây đã là lần thứ mấy rồi, mười mấy ngày nay, phí chia tay những người khác cho anh, trước sau cộng lại cũng có hơn hai trăm mấy vạn rồi, tiền này là của anh mà. Tiền gì? Một giọng nói truyền đến từ cửa. Nghe thấy tiếng nói, đường sở sở đột nhiên giấu tấm thẻ mà Giang Thần đưa qua, vội vàng nói, không, không có tiền gì cả. Hà Diễm Mai đi đến, lạnh giọng nói, con nhóc chết tiệt đến mẹ mà cũng dám giấu, mẹ đứng ở cửa nghe thấy hết rồi, gì mà phí chia tay, gì mà hai trăm mấy vạn, mau lấy ra cho mẹ. Một, đường sở sở nói, mẹ, thật sự không có gì. Giang thần gật đầu, vâng, thật sự không có gì. Hà Diễm Mai trách móc, tôi nói chuyện với con gái của tôi, liên quan gì đến cậu. Cậu xem coi mấy giờ rồi, nấu cơm chưa, còn không mau đi. Dạ, Giang thần quay người rời đi, vào phòng bếp nấu cơm bận rộn trong phòng bếp hơn nửa tiếng anh mới đi ra, sau đó cả nhà cùng ăn cơm. Sau bữa cơm, Giang thần kéo đường sở sở vào bếp, nhỏ giọng hỏi, vợ, em không có nói ra chứ. Đường sở sở liếc anh một cái, đều tại anh, anh nói lớn tiếng như vậy làm gì, tiền đều bị mẹ lấy đi hết rồi, nói là nuôi tôi hai mươi mấy năm, bây giờ tôi đi làm rồi, phải cho bà ấy tiền dưỡng lão. Cái gì, em đưa hết rồi à? Giang thần trừng to mắt, Gần đây anh thật sự rất túng thiếu. Anh ở rể nhà họ Đường, không có công việc, không có đồng nào, tiền hút thuốc đều là do tiểu Hắc tài trợ. Vẻ mặt Đường Sở Sở bất lực nói, đúng vậy, đưa hết rồi, 10 vạn phí chia tay mà cậu Trần đưa, 25 vạn mà cậu Trương đưa, 30 vạn mà cậu Liễu đưa, 50 vạn mà cậu Vương đưa, tất cả đều bị mẹ tôi lấy đi hết rồi. Hai, Giang thần thở dài, nói, hy vọng ngày mai lúc đến đón em vẫn còn có cậu ấm nhà giàu theo đuổi em cho anh thêm mấy chục vạn phí chia tay. Vợ à, chuyển qua WeChat cho anh mấy trăm đi, anh hết tiền hút thuốc rồi. Ai thèm tin anh, mấy hôm trước lúc tôi giặt đồ cho anh, không phải thấy tấm thẻ đen trong túi của anh sao, đừng nói với tôi trong đó không có tiền, mau lấy ra đây, để tôi giữ. Đường sở sở đưa tay, đòi thẻ tử Giang Thần. Giang Thần lấy tấm thẻ đen đó ra. Cả tấm thẻ đều màu đen, bên trên có một con rồng đen, không có số thẻ lần trước khi giặt đồ, đường sở sở không nhìn kỹ, bây giờ nhìn một cái, bất giác hỏi, đây là thẻ ngân hàng gì vậy, sao lại không có số thẻ? Đây là, Giang thần ấp úng nói, đây là thẻ ngân hàng do các ngân hàng lớn liên danh, có thể dùng ở ngân hàng nào cũng được, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có số thẻ, bây giờ đều dùng thẻ chip ID hết rồi. Đường sở sở nửa tin nửa nghi, cất thẻ, hỏi, mật mã là bao nhiêu, trong đó có bao nhiêu tiền mật mã là 8 số 8, còn tiền thì không có bao nhiêu. 8 cái đầu anh, đường sở sở mắn, làm gì có mật mã thẻ ngân hàng nào có 8 số. Anh nhớ nhầm rồi, là 6 số 8. Giang thần cười ngượng ngùng. Thẻ này của anh làm gì có mật mã, dù có nhập thế nào thì cũng đúng cả. Mà chiếc thẻ rồng đen này, cả nước chỉ có một tấm, đây là thứ tượng trưng cho thân phận, tượng trưng cho quyền lực, còn số tiền, anh thật sự không biết có bao nhiêu, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng rút. Nhưng đây là do anh dùng 10 năm quân công, 10 năm vẻ vang để đổi lấy, có lẽ là có không ít tiền. Chỉ là đạt đến cấp độ như anh, tiền chỉ là vật ngoài thân, anh cũng không quan tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền. Bây giờ, cho dù có cho đường sở sở anh cũng chẳng để tâm, bởi vì nếu không có cô thì đã không có anh của ngày hôm nay, tất cả mọi thứ của anh đều là do đường sở sở cho. 1. Chương 12, tổng chỉ huy của năm phía sắc mặt giang thần mang theo sự bất lực. Đường sở sở nói, lấy bộ lễ phục trong tủ quần áo của tôi qua đây, tối nay tôi có buổi tiệc quan trọng phải tham dự. Một, giang thần đứng dậy, đi về phía tủ quần áo, mở tủ ra, hỏi, vợ, em lấy bộ nào? Bộ màu trắng, cổ chữ V đấy. Bộ này không được, em đi ra ngoài không thể mặc hở hang như vậy, bộ này không tệ này. Giang thần cầm một chiếc váy màu đen cổ cao đi qua, đưa cho đường sở sở, hỏi đúng rồi là tiệc gì vậy đường sở sở nói tiệc đấu giá do tiêu nhược nhiên của nhà họ tiêu tổ chức có không ít đồ tốt người tham gia đều là những người tai to mặt lớn tôi cũng muốn nhân cơ hội này mà mở rộng quan hệ của mình nghe vậy giang thần hơi ngây ra nhưng anh cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi có cần anh đạp xe đưa em đi không tôi gọi xe đi ờ được sau khi đường sở sở thay váy xong thì ra khỏi cửa sau khi cô rời đi, Giang Thần cũng lấy cớ đi ra khỏi nhà. Một ngôi biệt thự, nhà họ Tiêu. Đây là căn biệt thự còn lại duy nhất của nhà họ Tiêu, tất cả tài sản khác của nhà họ Tiêu đều bị thanh lý hết rồi, bao gồm cả bất động sản. Trong biệt thự, mấy chục người của nhà họ Tiêu tụ họp. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân trang. Đó là Tiêu Chiến, con trai thứ tư của Tiêu Biệt Hạc. Tiêu Chiến là quân nhân ở Tây Cảnh. Lúc bố ông ta là Tiêu Biệt Hạc chết, ông ta đang làm nhiệm vụ, không thể rời khỏi, đợi lúc ông ta trở về, Tiêu Biệt Hạc đã chết rồi. Nhưng kẻ giết người đã để lại manh mối, là tàn dư của nhà họ Giang 10 năm trước, vì vậy ông ta đi suốt đêm để trở về kinh đô, tìm người đó ra lệnh tiêu diệt nhà họ Giang, giành lấy nhân vật có tiếng của bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư, hỏi han tình hình. Ông ta không hỏi được kết quả gì, nhưng lại hỏi ra được một tin tức, đó là nguyên nhân Đường Sở Sở bị hủy dung là do cô bị bỏng khi cô cứu một người trong trận hỏa hoạn lớn ở biệt thự nhà họ Giang 10 năm trước. Nhân vật có tiếng đó ra lệnh, nhất định phải điều tra cho ra rốt cuộc người mà đường sở sở cứu là ai. Sau khi có được tin tức này, ông ta đã rời khỏi kinh đô, trở về Giang Trung. Nhưng sau khi ông ta trở về nhà họ Tiêu, nhà họ Tiêu đã bị phá sản, mà chuyện này lại có quan hệ mật thiết với đường sở sở mà ông ta đang điều tra. Ngồi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ xinh đẹp, có làn da rất đẹp, nhìn không ra tuổi tác, đó là Tiêu Nhược Nhiên. Tiêu Nhược Nhiên mở miệng nói, "Anh Tư, tạm thời vẫn chưa có manh mối gì về kẻ đã giết bố, nhưng gia tộc chúng ta là do Đường Sở Sở hại đến phá sản, Tiêu Thần đã nói rồi, tất cả đều là do Đường Sở Sở, là do Đường Sở Sở gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Hùng, Diệp Hùng mới hủy hoại nhà chúng ta." Tiêu Chiến ngồi ở vị trí đầu tiên, trên gương mặt cương nghị mang theo sự âm u nắm chặt nắm đấm, bất kỳ ai chống đối nhà họ Tiêu chúng ta đều sẽ không có kết cục tốt, cho dù là Diệp Hùng cũng không được. Anh phải để tất cả mọi người trên đời này biết rằng, nhà họ Tiêu không phải là kẻ yếu mà ai cũng có thể bắt nạt, tối hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Đường. Nhà hàng Giang Trung là nơi tổ chức buổi tiệc đấu giá lần này của nhà họ Tiêu. Bên ngoài nhà hàng, xe sang trọng tấp nập, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Giang Trung ra ra vào vào. Đó đều là những người nhận được thiệp mời từ Tiêu Nhược Nhiên. Mặc dù nhà họ Tiêu đã phá sản, những người có tiếng của Giang Trung đều không muốn đến tham gia buổi tiệc đấu giá này, nhưng nhà họ Tiêu truyền ra tin tức rằng Tiêu Chiến đã trở về. Nhà họ Tiêu có thể trở thành gia tộc đứng đầu trong bốn nhà quyền thế, không thể không kể đến công lao của Tiêu Chiến. Ông ta là quân nhân ở Tây Cảnh, hơn nữa chức vị ở trong quân đội không hề thấp. Bên ngoài nhà hàng Giang Trung, có hai chàng trai mặc áo khoác đen đi bộ đến. Nhìn thấy quân nhân canh giữ bên ngoài nhà hàng Giang Trung, Tiểu Hắc hơi ngây ra, "Anh Giang, đó là quân nhân ở Tây Cảnh đấy, chẳng lẽ tiêu chiến của nhà họ Tiêu đã về rồi sao?" Tên tiêu chiến này hình như thân tín của Tiêu Giao Vương ở Tây Cảnh, quân hàm rất cao, là cấp phó chỉ huy. "Một, Tiêu Giao Vương." Giang Thần cười lạnh một tiếng, "Hôm nay cho dù Tiêu Giao Vương có đích thân đến, nếu dám cản trở tôi, tôi cũng sẽ bắt ông ta quỳ xuống." đại hạ có tổng chỉ huy của năm phía. Nam Hoàng có Hắc Long, Bắc Cương có Trường Phu, Tây Cảnh có Tiêu Giao Vương, Đông Vực có Man Vương, Kinh Đô có Thiên Tử. Nói về quyền thế, Thiên Tử ở Kinh Đô là mạnh nhất. Còn Hắc Long ở Nam Hoàng, mặc dù thời gian làm tổng chỉ huy ngắn nhất, nhưng thực lực lại mạnh nhất, cho dù bốn tổng chỉ huy khác có sông lên cùng lúc thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Hắc Long. Hơn nữa, Hắc Long còn có một thân phận khác, đó là thần y. Kỹ thuật của anh đứng đầu thế giới, chữa lành người chết bằng xương bằng thịt. Chỉ cần người đó vẫn còn một chút hơi thở, thì anh đều có thể cứu sống. Cho dù đã bước nửa bước vào phủ Diêm Vương, anh cũng có thể kéo người đó lại từ tay Diêm Vương. Vì vậy, cho dù bốn tổng chỉ huy khác có đến đây, Giang Thần cũng chưa chắc để vào mắt. Càng đừng nói đến chỉ là cấp dưới thân tín của Tiêu Giao Vương ở Tây Cảnh. Anh Giang, tối nay phải giết người sao? nhiệm vụ chủ yếu của tối nay là lấy lại bức tranh hoa nguyệt sơn cư còn về việc có chết người hay không xem tình hình rồi quyết định vậy khi nào chúng ta đi vào trong không cần gấp đợi buổi tiệc bắt đầu đã vâng hai người ở bên ngoài nhà hàng không vội đi vào khi nhìn thấy có quân nhân canh giữ ở trước nhà hàng những nhân vật có tiếng ở giang trung đến tham gia bữa tiệc này đều run lên một cái quả nhiên là tiêu chiến của nhà họ tiêu đã trở về rồi tiêu biệt hạc chết rồi, nhà họ tiêu phá sản rồi, bây giờ tiêu chiến trở về chắc chắn sẽ khiến tình hình ở Giang Trung xáo trộn. Những nhân vật nổi tiếng của Giang Trung tụ tập ở tầng cao nhất của nhà hàng. Cả đường sở sở cũng đã đến. Cô mặc chiếc váy màu đen, thân hình thon dài, búi mái tóc dài lên, trên người mang theo khí chất cao quý thanh lịch. Cô phóng khoáng đánh tiếng chào hỏi với rất nhiều người có tiếng ở Giang Trung, mở rộng mối quan hệ của mình. Vào lúc này, hai nhân viên khiêng một bức tranh vào, Lúc đi đến phía sau đường Sở Sở, đột nhiên bức tranh chạm xuống đất. Rầm, bức tranh rơi xuống đất, khung tranh bằng thủy tinh bỗng chốc vỡ tan tành, mảnh vỡ thủy tinh cắt vào bức tranh ở trong. Mà nơi bị cắt hỏng lại ở ngay dưới chân của đường Sở Sở. "Cô, cô làm gì vậy?" Một nhân viên nhìn thấy bức tranh bị thủy tinh cắt hỏng ở dưới đất, nhìn sang đường Sở Sở, kêu lên, "Sao cô lại đụng tôi?" "Tôi, tôi không có." Đường Sở Sở ngây ra cô đâu có đụng vào anh ta. Tôi không có đụng, anh nhầm rồi sao? Sao có thể, là do cô đụng tôi mới làm hỏng bức tranh, cô có biết đây là tranh gì không? Đây là bức tranh nổi tiếng của hơn 2.000 năm trước, là bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư, trị giá 1 tỷ 8 đấy. Nhân viên còn lại cũng mở miệng chỉ trích đường sở sở, là do cô, đường sở sở, là do cô đụng. Tiếng động ở chỗ này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Có chuyện gì vậy? một người đàn ông trung niên mặc quân trang cơ thể thẳng tắp đi đến nói kêu to gọi nhỏ cái gì có còn phép tắc hay không ông chủ tiêu chúng tôi đang khiêng bức tranh hoa nguyệt sơn cư đã chuẩn bị xong ra khu vực làm việc phía sau nhưng lại bị đường sở sở đụng chúng bức tranh hoa nguyệt cư đồ bị hỏng rồi tiêu chiến ngồi xổm xuống nhìn bức tranh phong cảnh bị thủy tinh rạch một đường đột nhiên thay đổi sắc mặt bức tranh hoa nguyệt sơn cư này hỏng rồi nó trị giá một tỷ tám đấy không phải do tôi không phải do tôi. Nghe đến con số 1 tỷ 8, đường sở sở đột nhiên hoảng loạn, mau chóng lùi về sau. Đắt như vậy cô làm sao đền nổi, cho dù có đền cả nhà họ đường thì cũng không đền nổi. Tiêu chiến đứng dậy, nhìn đường sở sở, sắc mặt lạnh lùng, tiêu chiến tôi tuyệt đối sẽ không vụ oan cho bất kỳ ai. Nơi này có camera giám sát, có phải do cô hay không, lấy đoạn camera lúc nãy xem là biết ngay, người đâu, đi lấy camera. Mấy phút sau, có người mang đoạn phim đến. Dưới sự chứng kiến của những nhân vật có tiếng của Giang Trung, Tiêu Chiến tự mình bật mở đoạn phim. Trong đoạn phim, hai nhân viên đang khiêng khung tranh đi vào, nhưng lại bị đường sở sở đụng chúng, khung tranh mới rơi xuống đất, tranh mới bị làm hỏng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến lạnh giọng nói, đường sở sở, một tỷ tám, người đâu, đưa đường sở sở ra đây cho tôi, đưa cô ta đến nhà họ đường, đòi một tỷ tám, không có tiền thì đưa tất cả người nhà họ đường về đây cho tôi đường sở sở nhìn thấy quân nhân đang đi đến cô bị dọa đến sắc mặt tái xanh gấp gáp đến bật khóc không phải do tôi thật sự không phải do tôi tướng quân tiêu tôi không có tôi thật sự không có tôi bị oan tôi không có đụng bốn phía tụ tập không ít người những người đó đều không mở miệng đều thầm thấy đáng thương thay cho đường sở sở thật đáng tiếc nhà họ đường mới khởi đầu bây giờ lại xong đời rồi đúng vậy một tỷ tám đó lần này nhà họ đường phải phá sản rồi, không biết nhà họ đường bán hết tất cả tài sản có thể gom góp được 1 tỷ 8 hay không. Đường sở sở cũng thật xui xẻo, sao lại bất cần như thế chứ? Nghe thấy tiếng bàn luận của nhiều người, lại nhìn thấy quân nhân mặc đồ vũ trang đang đi đến, đường sở sở bị dọa đến lạc mất ba hồn bảy phách, sắc mặt tái xanh, cơ thể không ngừng lùi về sau. Hai quân nhân mặc đồ vũ trang mang theo vũ khí đi về phía cô, họng súng đen ngòm nhắm ngay cô. Tiêu Chiến dặn dò, dẫn đến căn phòng ở phía sau. Trong lúc tuyệt vọng và bất lực, Đường Sở Sở bị hai người mặc đồ vũ trang cưỡng ép đưa đi. Thủ đoạn của Tiêu Chiến khiến không ít người kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng không hề cảm thấy đồng tình với Đường Sở Sở, mà còn thấy vui trên nỗi đau của người khác. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cũng không cắt ngang bữa tiệc đấu giá quá lâu, lúc này, Tiêu Nhược Nhiên của nhà họ Tiêu xuất hiện, bắt đầu chủ trì bữa tiệc. Chương 13: Mưu kế của nhà họ Tiêu bên ngoài biệt thự nhà họ đường mấy chục chiếc xe jeep chạy tới toàn bộ quân nhân đã được trang bị vũ khí vọt vào nhà họ đường mấy người nhà họ đường luống cuống trong nháy mắt đường thiên long vốn đã chìm vào giấc ngủ lại mặc đồ ngủ đứng dậy nhìn thấy mấy chục quân nhân thì mặt mày tái nhợt vội vàng hỏi quân ra có chuyện gì vậy mang đi người kia vừa ra lệnh đường thiên long đã bị hai người kéo đi mà người của nhà họ đường đã ngủ say cũng bị cưỡng chế lôi dậy cùng lúc đo nhà của đường sở sở đường bác và hà diễm mai đã ngủ dầm cửa phòng bị phá một đám người vọt vào lôi bọn họ đi nhà hàng giang trung tần chót trong một căn phòng bí mật đường sở sở bị trói lại người của nhà họ đường đều bị mang đến ngay sau đó ông nội đường thiên long bố đường bác bác cả đường hải bác hai đường kiệt của cô cùng mấy chục người thuộc nhà họ đường đều bị đưa đến đây người nhà họ đường đều bị trói lại bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra vẻ mặt ai cũng hoang mang không biết tại sao bản thân lại đắc tội nhà họ tiêu không biết vì sao lại bị mang đến biệt thự nhà họ tiêu trên chiếc ghế trong tầng hầm tiêu chiến ngồi miệng ông ta ngậm một điếu thuốc không ít quân nhân được trang bị vũ khí đứng phía sau ông ta vẻ mặt ông ta lạnh nhạt nói đường sở sở mày biết vì sao tao trói mày lại không đường sở sở không biết không phải cô làm hỏng bức tranh nhưng tại sao trong video lại là cô làm chứ? Đường Thiên Long đang bị trói cầu xin, tướng quân tiêu, nhà họ đường chúng tôi chưa từng đắc tội nhà họ tiêu, đường lỗi nhà chúng tôi còn có quan hệ tốt với tiêu thần, cậu bắt chúng tôi tới đây làm gì? Cầu xin cậu, để chúng tôi đi, nếu chúng tôi có đắc tội thì sau này chúng tôi sẽ chuẩn bị lễ vật rồi đến nhà họ tiêu nhận lỗi. Tiêu chiến hơi giơ tay, ngắt lời đường Thiên Long, ở buổi đấu giá, đường sở sở phá hư một bức tranh nổi tiếng trị giá 1 tỷ 800 triệu, Đường Thiên Long, bản tướng quân thả ông trở về bán tài sản của nhà họ đường lấy tiền mặt, sau khi gom đủ 1 tỷ 800 triệu thì cầm tiền đến chuộc người, nếu không có tiền thì mấy người chờ chết đi. Cái gì? 1 tỷ 800 triệu? Đường sở sở, sao mày lại thế này? Sao mày lại làm hỏng bức tranh trị giá 1 tỷ 800 triệu? Người nhà họ đường bị số tiền này dọa sợ, tất cả cùng nhau chỉ trích đường sở sở. Bọn họ mắng đường sở sở, mắng cô là sao trổi mang đến phiền phức lớn đến như vậy cho nhà họ đường. Đường sở sở giống như người câm ngậm phải bồ hòn, có nỗi khổ nhưng không nói được, một. Tiêu chiến ra lệnh một tiếng, thả đường thiên long đi. Trước khi hành động, ông ta có điều tra nhà họ đường, toàn bộ tài sản của mấy chục người cũng chỉ có khoảng chừng 1 tỷ 500 triệu, bức tranh này đủ để làm nhà họ đường phá sản. Sau khi được thả ra, đường thiên long đến trước mặt đường sở sở tát cô một cái, thở hồn hển mắng đồ ăn hại mày đã rước tai họa ngập đầu cho nhà họ đường này rồi mặt đường sở sở bị tát đỏ nước mắt lăn xuống khóe mắt cô kêu lên ông nội không phải con thật sự không phải con mà còn dám nói dối tướng quân tiêu sẽ đổ tội cho mày sao đường thiên long tức đến nỗi tát thêm mấy cái nữa đánh xong ông ta quỳ trên mặt đất tựa như chó chết cầu xin tướng quân tiêu xin cậu tha cho nhà họ đường một đường sống Tiêu Chiến lạnh lùng nói, tha cho nhà họ đường một đường sống. Thế còn nhà họ Tiêu thì sao? Bởi vì một cú điện thoại của đường sở sở mà Diệp Hùng, chủ tịch của thiên quân lập tức nhắm vào nhà họ Tiêu, làm nhà họ Tiêu phá sản. Đường sở sở tỉnh ngộ, kêu lên, là, là ông hãm hại tôi. Đúng vậy, Tiêu Chiến không phủ nhận, hãm hại mày thì sao? Một tỷ tám trăm triệu, nhà họ đường muốn cầm cũng phải cầm, không muốn cầm cũng phải cầm. Tiêu Chiến tao đây là phó tổng chỉ huy của Tây Cảnh giết chết mấy chục người nhà họ đường là chuyện dễ như trở bàn tay. Dường như đường thiên long mất hết sức lực và tinh thần, ông ta ngã quỹ trên mặt đất. Trong chớp mắt, ông ta tựa như già hơn mấy chục tuổi, kêu thảm thiết, xong rồi, nhà họ đường xong rồi. Mang ông già này quăng ra ngoài. Vâng, hai người được trang bị vũ khí cưỡng chế kéo đường thiên long đang khóc đi. Còn người nhà họ đường đều bị dọa ngốc. Tướng quân tiêu làm thật, nhà họ đường xong rồi, đây đều là do Đường Sở Sở ban tặng. Đường Sở Sở, cái đồ sao chổi này, là mày hại nhà họ Đường. Sao tao lại có một đứa con gái như mày? Đường Sở Sở, là một mình mày sai, sao lại liên lụy cả nhà chúng tao? Tướng quân, tôi không có liên quan gì đến Đường Sở Sở, thả tôi đi được không? Một, hu hu, tôi không muốn chết, tướng quân Tiêu, tôi cầu xin ngài thả tôi đi. Oan có đầu, nợ có chủ, đều là do Đường Sở Sở Ngài tìm đường sở sở báo thủ đi, ngài giết cô ta rồi thả chúng tôi có được không? Người của nhà họ Đường sôi nổi xin tha. Đối mặt với tiêu chiến quyền thế ngập trời, bọn họ không thể làm gì khác. Nghe những người này nói, lòng của Đường Sở Sở chết lặng, giận thấu tim gan, cô mất xỉu ngay lập tức. Tiêu Chiến dùng tay ra hiệu. Có người bưng một chậu nước hắt lên mặt Đường Sở Sở ngay lập tức. Đường Sở Sở đã ngất đi lại tỉnh dậy. Tiêu Chiến đứng dậy, đi qua một tay nâng cầm cô lên, một tay cầm lấy dao lướt qua gương mặt trắng nõn của cô. Ông ta lạnh lùng ép hỏi, đường sở sở, 10 năm trước mày lao vào biển lửa nhà họ Giang rồi bị bỏng, nhưng hiện giờ mày lại rất xinh đẹp. 10 năm trước mày cứu ai ra khỏi biển lửa, người đó giờ ở đâu? Tôi, tôi không biết, sắc mặt của đường sở sở tái nhợt, cơ thể run bần bật. Xẹt, tiêu chiến cầm dao rạch một đường thật mạnh lên mặt đường sở sở, một vết thương hiện trên gương mặt cô, máu tươi tràn ra, nháy mắt nhuộm đỏ nửa bên mặt, một. a à, đường sở sở kêu lên một cách đầy đau đớn, cô không ngừng dẫy ruộng nhưng tứ chi bị trói cho dù có dẫy ruộng như thế nào cũng không được. Người của nhà họ đứng cũng bị dọa run, một vài người nhát gan thì ngất tại chỗ. Nói, người mà mày cứu là ai? Tên đó có trở về tìm mày hay không? Còn nữa, mày có quan hệ gì với Diệp Hùng? Vì sao Diệp Hùng lại kính trọng mày như vậy? Tôi không biết, tôi không biết thật mà, hu hu, tôi không biết gì hết. Đường sở sở vừa khóc vừa nói. Xẹt, tiêu chiến lại rạch thêm một đường, trên mặt của đường sở sở lại có thêm một vết thương. Cô chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng rát đau nhức, hơn nữa có thể cảm nhận được máu tươi chảy từ mặt xuống cổ. Tiêu chiến quát, người mày cứu là ai? Tên đó có tới tìm mày hay không? Đường sở sở bị giống ngốc, cô không biết, cô không biết 10 năm trước mình cứu ai, cô khóc, nước mắt chảy thành từng hàng. Huhu, hu, tôi không biết thật, lúc ấy tôi không biết đó là nhà họ Giang, sau này tôi mới biết. Tôi không biết mình cứu ai, sau khi lôi người đó ra khỏi biển lửa thì mặt của anh ta đã bị đốt, rồi anh ta nhảy xuống sông, bị nước cuốn đi, anh ta cũng chưa từng trở về tìm tôi. Tướng quân Tiêu, tôi nói thật, ông thả tôi đi hu hu, chương 14 là tôi. Hai vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Đường Sở Sở, máu tươi chảy từng giọt trên mặt, nhuộm đỏ cần cổ nước mắt trong suốt chảy ra khỏi hai con ngươi của cô. Nước mắt lăn xuống hòa vào máu loãng trên mặt. Giờ khắc này, cô tuyệt vọng. Đối mặt với tướng quân tiêu chiến của nhà họ Tiêu, cô cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Cô hận, hận vì sao năm đó nghe được tiếng kêu cứu trong biển lửa, cô lại lao vào. Cứu một người ra, còn cô thì bị bỏng, chịu khổ 10 năm, tuổi thân 10 năm. Sau khi bị bỏng, cô trở thành trò cười cho bạn cùng lứa. Những người bạn trước đây chơi với cô cũng không quan tâm cô nữa. Bạn cùng lớp nhìn thấy cô thì đều tránh xa như thấy ôn thần. Cô bị người nhà ghét bỏ, kể cả bố mẹ ruột cũng khinh thường cô. Sau khi vết thương lành lại, cô cảm thấy 10 năm chịu khổ đều rất đáng giá. Nhưng bây giờ cô lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Tướng quân Tiêu, cầu xin ngài, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, đều là do đường sở sở. Đều do đường sở sở. Ngài tìm đường sở sở đi, cầu xin ngài thả chúng tôi ra. Trong cơn tuyệt vọng, Đường Sở Sở nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt vô tình của Tiêu Chiến, nghe người nhà họ Đường cầu xin. Vì mạng sống mà những người này đổ hết tội lên đầu cô. Không nói, vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lùng, ông ta hơi vẫy tay. Đột nhiên, hai người đàn ông đi đến, Phó tổng Chỉ Huy. Đưa Đường Sở Sở đến phòng đấu giá, tao muốn cho toàn bộ Giang Trung biết hậu quả của việc đắc tội nhà họ Tiêu sau khi xử lý nhà họ đường thì tao sẽ đối phó Diệp Hùng. Vâng, hai người đi đến cởi dây thừng trên người đường sở sở ra. Sau đó túm lấy tóc đường sở sở ra khỏi căn phòng như kéo một con chó. Đường sở sở chỉ mặc một chiếc váy mỏng, cơ thể cô ma sát với mặt đất, váy rách, da thịt cũng bị chảy chật mang đến cảm giác nóng rát đau nhức. Cô kêu cứu, xin tha nhưng có cầu xin cỡ nào thì cũng không có tác dụng. Tầng chót nhà hàng Giang Trung, hội đấu giá đang được diễn ra. Hội đấu giá lần này, đồ vật mà nhà họ tiêu lấy ra đều là vài thứ không đáng ra tiền nhưng giá bán trong buổi đấu giá lại cực cao, cao gấp mấy chục lần giá trị của mấy thứ này. Ở đây đều là nhân vật nổi tiếng của Giang Trung, đều là người làm ăn, bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức. Nhà họ tiêu bị phá sản bởi Diệp Hùng, lần này tiêu chiến trở về là để tập hợp tài chính, định khôi phục lại trạng thái ngày xưa. Nhân vật nổi tiếng của Giang Trung cũng không thể làm gì, tiêu chiến là tướng quân của Tây Cảnh, quyền thế ngập trời, bọn họ không dám đắc tội. Cho dù biết đều là đồ giả, không có giá trị nhưng bọn họ vẫn phải căng ra đầu mua hai thứ. Bởi vì bọn họ biết, nếu hôm nay không bỏ tiền ra thì sẽ bị tiêu chiến ghi nhớ, sau này sẽ không được sống yên ổn. Sau khi các vật phẩm khác được bán đấu giá xong, một vật phẩm lại được mang ra, đây là một bức tranh, là bức hoa nguyệt sơn cư hoàn chỉnh. Người bán đấu giá xinh đẹp gợi cảm nói, vật phẩm đấu giá tiếp theo là bức hoa nguyệt sơn cư, Giá quy định 8 triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 500.000. Sau khi nhìn thấy bức Hoa Nguyệt Sơn cư được mang ra, không ít người ở đây đều hiểu, bức tranh mà Đường Sở Sở làm hỏng là giả, nhà họ Tiêu chỉ đang cố ý gây khó dễ cho nhà họ Đường. Bởi vì người bên ngoài đều nói, nhà họ Tiêu phá sản là bởi vì khi gọi điện cho Diệp Hùng, Đường Sở Sở đã mở loa ngoài. Mà khi Diệp Hùng nghe Tiêu thần của nhà họ Tiêu nói, ông ta đã làm nhà họ Tiêu phá sản bức hoa nguyệt sơn cư thật là vô giá, một tỷ tám cũng không đắt chút nào, nhưng bây giờ nhà họ tiêu lấy một món đồ giả ra, lại ra giá 8 triệu, đây rõ ràng là lừa người. Nhà họ vương trả giá 10 triệu, tôi mua bức tranh này. Nhà họ triệu trả 11 triệu, tôi muốn bức tranh này. Nhà họ chu trả 12 triệu. Cho dù biết là giả nhưng vì để nịnh bợ phó tổng chỉ huy của Tây Cảnh là tiêu chiến, một vài gia tộc giàu có sôi nổi trả giá, một bức tranh không đáng giá đã được nâng đến 12 triệu, thậm chí còn có xu hướng tăng lên. Cuối cùng, bức hoa Nguyệt Sơn cư giả này bị một gia tộc mua với giá 21 triệu. Thời điểm mọi người ở đây đợi vật phẩm đấu giá tiếp theo, thì hai người đàn ông được trang bị vũ khí kéo một người phụ nữ đến, tóc của người này bù xù, mặt đầy máu. Một chiếc giày cao gót bị kéo rớt, đầu gối cũng chảy, máu tươi chảy ròng ròng. Thấy cảnh như vậy, người ở hội trường đều kinh ngạc đường sở sở bị kéo lên đài đấu giá mặt của cô đối diện với phòng đấu giá và mọi người mấy chục người ngồi ở đó đây đều là nhân vật có tiếng ở giang trung nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đáng sợ máu chảy đầm đìa của đường sở sở bọn họ đều bị dọa sợ tái mặt ngồi trên ghế ngay cả thở mạnh cũng không dám cứu tôi cứu tôi nhìn thấy nơi này có không ít người đường sở sở cảm thấy dường như mình nắm được cọng dơm cứu mạng cô vươn tay không ngừng kêu cứu nhưng không ai trong mấy chục người ở hội trường lại không dám đứng ra nói một lời, bởi vì ở hai bên đường sở sở có hai người được trang bị vũ khí. Tiêu chiến cầm dao đi ra, đi đến đài bán đấu giá, túm tóc đường sở sở, để mặt cô hiện ra rõ ràng trong tầm mắt của mọi người. Lạnh lùng nói, nhà họ tiêu của tôi mới là gia tộc giàu có số một của Giang Trung, ai đối đầu với nhà họ tiêu thì phải chết. Nói xong, ông ta lại cắt một đường trên mặt đường sở sở. À, đường sở sở nhăn mặt vì đau, cô phát ra tiếng kêu đau đớn xé tim gan. Giết tôi đi, cầu xin ông giết tôi, đừng hành hạ tôi nữa. Đường sở sở mỏi mệt vì bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, giờ khắc này cô chỉ muốn chết, chỉ muốn giải thoát sớm một chút. Cô không ngừng cầu xin tiêu chiến giết mình. Bên ngoài nhà hàng, Giang thần cùng tiểu hắc đứng chờ ở chỗ này, thấy đã đến giờ, bọn họ đeo mặt nạ đã chuẩn bị từ trước đi đến nhà hàng nhưng bên ngoài có quân nhân được trang bị vũ khí canh gác, bọn họ không đi cửa chính mà vòng qua cửa sau. Giang thần và Tiểu Hắc đi vào nơi tổ chức bán đấu giá ở tầng chót, chưa đi vào hội trường đấu giá mà bọn họ đã nghe được tiếng kêu thảm và cầu xin đầy khổ sở của đường sở sở. Nghe được âm thanh này, tim anh đập nhanh, sụ mặt, cơn tức sộc từ bàn chân lên đến đại não. Tiểu Hắc đi theo sau Giang thần, bỗng dưng cảm nhận được khí thế lạnh lùng đáng sợ phát ra từ người Giang thần, Khí thế này quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi ông ta cũng phải run lên, cơ thể lui ra sau vài bước trong vô thức. Ông ta đi theo Giang Thần nhiều năm, nhưng ông ta chỉ thấy loại khí thế này một lần. Đó là vào một năm trước, trong trận hỗn chiến ở Nam Hoang, mấy chục nghìn quân Hắc Long bị hãm hại, chết thảm trong tay quân địch. Khi đó, Giang Thần giận dữ vọt đến doanh trại của quân địch. Trận chiến ấy, máu chảy thành sông. Trận chiến ấy, thây chất thành núi. Trận chiến ấy Giang thần cầm đầu lâu của tổng chỉ huy quân địch trở về. Giờ phút này, trên hội trường, tiêu chiến đặt sao lên cổ đường sở sở, lạnh lùng nói, cho mày một cơ hội nữa, người mày cứu 10 năm trước là ai? Dầm, cửa hội trường đấu giá đột nhiên bị đá văng. Là tao, một tiếng hồ chứa đựng cơn giận dữ và ý niệm giết chóc ngút trời vang lên. Trường 15, Hắc Long. Là tôi chỉ là hai chữ ngắn ngủi nhưng lại nghe như tiếng sấm vang vọng ở bên tai mọi người trong hội trường, làm cho đầu bọn họ trống rỗng, thần siêu phách lạc. Ngay cả tiêu chiến trên đài đấu giá cũng sừng sốt. Ông ta là phó thống soái Tây Cảnh, cùng tiêu giao vương Tây Cảnh Nam Trinh Bách Chiến, nhưng ông cũng bị tiếng hét của giang thần làm cho choáng váng, trong nháy mắt ông ta không kịp phản ứng lại. Chờ đến khi ông ta hoàn hồn thì đã nhìn thấy một người đàn ông đi vào. Trên mặt người này đeo mặt nạ quỷ màu đen, trên người tỏa ra sự lạnh lùng. Sự lạnh lùng đó dường như đã làm cho nhiệt độ toàn bộ hội trường giảm xuống vài độ. Là anh ta, là người đeo mặt quỷ đã giết Tiêu Biệt Hạc. Mọi người ở bên trong hội trường nhao nhao hết cả lên, thấy gian thần đi tới, bọn họ đều bị dọa đến mức xanh hết mặt mày. Nửa tháng trước, cánh tay của Tiêu Bân bị bẻ gãy, đầu Tiêu Biệt Hạc thì bị chém lìa, cảnh tượng cả cơ thể ngã xuống vũng máu lại hiện ra trong đầu mọi người là anh, sắc mặt tiêu chiến cũng trầm xuống. Trong video giám sát của nhà họ tiêu, ông ta đã nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ này, anh ta là người này đã giết bố ông ta. Nhiệt trùng còn sót lại của nhà họ Giang, tiêu chiến gắt gao nhìn chầm chầm Giang thần đang đi tới. Mặc dù ông ta là phó thống xoái Tây Cảnh, thân kinh bách chiến, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được được một luồng sát khí của tiêu nhiên trên cơ thể người này. Giang thần đeo mặt nạ quỷ đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt với hai con người đỏ như máu. Còn tiểu hắc đi theo phía sau, khi nhìn thấy đường sở sở trên đài đấu giá đang hấp hối, mặt đầy máu thì tim cũng giật thoát một cái. Cậu ta biết rằng ngày hôm nay nơi này sẽ máu chảy thành sông. Cậu ta đã đi theo giang thần nhiều năm, biết rõ tính tình của giang thần. Người giang thần quan tâm nhất, chính là anh em cùng anh vào sinh ra tử. Ngoài ra, còn có cả ân nhân cứu mạng, người mà anh vẫn nhớ mãi không quên kia, thiếu nữ đã kéo anh ra khỏi biển lửa vì đường sở sở anh chấp nhận buông bỏ vinh quang tối cao vô thượng. nếu như lựa chọn không từ bỏ với quyền uy của anh tương lai nhất định có thể trở thành người đứng đầu ngũ đại soái. hiện tại tiêu chiến lại dám làm như thế với đường sở sở. rồng có vảy ngược chạm vào tất phải chết. vảy ngược của giang thần chính là đường sở sở. tiêu chiến phải chết không ai có thể cứu được ông ta. Cho dù Tiêu Giao Vương có đích thân đến đây, nếu dám ngăn cản, Tiêu Giao Vương cũng sẽ phải chết. Cả một hội trường lớn rơi vào trạng thái yên tĩnh, Giang Thần đứng đối diện với Tiêu Chiến. Dưới khí thế đáng sợ này, một phó thống soái thân kinh bách chiến như Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, trên trán ông ta chảy mồ hôi như mưa. Giang Thần đưa tay ra sau lưng, lấy ra một sợi dây thép nhỏ. Anh siết chặt sợi dây thép gai do ngân châm hội tụ thành, dưới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ đi về phía đài đấu giá. Bịch, bịch, bịch. Dày ra tiếp xúc với mặt đất, tạo ra một âm thanh rất có nhịp điệu. Tim của mọi người trong hội trường run lên theo mỗi một bước đi của anh. Đi hết đoạn đường đó giống như có một trận động đất, một vài cái bàn ghế run lên. Hắc, hắc. Tiêu chiến nhìn thấy dây thép nhỏ được tạo thành từ ngân châm trong tay giang thần thì trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một. Ông ta nhớ tới một người, trong cả cái thiên hạ này, người có thể dùng ngân châm tạo thành dây thép để làm vũ khí chỉ có một người mà thôi. Phù. Giang Thần bắt đầu ra tay, dây thép trong tay anh lập tức phân tán, biến thành từng sợi ngân châm bắn ra ngoài, bắn vào Mi Tâm Tiêu Chiến một cách chuẩn xác, sau đó ngân châm lại bay trở về, hội tụ thành một sợi dây nhỏ một lần nữa. Trên dây thép gai vẫn còn dính vết máu. Tiêu Chiến chỉ kịp nói ra một chữ hắc. Đến khi chết ông ta vẫn không thể nói ra cả hai chữ đó. Nhưng vào giây khác đi đời, ông ta hối hận. Khi nhìn video giám sát, ông ta đã thấy dây thép gai của giang thần, nhưng khoảng cách quá xa làm ông ta không thể thấy rõ ràng. Nếu như thấy rõ, cho dù cho ông ta 10 lá gan, ông ta cũng không dám kiếm chuyện với Đường Sở Sở. Đây chính là Hắc Long. Hắc Long danh chấn Nam Hoang, là một trong năm đại soái, tiếng tăm ngang với cấp trên của ông ta. Nhưng hắn biết, mặc dù ngang hàng nhưng người tiêu giao vương cộng lại cũng không thể địch lại một hắc long. Dưới ánh mắt hoảng sợ của không ít người, tiêu chiến chậm rãi ngã xuống, không phát ra bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào. Đường sở sở nằm trên đài đấu giá. Trong lúc hoảng hốt, cô nhìn thấy một khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ. Chủ nhân của mặt nạ quỷ từng bước đi về phía cô, cô muốn nhìn cho rõ ràng, ghi nhớ tấm mặt nạ này, nhưng cô lại bị mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng mà ngất đi. Trước khi ngất xỉu, cô cảm nhận được có một bàn tay mạnh mẽ để bế mình lên. Không tha cho bất kỳ một quân Tây cảnh nào, người nhà họ tiêu không ai được động đậy, tôi muốn cho bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng, tôi muốn bông họ phải chết trong tuyệt vọng. Giang thần ôm đường sở sở đã hôn mê đi qua, chậm chậm đi ra ngoài hội trường, thanh âm lạnh lùng vô tình của anh vang vọng khắp hội trường. Binh lính vũ trang ở hai bên đấu trường, khi nhìn thấy phó soái nằm trên vũng máu thì đều bị dọa cho choáng váng, thân thể run rẩy tiểu hắc nhận được mệnh lệnh của giang thần cất bước đi tới áo gió của cậu ta đong đưa tay vươn đến bên hông xuất hiện một thanh phi đao vụt 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 phi đao không ngừng được bắn ra hai chiến sĩ tây cảnh ngã xuống vũng máu tiểu hắc rời khỏi đó đi ra phía sau hội trường toàn bộ quân tây cảnh trong nháy mắt ngã trên mặt đất không có lấy một cơ hội để chống trả hội trường lớn như vậy bây giờ lại trở nên vô cùng yên tĩnh những người có tiếng ở Giang Trung tất cả đều lấy hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút nào hết. Khoảng hơn 10 phút trôi qua mới có người mạnh dạn đứng lên, khi nhìn thấy Tiêu Chiến và quân Tây cảnh ngã trên vũng máu, thì hít vào một ngụm khí lạnh. Những người còn lại của nhà họ Tiêu cũng bị dọa cho không dám nói gì hết. Bây giờ họ đang sợ hãi. Câu nói không được giết một người nhà họ nhà họ Tiêu nào, tôi muốn cho bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng chết trong tuyệt vọng, vẫn cứ vang vọng trong đầu bọn họ. Có người hoàn hồn lại, nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, tìm được người nhà họ đường đang bị nhốt và thả bọn họ ra. Sau đó tiến hành kiểm soát hiện trường, bắt đầu tra hỏi và lập biên bản. Audio điện tử võ tấn bền chương 16, nợ quá nhiều. Giang Trung được mệnh danh là kinh đô của dược. 80% các loại thảo thảo dược trên toàn thế giới đều được sản xuất ở đây. Ở đây có tập đoàn dược phẩm trị giá trăm tỷ, cũng có 10 vạn nhà máy chế biến dược liệu lớn nhỏ. Những đầu đường ngõ hẻm ở đây, tất cả đều là tiệm thuốc trung y. Đường Cửu Long là một con phố vô cùng phong phú đa dạng nhưng cũng phức tạp của thành phố Giang Trung, là con đường hội tụ đầy đủ từ đồ cổ, cây TV, quán bar, đến tiệm massage, v, v, cái gì cũng có. Trên đường Cửu Long, có một phòng khám tên là Phòng Khám Phạm Nhân. Đây là nơi nghỉ chân của Tiểu Hắc, thuộc hạ Giang Thần ở Giang Trung. Giang Thần là thần y, Tiểu Hắc đã theo anh nhiều năm nên cũng có một chút hiểu biết về y thuật, khám cho người bị ốm sốt cảm mạo, té ngã chảy ra thì không thành vấn đề. Phòng khám phàm nhân, bên trong bàn mổ nhỏ. Giang Thần đang nhìn đường sở sở mặt đầy máu, đầu gối bị chảy ra, vết thương còn bị dính bụi. Đường sở sở đã phải chịu đựng sự tra tấn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Cô mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần, mất máu quá nhiều và ngất xỉu. Sắc mặt Giang thần xám xịt một cách đáng sợ. Anh vuốt ve khuôn mặt đường sở sở, trên khuôn mặt cương nghị mang theo sự ái náy, khóe mắt hơi ươn ướt, nước mắt lăn ra. Anh đã hứa sẽ không để đường sở sở bị tổn thương một lần nữa. Nhưng anh đã không làm được. Anh nợ đường sở sở quá nhiều, cả đời này cũng không thể bù đắp được. Anh không dám nghĩ đến trường hợp nếu mình đến chậm một bước, đường sở sở sẽ trở nên như thế nào cho dù đã giết chết tiêu chiến thì cũng khó có thể làm nhẹ đi sự oán hận trong lòng anh. Sở Sở phải chịu ủy khuất, chịu đau khổ, anh muốn người nhà họ Tiêu phải trả gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Anh lấy dương thuốc ra, bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương trên mặt cho Đường Sở Sở. Tiêu tướng quân, thật sự không phải là tôi, thật sự không phải tôi mà, xin ông, xin ông hãy tha cho tôi. Giang Thần nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt cô, cô lập tức kêu lên thất thanh cả người co rúm lại, nhẹ nhàng run rẩy. Dáng vẻ của cô cứ như một lưỡi dao sắc bén cắm vào trong lòng Giang Thần, làm cho anh nghẹn ngào, suýt chút nữa đã bật khóc. Anh nhanh chóng cầm lấy mấy cây ngân châm, nhanh tay cắm vào người Đường Sở Sở để cô ổn định lại, sau đó vết thương để giảm bớt đau đớn cho cô. Bây giờ Đường Sở Sở mới đỡ đau, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Giang Thần thật cẩn thận rửa sạch vết thương cho cô, sau đó bắt đầu đi pha thuốc bôi thuốc cho cô rồi băng bó về, một. Tiểu Hắc đã trở về nhưng cậu ta chỉ đứng ở một bên, không quấy rầy bọn họ. Giang Thần xử lý xong vết thương trên mặt Đường Sở Sở, sau khi lau một vài vết xước trên đùi thì anh ôm cô lên, đi về phía căn phòng phía sau phòng khám. Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô sau đó nắm chặt tay cô. Anh cứ nắm tay Đường Sở Sở như vậy, bầu bạn ở bên cạnh cô. Tiểu Hắc vẫn luôn canh giữ ở cửa, không rời đi nửa bước tối nay đối với Giang Trung chắc chắn có thể coi là một cơn địa chấn. Để vùng lên, nhà họ tiêu đã mưu tính một một kế hoạch, bán đấu giá vật phẩm giá rẻ với cái giá trên trời, gom góp được một khoản tiền không nhỏ. Tiêu chiến thậm chí còn trả thù nhà họ đường, chỉ có điều, không ai ngờ được rằng kẻ đeo mặt nạ quỷ giết tiêu biệt hạc lại xuất hiện, giết tiêu chiến ở hội trường. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra, nhưng vì thân phận của tiêu chiến đặc biệt, cơ quan chức năng cũng vào cuộc, chỉ là sự việc tiếp theo không được công bố. Đêm lặng lẽ trôi, mặt trời ló dạng, chiếu sáng trái đất tối tăm, người dân thức dậy, rửa mặt và bắt đầu một ngày mới. Buổi sáng, ở trong văn phòng chủ tịch tòa nhà Thiên Quân. Tổng giám đốc Diệp, đêm qua đã xảy ra chuyện lớn. Một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp đứng bên cạnh Diệp Hùng, nói chuyện xảy ra đêm qua ở hội trường đấu giá nhà họ Tiêu một lần nữa. Tiêu Chiến bắt Đường Sở Sở, bắt người nhà họ Đường nghe thấy thế diệp hùng hơi bất ngờ sau đó nói vậy cuối cùng thì tiêu chiến chết rồi đúng vậy giám đốc diệp theo như tin tôi nhận được tiêu chiến tính toán để đối phó với nhà họ đường trước sau đó đối phó thiên tuân nhưng khi bắt đường sở sở để ra oai thì người đeo mặt nạ quỷ giết tiêu biệt hạc lại chạy đến đó giết tiêu chiến diệp hùng giơ tay lên được rồi đi xuống đi sau khi thư ký đi xuống diệp hùng cười nhạt một tiếng lẩm bẩm dám chọc vào đường sở sở đúng là không biết sống chết, phó soái Tây Cảnh là cái thá gì, đến cả là tiêu giao vương thì đến trước mặt Hắc Long cũng phải cúi đầu phục tùng. Một, chuyện của nhà họ tiêu, Diệp Hùng không để ý nhiều, chuyện của nhà họ đường, ông ta cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Phòng khám phàm nhân, sau khi nghỉ ngơi một đêm, đường sở sở đã tỉnh lại, cô vừa mới mở mắt đã lập tức có một đôi tay to mạnh mẽ nắm lấy cô. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, muốn đứng lên, nhưng trên mặt lại cảm nhận được sự đau nhức nóng bỏng đau đến nỗi cô phải rên rỉ ra tiếng giang thần nắm chặt tay đường sở sở nằm sấp ở bên giường ngủ thiếp đi tiếng kêu của đường sở sở lập tức đánh thức anh anh vội vàng mở miệng gọi cô vợ em tỉnh rồi sao nghe thấy giọng nói quen thuộc đường sở sở hỏi một cách yếu ớt thần em đây là ở đâu giang thần nói em đang ở phòng khám phàm nhân đây là phòng khám do bạn anh mở đêm qua nhà họ đường xảy ra chuyện Người nhà họ Đường bị bắt, may mà anh thông minh, chạy trước, anh đã lặng lẽ đi theo đến khách sạn Giang Trung, khi nhìn thấy em nằm trên đường, anh đã mang em đến phòng khám này. Giang Thần không muốn Đường Sở Sở biết thân phận của anh. Đường Sở Sở chỉ là một người bình thường, biết những điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đến cuộc sống của cô, anh chỉ muốn Đường Sở Sở được sống vô ưu vô lo. Thành thật xin lỗi, anh đã không bảo vệ tốt cho em. Giang Thần tự trách Đường Sở Sở nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua, cô bắt đầu cảm thấy uất ức, sống mũi cay cay, bắt đầu khóc. "Hu hu, tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy?" Đêm qua, cô đã phải cảm nhận sự tuyệt vọng và phải chịu đựng sự tra tấn mà người thường khó có thể chịu đựng được. Nhìn thấy gương mặt vô tình của Tiêu Chiến, cô tuyệt vọng, bất lực, cô không ngừng cầu xin, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng mà đáp lại cô lại là từng nhát dao rạch vào mặt cô suy sụp và khóc lóc trong buồn bã giang thần nắm chặt tay cô anh xin lỗi là anh không tốt anh nên đi cùng với em anh liên tục xin lỗi anh cảm thấy thẹn với đường sở sở nếu không có anh đường sở sở sẽ không phải chịu đựng tất cả những chuyện này đường sở sở khóc mệt hoặc có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi tiếng nức nở của cô càng ngày càng nhỏ sau đó ngủ thiếp đi lúc này giang thần mới buông tay cô ra đứng dậy đi ra ngoài giang đại ca Tiểu Hắc canh giữ cả đêm lấy ra một điếu thuốc đưa cho anh, nói, dựa theo lời căn dặn của, không tha cho bất kỳ một quân Tây Cảnh của khách sạn Giang Trung nào hết, người nhà họ tiêu cũng không có ai được nhúc nhích, em đã điều tra qua, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ trong buổi đấu giá là giả, cũng đã chất vấn tiêu nhược nhiên rồi, Hoa Nguyệt Sơn cư đồ thật 10 năm trước đã không còn ở nhà họ tiêu nữa, bây giờ nó đang ở đâu thì tiêu nhược nhiên không biết, chỉ có tiêu chiến đã chết mới biết. Giang thần châm một điếu thuốc. Hoa Nguyệt Sơn cư đồ là gia bảo của nhà họ Giang, ông nội còn coi nó quan trọng hơn cả sinh mệnh, bất kể là nó đang ở đâu thì anh nhất định phải lấy được về. Tuy nhiên bây giờ anh không có thời gian. Sở sở vừa phải trải qua một kiếp nạn, lúc này anh phải ở bên cạnh đường sở sở, bù đắp sự thiếu sót của mình cho cô. Tiểu Hắc dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói còn có một chuyện nữa, Giang Bắc, Giang Trung, Nam Hoa, Hải Thành, Thiên Hải, ngũ đại quân khu đã được điều chỉnh tập hợp lại với nhau, Tây Cảnh Tiêu Giao Vương rời khỏi Tây Cảnh, trở thành thống soái ngũ quân, sẽ nhậm chức trong ngày hôm nay, sáng nay vừa mới nhận được văn bản. Nghe thấy thế, Giang Thần tỏ vẻ không quan tâm, thản nhiên nói chẳng liên quan gì đến tôi. Giang Đại Ca, nếu nói đến công lao, trước tân soái này nói thế nào thì cũng phải là của anh mới phải, Tiêu Giao Vương kia thì làm được gì chứ? Tiểu Hắc bất bình thay cho Giang Thần. Giang Thần hơi dừng tay lại, nói, được rồi, không cần để ý tới chuyện đó, điều chỉnh hay không, ai làm thống soái quân khu mới, những chuyện này không liên quan đến tôi. Chương 17, trục xuất gia tộc. Giang Thần không muốn dây dưa vào, anh mở miệng nói, chuyển ít tiền cho tôi đi, tôi đi mua bữa sáng cho Sở Sở. Tiểu Hắc nói, em chuyển tiền WeChat cho anh nhé. Giang Thần đi ra khỏi phòng khám, ra đường, mua cho Đường Sở Sở một phần bánh bao và cháo. Sau khi anh trở về, Đường Sở Sở đã tỉnh. Trên mặt Đường Sở Sở quấn băng gạc cô nằm ở trên giường, hai mắt thẫn thờ, nhìn trần nhà ngẩn người. Giang thần đi tới, đặt bữa sáng mới mua xuống, nhẹ nhàng kêu cô một tiếng, vợ à. Đường sở sở không đáp lại. Giang thần kéo tay cô, hết rồi, mọi chuyện đều đã qua rồi. Đường sở sở xoay người, nhìn giang thần, nước nở nhẹ nhẹ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt cô đầy sự khủng hoảng em, em đắc tội với tiêu chiến, em, em gặp rắc rối rồi, anh đi đi, em không muốn liên lụy đến anh. Giang Thần an ủi cô, không sao nữa rồi, sáng nay anh vừa xem tin tức, tiêu chiến nhà họ Tiêu đã chết, người nhà họ Đường cũng không sao. Cái gì? Ông ta chết rồi? Đường sở sở kinh hãi, khuôn mặt vẫn còn nước mắt lộ rõ vẻ không tin nhìn Giang Thần. Tiêu Chiến là một tướng quân, sao có thể nói chết là chết dễ dàng thế được? Giang Thần nói, trên tin tức nói Hình như là bị một người đeo mặt nạ quỷ đen giết chết, hiện tại cảnh sát đang truy nã kẻ giết người. Nghe vậy, Đường Sở Sở sửng sốt. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đen. Trong tình trạng mơ hồ cô vẫn nhớ rõ, lúc cô tuyệt vọng, bất lực, suy sụp, xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đen, nhưng cô không kịp ghi nhớ nó như thế nào thì đã hôn mê. Chết rồi, thật sự đã chết rồi sao? Trên mặt Đường Sở Sở vô cùng hoảng hốt cô không thể tin được một người có uy quyền như tiêu chiến cứ như vậy mà chết. Ừm, chết rồi, lại đây, ăn chút cháo nào. Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Giang thần ôm đường sở sở lên, để cô dựa vào trong ngực mình, cầm lấy thìa, đút cho cô ăn. Đường sở sở hơi há miệng, ăn cháo. Cả ngày hôm nay, tinh thần đường sở sở đều rất hoảng hốt, cô đang ngủ say mê, nhưng lại nhanh chóng bừng tỉnh vì mơ thấy ác mộng, mỗi lần tỉnh lại cô đều lêu lên thất thanh vì muốn tiêu chiến buông tha cho mình. Giang thần biết đường sở sở phải chịu đả kích nặng nề, tinh thần gần như sụp đổ, điều này đã để lại cho cô một bóng ma thật lớn, cần phải kiên nhẫn mới có thể đi ra khỏi bóng tối. Bên ngoài mọi người đều đang thảo luận chuyện của nhà họ tiêu, đang bàn luận về cái chết của tiêu chiến. Mà Giang thần vẫn luôn ở bên đường sở sở. Ngày đầu tiên, đường sở sở tinh thần hoảng hốt, nhưng dưới sự chăm sóc sốc lòng của giang thần cô dần dần thoát ra khỏi bóng ma đó từ trạng thái trầm mặc ít nói cô đã có thể nói chuyện cùng với giang thần giang thần cũng thể son sắt rằng nếu anh có thể chữa khỏi cho cô một lần thì sẽ có thể chữa khỏi cho cô lần thứ hai ba ngày sau đường sở sở hoàn toàn bước ra khỏi bóng ma đó tuy nhiên vết thương trên mặt cô vẫn chưa hồi phục thần đã qua nhiều ngày như vậy rồi em muốn về nhà một chút em sợ bố mẹ lo lắng Ừm. Giang Thần gật đầu, anh bảo Tiểu Hắc lái chiếc xe thương mại không có biển số đi đến nhà họ Đường. Trước cửa nhà Đường Sở Sở. Cửa nhà vẫn đóng chặt. Đường Sở Sở được Giang Thần dìu, nhẹ nhàng gõ cửa. Một người đàn ông trung niên lập tức đi tới mở cửa, nhìn thấy Đường Sở Sở, trên mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng, vội vàng kéo cô vào phòng, "Sở Sở, con về rồi, con không sao chứ?" "Bố." Đường Sở Sở gọi một tiếng, "Con không sao." Đường bác Ai vậy? Trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, Hà Diễm Mai đi tới, khi nhìn thấy đường sở sở, mặt bà lập tức sụ xuống, lạnh lùng nói cái đồ sao trổi, chị còn về đây làm gì? Mẹ! Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có cô con gái như chị. Hà Diễm Mai nhìn gương mặt đang buộc băng gạc của đường sở sở, tỏ vẻ ghét bỏ. Bởi vì đường sở sở mà bà ta bị trói, phải chịu không ít tội lỗi. May mà tiêu chiến đã chết, nếu không, nhà họ đường khẳng định xong đời. Sau khi Đường Thiên Long trở về thì nổi trận lôi đình, ông ta đưa ra lệnh của gia tộc, hủy bỏ thân phận chủ tịch hội đồng quản trị Vĩnh Nhạc của Đường Sở Sở, trục xuất cô ra khỏi nhà họ Đường, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài, từ đó về sau, nhà họ Đường không có ai là Đường Sở Sở nữa. Diễm Mai, bà làm gì vậy? Đường Bác không khỏi nhíu mày, nói tuy bố đã trục xuất Sở Sở ra khỏi nhà họ Đường, nhưng dù sao đây cũng là con gái của chúng ta cơ mà. Hà Diễm Mai hai tay chống vào thắt lưng, lạnh lùng nói ai mà dám cãi lại lời của ông ấy đừng quên bây giờ ông còn cầm tiền lương của đường thị vĩnh nhạc đấy nếu lại chọc ông ấy tức giận thì công việc của ông cũng không còn nữa đâu không có việc làm ông lấy cái gì để mà trả nợ sau đó bà ta giơ tay chỉ vào đường sở sở đang đứng ở cửa mắng chị tôi không có đứa con gái như chị vì chị chính là một ngôi sao trổi mới làm cho bố chị mất hết địa vị ở nhà họ đường chị nhìn đường hải đường kiệt hay là con cháu khác của nhà họ đường đi chúng nó đều có cổ phần của vĩnh nhạc mỗi tháng chỉ cần dựa vào số tiền lợi nhuận là đã có cuộc sống vui vẻ hà diễm mai càng nói càng tức giận trực tiếp đóng cửa nhà lại đùng một cái hai mắt đường sở sở mở đi cô bắt đầu chảy nước mắt cô biết cô không tranh giành làm cho bố mẹ mất mặt nhưng cô không ngờ là bố mẹ mình lại không cho cô vào nhà cô quỳ gối trên mặt đất ở trước cửa đau khổ cầu xin bố mẹ con biết sai rồi, mở cửa, mở cửa cho con đi, hu hu. Giang thần nhìn thấy thế mà đau lòng, anh nâng Đường Sở Sở từ trên mặt đất dậy, an ủi cô, "Sở Sở, em cứ đứng lên trước đi, chúng ta không trở lại căn nhà này nữa." Đường Sở Sở quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, cô quỳ ở cửa, không ngừng khóc lóc, không ngừng gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Hà Diễm Mai ném ra một vài cái vali, tức giận mắng, "Cút đi mau, cút ra khỏi cái nhà này." Lúc này, có một người đàn ông 25, 26 tuổi từ trong nhà bước ra. Cậu ta ăn mặc bảnh bao, nhìn cũng khá là đẹp trai, cậu ta mở miệng nói: "Mẹ, chị Sở Sở đã quá đáng thương rồi, đến cả có bị ông nội hủy bỏ thân phận chủ tịch hội đồng quản trị và trục xuất khỏi gia tộc, nhưng cũng không thể không cho chị ấy vào nhà chứ. Anh rể còn là một người lính xuất ngũ nghèo mới trở về, một là không có việc làm, hai là không có tiền, mẹ không cho chị ấy vào nhà vậy bọn họ phải đi đâu?" người nói chuyện chính là em trai của đường sở sở, tên là Đường Tùng. Cậu ta cũng làm việc ở công ty Vĩnh Nhạc, bình thường không sống ở đây, sau khi kết hôn cậu ta liền mua một căn nhà ở nội thành, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên anh mới tạm thời trở về nhà ở. Mẹ, con xin mẹ, đừng đuổi con đi, đường sở sở quỳ xuống trước người Hà Diễm Mai, kéo ống quần bà ta. Hà Diễm Mai nhấc chân đạp vào người cô, một cú đá văng đường sở sở. Sau đó đóng sầm cửa nhà lại giang thần nâng đường sở sở đang khóc từ trên mặt đất dậy lau nước mắt cho cô nâng mặt cô vẻ mặt nhu tình vợ để anh dẫn em đến đế vương cư một khoảng thời gian nữa thì bạn anh mới trở về trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ đến đế vương cư ở tạm đợi sau khi bố mẹ hết giận chúng ta lại quay về thế nhưng cho dù giang thần có nói cái gì đường sở sở cũng không nghe lọt một chút nào giờ phút này cô chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân đồng thời cũng đang tự trách mình tự trách mình vô dụng, tự trách mình là sao chổi, làm cho cho bố mẹ xấu mặt với anh em họ hàng. Cô nhào vào trong ngực Giang Thần, khóc lóc rất đáng thương. Em là đồ vô dụng, là đồ sao chổi, em chán ghét chính bản thân mình, năm đó tại sao em lại xông vào trong đám lửa để cứu anh chứ? Em rất hối hận, em rất hối hận. một Đường Sở Sở có thể có ngày hôm nay, tất cả là bởi vì 10 năm trước cô đã vọt vào biển lửa cứu người. Nếu như không có chuyện 10 năm trước cuộc sống của cô tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghe được những lời này, trong lòng Giang thần quặn lên. Anh cảm thấy áy náy vô cùng, ôm chặt đường sở sở đang khóc ở trong ngực, liên tục xin lỗi, xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi em. Ngoặc kép, chương 18, hủy bỏ hợp tác. Tìm ông nội, đúng rồi đi tìm ông nội. Đường sở sở đang khóc đột nhiên giống như vớ được cọng rơm, cô kéo Giang thần khóc thút thít, đi tìm ông nội, lúc nhỏ ông nội là người thương em nhất ông nhất định sẽ không đuổi em ra khỏi gia tộc đi tìm ông nội phải đi tìm ông nội cô kéo giang thần đi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lưng chừng nước mắt của cô giang thần cảm thấy đau lòng anh an ủi cô đừng lo lắng anh sẽ đưa em đi đến nhà họ đường tìm ông nội đúng thế đi đi thôi đường sở sở mới vượt qua cú sốc khi bị tiêu chiến hành hạ bây giờ lại bị đuổi khỏi gia tộc tinh thần của cô đã đến bờ vực suy sụp cô ngốc nghếch cho rằng đi đến biệt thự nhà họ đường, tìm đường Thiên Long thì có thể trở về gia tộc. Có điều đường Thiên Long chính là người đuổi cô ra khỏi gia tộc. Nhưng Giang Thần cũng không còn cách nào khác, bây giờ trước tiên phải khiến đường sở sở ổn định lại cảm xúc, sau khi ổn định rồi mới lại nghĩ cách. Anh không muốn đập tan hy vọng của đường sở sở nên đành đưa cô đến biệt thự nhà họ đường. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước cổng biệt thự nhà họ đường, sau khi đường sở sở nhấn chuông, Cô cứ lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Rất nhanh cửa được mở ra, người mở cửa chính là Đường Lỗi, con trai của Đường Hải. Vừa nhìn thấy Đường Sở Sở ở ngoài cổng anh ta đã mở miệng mắng chửi, "Đường Sở Sở, cái đồ xui xẻo nhà mày vẫn chưa chết sao, mày còn trở về đây làm gì?" Bốp, Giang Thần vung tay đánh anh ta một cái. Mẹ của Đường Sở Sở trách mắng cô, "Giang Thần là là người bề dưới nên không tiện ra tay." Nhưng Đường Lỗi thì không được. Cú đánh này khá mạnh, khuôn mặt Đường Lỗi lập tức đỏ bừng, cả người xoay một vòng rồi ngã xuống dưới đất, cú đánh khiến anh ta hãi hùng, hai bên tai cũng ù ù. Sau vài giây, anh ta mới phản ứng lại, anh ta bò dậy từ dưới đất rồi chỉ vào Giang Thần, hung hăng chửi bới, "Giang Thần, mày được lắm, mày lại dám đánh cả tao, tao đánh chết mày." Đường Lỗi nắm tay thành nắm đấm muốn đánh nhau với Giang Thần. "Làm gì thế?" Đường Thiên Long mặc một bộ quần áo màu xanh chống gậy đi tới lớn tiếng quát mắng, chửi bới hệt như mấy người phụ nữ tranh chua, còn ra phép tác gì nữa. Vẻ mặt đường lỗi âm ức anh ta kể khổ, ông nội, đây là nhà họ đường mà thằng này lại đánh cháu. Còn đường sở sở lập tức quỳ xuống van xin, ông nội, đừng đuổi cháu ra khỏi gia tộc. Đồ bất hiếu. Đường Thiên Long nổi giận khi nhìn thấy đường sở sở bởi vì cô mà suýt nữa nhà họ đường bị diệt phong. Ông ta giơ cây gậy đầu rồng lên muốn đánh cô nhưng cuối cùng ông ta vẫn kiềm chế lại, rồi chỉ ra bên ngoài cửa quát mắng, "Đường Sở Sở, mày đã bị đuổi khỏi nhà họ Đường, mày đã không còn là người nhà họ Đường nữa, cút, đừng để tao nhìn thấy mày." Những lời Đường Thiên Long vừa nói như xét đánh ngang tai. Nước mắt Đường Sở Sở rơi lá chã trên mặt đất. Đường Sở Sở như người mất hồn, sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Đường, cô mới nhìn Giang Thần chằm chằm, nhìn anh mãi rồi cô ấm ức bật khóc cô cảm thấy mình là người phụ nữ đen đủi nhất trên thế giới này. Giang thần ôm lấy cô rồi an ủi, đừng khóc nữa, em muốn trở về nhà họ đường thì để đó anh nghĩ cách, anh đảm bảo với em trước khi trời tối, nhà họ đường sẽ quỳ xuống cầu xin em trở về. À, em đúng là số khổ mà, đường sở sở khóc lóc thảm thương. Mười năm qua, cô bị người ta khinh thường, phải hứng chịu những lời nhục mạ, nhưng cô đều không khóc, vì vậy mà lúc này, những nỗi ấm ức dồn nén trong lòng trào dâng. Giang thần ra hiệu cho tiểu hắc đang đi theo họ ở phía xa, tiểu hắc lập tức hiểu ý, đi lái xe đến. Giang thần đỡ đường sở sở lên xe, anh không trở về đế vương cư mà đi đến đường cửu long, tiểu hắc mở phòng khám phạm nhân, đường sở sở khóc mệt rồi, đã ngủ gục trên giường. Giang thần đi ra bên ngoài, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Diệp Hùng. Diệp Hùng, là tôi đây. À, cậu Long, cậu Giang. Khi nhận được điện thoại của Giang thần, Diệp Hùng sợ tới mức cả người run lẩy bẩy. Mấy ngày trước chuyện về cái chết của tiêu chiến đã dấy lên, không ai biết thân phận của người đàn ông mặt quỷ đó là ai, nhưng Diệp Hùng biết người đàn ông mặt quỷ đó là Giang Thần, chính là chỉ huy Hắc Long của Nam Hoang. Giang Thần hỏi, hợp tác giữa thiên quân và vĩnh nhạc của nhà họ đường như thế nào? Thưa cậu Giang hợp tác rất thuận lợi. Chấm dứt hợp tác và nói với nhà họ đường rằng thần quân chỉ hợp tác với đường sở sở, bây giờ sở sở đã bị đuổi khỏi nhà họ đường, vậy thì chấm dứt hết tất cả hợp tác với nhà họ đường, còn những tin đồn thổi bên ngoài về mối quan hệ giữa ông và đường sở sở ông tự nghĩ cách giải quyết đi tôi không muốn mấy tin đồn đó đem lại sóng gió gây phiền phức cho sở sở vâng tôi sẽ đi sắp xếp diệp hùng hít một hơi thật sâu sau khi cú điện thoại ông ta lập tức sắp xếp ra lệnh cho người phụ trách tiếp xúc với nhà họ đường chấm dứt mọi hợp tác với họ vào lúc này ở nhà họ đường đường hải giám đốc điều hành đương nhiệm của tập đoàn Vĩnh Nhạc Đường Thị vội vã chạy đến hét lớn, bố, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đường Thiên Long ngước mắt lên, đường hải, con đã là người mấy chục tuổi đầu, sao còn hấp tấp như vậy, con cứ như thế này sao có thể giao nhà họ đường cho con, sao nhà họ đường có thể bước vào thế giới thượng lưu chứ. Bố dậy rất đúng nhưng mà bố à, tập đoàn Thiên Quân đã hủy bỏ hợp tác với Vĩnh Nhạc chúng ta, bên Thiên Quân nói. Nghe vậy, cả người đường thiên long lập tức run rẩy ông ta đứng phát dậy cái gì con nói gì đường hải thở không ra hơi cúi đầu nhỏ giọng nói thiên quân hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc chúng ta bây giờ đã có mấy chục chiếc xe lớn xuất hiện trước cổng nhà máy chế biến muốn vận chuyển nguyên vật liệu trở về đường thiên long lập tức bất động trên ghế sofa khuôn mặt già nua của ông ta toát mồ hôi hợp tác với thiên quân là cơ hội tốt nhất để nhà họ đường có thể vực dậy bây giờ thiên quân hủy bỏ hợp tác với vĩnh nhạc đồng nghĩa với việc nhà họ đường mãi mãi mất đi cơ hội chen chân vào thế giới thượng lưu. Thiên quân còn nói gì, lề mề vậy, mau nói đi. Đường Hải nói, Chủ tịch Diệp Hùng của Thiên Quân nói chỉ hợp tác với đường sở sở và họ sẽ không hợp tác với Vĩnh Nhạc khi không có nó. Vậy con còn đứng nở ra đấy làm gì, không nhanh đi mời đường sở sở về đây, nhanh lên. Đường Thiên Long cầm cây gậy ném về phía đường Hải, đường lỗi và người nhà họ đường. Người nhà họ đường hoảng sợ rời đi, bắt đầu đi tìm đường sở sở, họ gọi điện thoại cho cô. Đường Cửu Long, trong phòng khám phàm nhân nhân. Đường sở sở đã tỉnh lại, cô ngồi trên giường gục đầu xuống đầu gối, hai tay ôm bắp chân, cứ im lặng ngây người ra. Giang thần ngồi bên cạnh không ngừng chọc cô cười, kể chuyện cười cho cô nghe nhưng cô vẫn im lặng không nói dù chỉ là một câu. Lúc này, điện thoại của cô vang lên. Cô cũng không bắt máy. Giang Thần vừa nhìn đã phát hiện ra người gọi đến là Đường Hải, anh lập tức hiểu ra đang xảy ra chuyện gì, thẳng tay cúp máy. Bây giờ người phải lo lắng không phải là Đường Sở Sở mà là nhà họ Đường. Ai vậy, ai gọi tới vậy? Đường Sở Sở quay đầu nhìn Giang Thần cúp điện thoại, lúc này hai mắt cô sưng đỏ, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, không còn tin tưởng như trước. Là Đường Hải gọi đến. Ừ. Đường Sở Sở ừ một tiếng. Lúc này, lòng cô đã chết lặng. Dường như chẳng còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Sở Sở, em thực sự muốn trở về nhà họ Đường sao? Nhà họ Đường đối xử với em như vậy không về thì thôi. Giang Thần hỏi, nói thật, anh không muốn Đường Sở Sở trở về nhà họ Đường. Trở về, còn có thể trở về sao? Đường Sở Sở lẩm bẩm lắc đầu yếu ớt nói, không về được nữa rồi, em là đứa xui xẻo, mang lại bao nhiêu tai họa cho nhà họ Đường, nên đã bị ông nội đuổi ra khỏi gia tộc, ngay cả mẹ cũng không cần em nữa. Lúc này điện thoại của Đường Sở Sở lại vang lên một lần nữa, Giang Thần cầm điện thoại đưa cho cô hỏi: "Em bắt máy không?" Đường Sở Sở nhận lấy bắt máy. Trong điện thoại vang lên giọng nói lo lắng của Đường Hải: "Sở Sở, cháu đang ở đâu? Mau nói cho bác cả biết, bác cả sẽ đích thân đến đón cháu trở về gia tộc." Toàn thân Đường Sở Sở run rẩy, trong ánh mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng, cô vội vàng nói: "Cháu, cháu đang ở phòng khám Phạm Nhân Nhân trên đường Cửu Long." cô trở nên kích động nhào vào lòng giang thần, vui mừng khóc thút thiết thần, bác cả đến đón em, em có thể trở về rồi, em có thể trở về nhà rồi. chương 19, quỳ xuống cầu xin đường sở sở trở về nhà. Nhìn thấy đường sở sở vui vẻ như vậy, giang thần cũng vui lây. Thần, em có thể về nhà rồi, em có thể về nhà rồi. Đường sở sở liên tục vui vẻ hét lên, giống như một cô bé bị phạt nhận được sự tha thứ của người nhà. Giang thần không nhiều lời, chỉ ôm chặt lấy cô. Sau khi đường hải biết đường sở sở ở đâu thì ông ta lái xe đến đường Cửu Long. Còn có rất nhiều người của nhà họ đường đi theo. Con trai của đường hải, đường lỗi, vợ đường lỗi Lý Giao, con gái đường hải đường Mộng Oánh. Đường hải luôn là người đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành vĩnh nhạc của nhà họ đường. Chiếc xe mà ông ta lái cũng rất có giá trị, đó là một chiếc xe BMW 7 Series có giá hàng triệu. Trên xe, Đường lỗi tức tối nói, ông nội làm gì vậy, sao có thể để đường sở sở trở về nhà, bố, sau khi đường sở sở quay về nhà, chắc chắn vị trí giám đốc điều hành của bố sẽ phải nhường lại, chúng ta không thể để đường sở sở trở về nhà. Vợ của anh ta Lý Giao cũng tiếp lời chồng, đúng thế, sao có thể để đường sở sở làm giám đốc điều hành chứ, cô ta ngồi lên vị trí giám đốc thì nhà chúng ta sao còn có thể kiếm chắc được gì từ công ty chứ, cũng không biết làm sao đường sở sở lại có quen biết với chủ tịch của thiên quân nữa. Đường Mộng Oánh nói chen vào, bên ngoài đang đồn thổi đường sở sở là người tình của Diệp Hùng. Đường Hải ngắt lời mọi người nói, được rồi, bất nói vài câu đi, trước tiên cứ đón đường sở sở về trước, làm yên ổn bên phía tập đoàn thiên quân rồi bàn tiếp, đây là đơn hàng 100 triệu đấy, sau khi hoàn thành có thể thu được 20 triệu. Một, rất nhanh, xe đã đến trước cửa phòng khám phàm nhân. Một nhóm người xuống xe. Đường sở sở biết đường Hải đích thân đến đón mình vô cùng vui mừng, nên đã sớm đứng chờ ở cửa nhìn thấy xe của đường hải cô kích động kéo tay giang thần đúng là bác cả rồi đúng rồi thần em có thể trở về nhà rồi ừ có thể trở về nhà rồi trên khuôn mặt giang thần nở một nụ cười nhìn thấy đường sở sở vui vẻ như vậy anh cũng thấy rất vui một sau khi đường hải xuống xe ông ta nở một nụ cười sán lạn nói sở sở bố bảo bác đến đón cháu về thấy đường sở sở những người khác trong nhà họ đường đều xa sầm mặt mũi. Đây chính là cái đồ xui xẻo hại nhà họ đường suýt nữa tàn lụi, cũng may ông trời có mắt nếu không nhà họ đường thực sự đã chấm hết. Đường lối kiêu ngạo nói, đường sở sở, bố tao vì để mày trở về nhà mà đã nói giúp mày không ít lời tốt đẹp trước mặt ông nội, còn không mau quỳ xuống cảm ơn đi. Cảm ơn bác đã nói giúp cháu, đường sở sở vừa nói vừa định quỳ xuống nhưng khi cô đang cúi người thì giang thần đã kéo cô lên thần anh làm gì vậy vẻ mặt đường sở sở không vui đường lỗi nhìn thấy vậy cũng tức giận anh ta lạnh lùng nói giang thần thấy gia chủ tương lai của nhà họ đường sao mày không quỳ xuống có còn phép tắc nữa không quỳ giang thần lạnh nhạt nói ông ta cũng xứng sao cái gì mà nói bao nhiêu lời tốt đẹp nếu không phải do tập đoàn thiên quân hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường các người liệu các người có đến tìm sở sở không trở về nói với đường thiên long sở sở sẽ không trở về đâu. Đường sở sở đang muốn trách cứ anh, nhưng sau khi biết những gì anh nói, cô không kìm được hỏi thần, chuyện gì vậy, sao thiên quân lại hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường. Giang thần giải thích, lúc nãy anh xem tin tức, Diệp Hùng mở một cuộc họp báo thông báo rằng họ hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường. Diệp Hùng nói chỉ hợp tác với nhà họ đường khi có đường sở sở, nhà họ đường đã đuổi em khỏi gia tộc nên thiên quân tất nhiên sẽ không hợp tác với bọn họ nữa, vì vậy nhà họ đường hoảng sợ mới vội vã đến đón em trở về sau khi đường sở sở biết được toàn bộ câu chuyện những ấm ức tích tụ trong lòng cô trào dâng chuyện lịch sử cô còn tưởng rằng ông nội thực sự yêu thương cô không ngờ là vì như vậy cô ấm ức sắp bật khóc giang thần kéo cô đi vào trong phòng khám thấy vậy đường hải rất hoảng sợ vội vàng nói sở sở cháu không thể không trở về ông nội đã lớn tuổi không chịu được khổ Chẳng lẽ cháu muốn ông đích thân đến đón thì mới chịu quay về sao?" Đường Sở Sở mềm lòng, nghĩ tới ông nội đã gần 80 tuổi, cô dừng bước nhìn Giang Thần. Giang Thần biết điều Đường Sở Sở quan tâm nhất đó là cái nhìn của người nhà. Bởi vì 10 năm qua cô đều bị xem thường có nằm mơ cô cùng mong ước được người thân công nhận. "Sở Sở, em muốn trở về sao?" Đường Sở Sở khẽ gật đầu nói, "Ừ." Giang Thần nhìn về phía mấy người nhà Đường Hải ở cửa lạnh nhạt nói, sở sở có thể trở về, nhưng các người phải quỳ xuống, cầu xin cô ấy trở về. Giang thần, đường lỗi lập tức nổi giận, gân xanh trên mặt nổi lên, mắng chửi, mày chỉ là một con chó của nhà họ đường, sở sở còn chưa nói gì mày ồn ào gì chứ. Giang thần lạnh nhạt nói, nếu như không quỳ, vậy thì để đường thiên long đích thân đến mời sở sở, nếu không sở sở sẽ không về. Sở sở khe kéo áo giang thần, ra hiệu cho anh nói ít vài câu, bởi vì đều là người một nhà nên cô không muốn khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng như vậy. Sở Sở, em quá mềm lòng, bây giờ là bọn họ phải cầu xin em trở về chứ không phải em muốn về, giờ em có yêu cầu gì cứ nói ra bọn họ đều sẽ đáp ứng hết. Thật sao? Đương nhiên, sự lanh lợi thông minh của em trước đây đâu rồi? Thiên Quân hủy hợp tác với Vĩnh Nhạc sẽ gây ra tổn thất rất lớn cho nhà họ Đường nên nhà họ Đường không thể mất em, em mau nghĩ xem có yêu cầu gì. Đường sở sở phản ứng lại. Mấy ngày nay cô đều trong trạng thái mơ hồ, bây giờ giang thần nói như vậy cô mới phản ứng lại. Trong mấy năm qua, bố cô luôn bị nhà họ đường xem thường, không có bất cứ địa vị gì trong gia tộc. Mặc dù là giám đốc tập đoàn nhưng không có chút cổ phần nào. Vì vậy bố mẹ cô không biết đã xảy ra cãi vã bao nhiêu lần. Cô nghĩ một lát rồi nói, trở về cũng được, nhưng bác trở về nói với ông nội cho bố cháu 10% cổ phần trong tập đoàn vĩnh nhạc nếu đồng ý cháu sẽ trở về nếu không đồng ý cháu sẽ không về còn nữa anh cũng quỳ xuống đi đường sở sở chỉ đường lỗi nói những năm qua không ít lần cô bị đường lỗi sỉ nhục bị anh ta gây rắc rối ngay cả trong bữa tiệc gia tộc cũng thường mắng chửi bố cô cái gì đường lỗi lập tức trừng mắt bốp đường hải đánh vào đầu đường lỗi tức giận nói còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với sở sở bố có phải bố nhầm rồi không bảo con quỳ xuống trước mặt nó sao?" Đường Lỗi hét lên. Đường Hải lại đánh anh ta một cái, đồng thời không ngừng nháy mắt ra hiệu với anh ta, nhỏ giọng nói, "Quỳ xuống, chẳng lẽ con muốn gia tộc phải đưa cho Đường bác 10% cổ phần sao?" Nghe vậy Đường Lỗi mới hiểu ra, anh ta lập tức quỳ xuống, khóc lóc nói, "Sở sở, anh sai rồi, trước đây là anh không đúng, anh bảo đảm sẽ không vậy nữa, xin em trở về nhà đi, mấy ngày nữa là mừng thọ 80 tuổi của ông nội." Cả nhà chúng ta cùng nhau tụ họp xung vầy không được sao? Đường sở sở còn chưa nói gì giang thần đã tiếp lời, không được, sở sở đã nói rồi, đồng ý đưa cổ phần sẽ về, nếu không đưa sẽ không về, tiểu hắc, đóng cửa hôm nay không kinh doanh. Nói xong, anh kéo sở sở đi vào phòng khám. Tiểu hắc đi đến kéo cảnh cửa cuốn của phòng khám xuống. Trong phòng khám, trên mặt đường sở sở lộ ra vẻ lo lắng, thần, ông nội thực sự sẽ cho bố cổ phần sao? giang thần khẳng định nói chỉ cần em không quay về ông nội sẽ đưa lần này em không thể mềm lòng nghe vậy đường sở sở nở nụ cười hài lòng nói như vậy thì mẹ sẽ không xem thường bố nữa rồi vị trí của bố trong gia tộc có thể được tăng lên thần cảm ơn anh giang thần ôm lấy khuôn mặt cô nói em cảm ơn anh làm gì chuyện này không liên quan gì đến anh muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn diệp hùng đường sở sở lại nghi ngờ cô không quen chủ tịch diệp hùng của thiên quân vậy tại sao người đó lại tốt với cô như vậy? chương 20, giấy chuyển nhượng cổ phần. Nhà họ đường. Đường Thiên Long chỉ nhìn thấy gia đình đường hải quay về chứ không thấy đường sở sở đâu. Khuôn mặt già nua lập tức trầm xuống, hồn hển quát mắng, sở sở đâu? Sao không dẫn sở sở về? Đường Mộng Oánh lập tức đi tới đỡ đường Thiên Long nói, ông nội đừng giận, nghe cháu nói trước đã. Đường sở sở rất quá đáng, bắt cả nhà bọn cháu quỳ xuống, bọn cháu đã quỷ rồi mà cô ta vẫn không chịu quay về, còn kêu ông nội cho đường bác 10% cổ phần tập đoàn, nói ông là ông già chết tiệt bất công, người nhà họ đường đều có cổ phần mà chỉ có nhà họ không có. Đường Thiên Long tức giận đến xanh mặt. Đường Mộng Oánh kịp thời nói, ông nội, không phải cháu mắng ông đâu, là trích nguyên văn lời của đường sở sở đấy ạ. À. Tức chết ta rồi. Đường Thiên Long thở hổn hển, hung tợn mắng, ỉ vào chút quan hệ với Diệp Hùng mà thật sự không coi ai ra gì, ngay cả gia chủ cũng không để vào mắt đường lối cũng thêm mắm thêm muối kể lại nói mình quỳ xuống van xin đường sở sở như thế nào đường sở sở làm nhục họ như thế nào mắng đường thiên long ra sao một trên đường về nhà cả nhà họ đã thương lượng xong hết rồi đường sở sở chắc chắn sẽ về nhà một khi đường sở sở quay về chắc chắn sẽ nắm giữ quyền lực họ không muốn thấy cảnh tượng đó chút nào nhưng đường sở sở mà không về thì nhà họ đường sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng gia đình họ thương lượng trước tiên cứ nói xấu đường sở sở trước mặt đường thiên long đã lỗi lầm lúc trước của đường sở sở khiến nhà họ đường suýt chút nữa bị hủy diệt lại thêm chuyện này nữa cho dù đường sở sở về nhà thì cũng không thể nắm giữ quyền lực đường thiên long nghe thấy những lời này suýt nữa ngất xỉu ông ta dựa lưng vào sofa thở hổn hển cầm gậy ba tong chỉ vào đường hải vẫn luôn im lặng nói cho Đường Sở Sở muốn 10% cổ phần, chỉ cần cô ta có thể trở về thì sẽ cho cô ta 10% cổ phần, 10% thì 10%, kêu cô ta lập tức gọi điện thoại cho Diệp Hùng của Thiên Quân đi. Mặc dù Đường Thiên Long đã già, nhưng ông ta còn chưa hồ đồ. Chỉ khi nào Đường Sở Sở trở về thì nhà họ Đường mới có thể tiếp tục hợp tác với Thiên Quân, sự nghiệp của nhà họ Đường mới được nâng cao một bước. Phòng khám phàm nhân. Đường Sở Sở khó hiểu nhìn Giang Thần, thần tại sao diệp hùng lại tốt với em như vậy em có quen ông ấy đâu ban đầu ông ấy đích thân đón em vào thiên quân bây giờ em bị đuổi khỏi gia tộc ông ấy lại vì em mà hủy bỏ hợp tác với nhà họ đường anh nói thật cho em đi có phải là vì anh không giang thần biết không giấu được bao lâu bèn cười nói quả thực là vì anh em biết ngay mà trách gì diệp hùng lại kính trọng em như thế thì ra thật sự là vì anh đường sờ sờ tỉnh ngộ giang thần nói anh là trẻ mồ côi mấy năm trước làm lính bản lĩnh không tồi từng cứu mạng diệp hùng ông ta nợ anh ân tình thiên quân hợp tác với vĩnh nhạc lại thêm chuyện hôm nay đều là ân tình diệp hùng đền đáp bây giờ đã trả hết rồi cảm ơn anh giang thần nắm tay đường sở sở đều là người một nhà nói cảm ơn làm gì chứ đúng rồi sao anh lại biết y thuật đường sở sở nhìn giang thần cảm thấy người chồng này thật sự đầy bí ẩn Giang Thần mỉm cười giải thích nói, Giang Trung được gọi là Kinh Đô Dược Liệu, hội tụ y học cổ truyền khắp thiên hạ, anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng chính là một thầy thuốc, cho nên anh học ké được một chút y thuật. Chỉ một chút thôi á? Đường Sở Sở liếc xéo. Cô biết vết thương của mình, bị bỏng toàn thân, cho dù là kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến nhất cũng khó có thể mà hồi phục được, nhưng lại được Giang Thần chữa khỏi trong vòng 10 ngày. Còn có mấy ngày trước, gương mặt cô còn bị rạch nữa mặc dù bây giờ vẫn còn băng bó nhưng cô có thể cảm nhận được vết thương của mình đang dần lành lặn thật sự chỉ có một chút thôi người cứu em là anh ta anh ta mới là thần y thâm tàng bất lộ đấy giang thần chỉ vào tiểu hắc đang ngồi hút thuốc bên cạnh tiểu hắc lập tức đứng dậy xấu hổ cười nói chào chị dâu tôi là tiểu hắc lớn lên chung trại trẻ mồ côi với anh giang sau khi anh ấy đi lính thì tôi có học chút y thuật đường sở sở cũng không nghi ngờ tin tưởng lời nói của hai người. Chỉ là bây giờ cô vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng mình đòi quá nhiều cổ phần. Doanh nghiệp chính của nhà họ đường là Vĩnh Nhạc, nhưng ngoài Vĩnh Nhạc ra còn có không ít sản nghiệp, nhà hàng, khách sạn vân vân. Tổng tài sản khoảng chừng hơn mười mấy triệu. Mười phần trăm cũng không phải là con số nhỏ, cô sợ ông nội sẽ không cho mình. Việc bây giờ cô có thể làm là chờ đợi. Không lâu sau, đường hải lại đến phòng khám phạm nhân. Lần này chỉ có một mình ông ta đến, còn mang theo giấy chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn. Sở Sở, đây là giấy chuyển nhượng do ông nội cháu đích thân ký tên. Chỉ cần Đường Bác ký tên thì sẽ sở hữu 10% cổ phần doanh nghiệp gia tộc. Bây giờ bác đã mang giấy chuyển nhượng tới cho cháu rồi, có phải là cháu nên gọi điện thoại cho Diệp Hùng, kêu ông ấy đừng hủy bỏ hợp tác với Vĩnh Nhạc không? Đường Sở Sở nhận hợp đồng từ Đường Hải, xem thật kỹ. Sau khi nhìn thấy đúng là hợp đồng cổ phần cô vui vẻ hoan hô thần, ông nội thật sự cho em nè, cuối cùng bố em cũng có thể ngẩng đầu lên rồi. Sở sở, cháu mau gọi điện đi, bây giờ mấy chục chiếc xe tải chở nguyên vật liệu đang bị ứ động ở Vĩnh Nhạc, chờ giải quyết xong chuyện này rồi về nhà ăn mừng cũng chưa muộn mà. Đường Hải đúng lúc lên tiếng. Đường sở sở nhìn Giang Thần. Giang Thần gật đầu, nói, ừ, em gọi đi. Em, em làm được không? Đường sở sở hơi nhút nhát, dù sao Diệp Hùng chỉ nợ ân tình của Giang Thần. Giang Thần nói, chắc chắn được, em cứ gọi đi. Lúc này đường sở sở mới lấy di động ra, nói rõ tình hình với Diệp Hùng. Diệp Hùng cũng không hề trần chờ, lập tức đồng ý với đường sở sở, tiếp tục hợp tác với Vĩnh Nhạc. Đường Hải ngồi bên cạnh, sau khi nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tặng mất 10% cổ phần, nhưng chỉ cần tiếp tục hợp tác với Thiên Quân thì sản nghiệp của nhà họ Đường sẽ càng ngày càng lớn, tài sản sẽ càng ngày càng nhiều. Sở Sở, 10 ngày sau là tiệc mừng thọ 80 của ông nội cháu, đến lúc đó cháu nhớ đến dự đấy, bác cả về trước đây. Đường Hải để lại một câu rồi lái xe rời đi. "Thần, chúng ta mau về nhà báo cho bố biết tin tốt lành này đi." Đường Sở Sở kéo Giang Thần rời đi. Thấy cô vui vẻ như vậy, Giang Thần rất thỏa mãn anh và đường sở sở cùng về nhà. Cửa nhà họ đường đóng kín. Đường sở sở cầm hợp đồng, trong lòng rất khẩn trương, nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Người mở cửa là một cô gái hai mươi mấy tuổi ăn mặc khêu gợi, mang dép lê. Trông cô ta có chút nhan sắc, đây chính là vợ của đường tùng, em trai đường sở sở, tên là Ngô Mẫn. Ngô Mẫn chán ghét, bất mãn nói, chị còn về đây làm gì? Bố mẹ không muốn thấy chị, cút đi nói xong cô ta ầm một tiếng đóng sầm cửa lại giọng nói của đường tùng vang lên từ buồng trong mẫn ai vậy ngô mẫn đáp một con sao chổi xui xẻo nghe thấy vậy đường tùng biết ngay là đường sở sở lại quay về cậu ta mở cửa phòng nhìn đường sở sở mắt ngấn lệ ôm bản hợp đồng vào lòng đang đứng ngoài cửa cậu ta kéo cô vào nhà nói chị mau vào đi bố mẹ ra ngoài rồi ngô mẫn nhanh chân chặn trước mặt đường tùng lạnh lùng nói đường tùng anh làm gì vậy hả, nếu để mẹ biết anh cho con sao chổi này vào nhà thì tiền mua xe của anh sẽ không còn đâu. Lần này đường tùng về nhà, thứ nhất là vì nhà họ đường xảy ra chuyện, cậu ta về làm bạn với bố mẹ. Thứ hai là cậu ta biết Hà Diễm Mai có hơn 200 vạn trong tay, đúng lúc cậu ta muốn thay xe mới nên mới xin sỏ Hà Diễm Mai mua xe cho mình. Đây chính là số tiền mà đám con nhà giàu cho Giang Thần làm phí chia tay lúc đến đón đường sở sở tan tầm. Đồ xui xẻo, Mày về nhà làm gì? Lúc này, một người phụ nữ trung niên dắt một con chó lông vàng đi vào nhà. Bà ta là Hà Diễm Mai, ghét bỏ nhìn Đường Sở Sở. "Mẹ, đừng kêu tao là mẹ, tao không có đứa con gái như mày." Đường Sở Sở mắt ngấn lệ, nhưng cô không khóc mà đưa hợp đồng cho bà ta. Ông nội đã đồng ý cho con về nhà, còn cho con hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, chỉ cần ký tên vào hợp đồng này thì sẽ có được 10% cổ phần nhà họ Đường con đặc biệt mang về cho bố. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 20.